Đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la tập 185 đến tập 188, Thiên Long tinh thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đường chấn hoa vươn mình ngồi dậy, cười khổ nói, ta có thể không lo lắng sao, ta cũng muốn đem hắn buộc tại dây lưng quần lên. Có thể là, vì sự phát triển của hắn, chúng ta không thể làm như vậy à. Đáng tiếc, hắn không có thể đi vào vào hiên vụ cái kia nhỏ đoàn đội bên trong, nhưng ta tin tưởng, con của ta nhất định là sẽ có một phiên làm hắn đầy đủ kế thừa cha hắn tại tinh chiến phương diện thiên phú tinh chiến chỉ huy phương diện này tại trong lớp thành tích của hắn cũng là gần với hiên vũ tương lai làm cái tàu chiến đấu thậm chí là tàu bảo vệ hạm trưởng không có vấn đề gì anh lạc hồng hư một tiếng làm sao con trai của ta liền không thể làm tư lệnh viên đường trấn hoa cười ha ha nói tư lệnh sẽ có chút khó vậy thì không phải là cá nhân thực lực vấn đề vẫn là các phương diện cân bằng kết quả yên tâm đi không có việc gì lựa chọn hạm đội thứ bảy là sáng suốt nhất bạch lăng đại tướng xem như tương đối thân cận tại chúng ta học viện mà lại tinh hà không phải cũng tại hạm đội thứ bảy sao là hạm đội cao tầng ta đã cùng hắn chào hỏi con của ngươi sẽ được phân phối tại tàu mẹ tác chiến biên trong đội chủ yếu tại chỉ huy tác chiến bộ học tập sẽ không tham dự đổ bộ tác chiến thẳng thắn nói nếu như có thể mà nói ta càng muốn khiến cho hắn đổ bộ tác chiến rèn luyện rèn luyện còn không là bởi vì chính mình nhi tử mềm lòng ừm vậy thì tốt anh lạc hồng nhẹ nhàng thở ra đường trấn hoa nói tốt cái gì tốt không trải qua nguy hiểm trưởng thành sẽ chậm rất nhiều hiên vũ bọn hắn sẽ trực tiếp đến tinh bên kia sông đi tinh hà tại tinh chiến phương diện chỉ huy mặc dù không bằng ta thiên phú cao nhưng cái tên này rất giảo hoạt cũng đặc biệt vững vàng phương diện này so với ta mạnh hơn anh lạc hồng ánh mắt trở nên ôn nhu mấy phần lúc trước nếu không phải vì ta người tại quân đội nhất định sẽ có đại phát triển đường trấn hoa cười ha ha cái kia có cái gì dùng đại phát triển có thể có tốt như vậy lão bà có trọng yếu không? Ta không cần đại phát triển. Đáng tiếc, ta cá nhân tu vi không đủ, không có có thể đột phá thần cấp, bằng không, ta nhất định làm cái siêu thần số một chơi đùa. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở bảo bối của ta đệ tử. Anh Lạc Hồng nói, học viện lần này nội viện đệ tử đi 36 người, lại thêm chư vị lão sư, tổng cộng 63 người, thần cấp cường giả 7 người, đã là đối liên bang xưa nay chưa từng có ủng hộ. Các chủ, y lão hiện tại cũng đi liên bang tổng bộ chuẩn bị ứng đối long mã tinh hệ cường giả có khả năng trả thù lần này người cảm thấy sẽ thật đánh lên đến sao đường trấn hoa lắc đầu nói chúng ta kỳ thật vẫn là không có làm tốt toàn diện bùng nổ chiến tranh chuẩn bị gần nhất này một ngàn năm là chúng ta đã phát triển thời gian ngắn khoa học kỹ thuật bùng nổ đủ loại mạnh mẽ vũ khí không ngừng bị mở phát ra tới tài nguyên lợi dụng cũng càng ngày càng khổng lồ đối với liên bang tới nói hiện tại là một cái điểm mấu chốt nếu như có thể tiến lên như vậy tương lai nhất định có thể trở thành vũ trụ cường hào không xông qua được liền có hủy diệt nguy hiểm cho nên liên bang nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận đối chúng ta mà nói lòng mã tinh hệ là một khối lớn thịt mỡ nếu quả như thật có thể ăn miệng đầy chảy mỡ vậy chúng ta liền có đại phát triển cơ sở nhưng ngược lại cục thịt béo này có độc độc tố chí mạng lòng mã tinh hệ đỉnh cấp cường giả rất nhiều hiện tại chúng ta càng hy vọng chính là có nhiều thời gian hơn phát triển nắm bùng nổ khoa học nghiên cứu chuyển hóa làm chiến lược cùng sức sản xuất. Anh Lạc Hồng nói, chuyện lần này, dây dẫn nổ ngay tại đệ tử bảo bối của ngươi trên thân. Nếu như chúng ta thắng, công lao của hắn đoán chừng sẽ còn bị thêm vào. Đường Trấn Hoa nói, đoán chừng sẽ không, quân hàm đã cho thiếu tướng, kỳ thật đã tương đương với thêm vào. Người lúc nào thì nghe nói qua 18 tuổi thiếu tướng, liền xem chức vụ phương diện, học viện đối với hiên vũ tương lai, sẽ có đột phá, nói không chừng, liền sẽ để hắn thật gia nhập quân đội bên trong, đại biểu học viện chúng ta cùng đồng môn tại quân đội bắt đầu thành lập thuộc tại chính chúng ta thế lực dù sao vị kia trở về chúng ta lại không cần lo lắng chính phủ liên bang đối với chúng ta có ý nghĩ gì vị kia có thể là đã từng phục hưng chi chủ hiện tại liên bang phát triển đã đến bình cảnh hướng long mã tinh hệ phương diện tiến lên nhất định không thể miễn liên bang cũng cần học viện cùng đường môn toàn lực ủng hộ cho nên chắc chắn liền muốn cho phép chúng ta cường giả chân chính tại quân đội có địa vị tương đối cao kỳ thật chúng ta vẫn luôn tại chờ đợi ngày này vì thế, đường môn làm quá nhiều công tác chuẩn bị. Những năm này, ta tại đường môn thấy được một chút, nhưng hẳn là vẫn chỉ là một bộ phận, chẳng qua là không biết đường môn kiến tạo chiến hạm ở nơi nào. Anh Lạc Hồng nói, đường môn thật sự có chính mình nhóm chiến hạm sao, chiến thần cấp tàu chiến đấu trở lên tồn tại. Đường Trấn Hoa quả quyết nói, khẳng định có, ta tại đường môn cùng bọn hắn cùng một chỗ lúc nghiên cứu, thấy qua một chút chỉ hẳn là thuộc về cỡ lớn chiến hạm trang bị, vô cùng tân tiến so hiện tại liên bang dùng còn tân tiến hơn đường môn cùng chúng ta học viện kỳ thật đối chính phủ liên bang đều không thể nào tin mặc cho như thế nào không có có hậu thủ anh lạc hồng gật gật đầu nói như vậy không giữ quy tắc sửa lại nội viện đột nhiên yêu cầu chúng ta ngoại viện tiến hành lớp thực nghiệm tinh chiến nếm thử đoán chừng cùng phương diện này cũng có quan hệ hẳn là sớm đạt được tin tức liên bang muốn cùng long mã tinh hệ khai chiến đường trấn hoa nói đường môn bên kia am hiểu tinh chiến phương diện đệ tử số lượng cũng không ít bọn hắn từng đám nuôi dưỡng rất nhiều, trong đó đại bộ phận là ngoài học viện viện tốt nghiệp học thành viên, còn có một ít là đường môn chính mình bồi dưỡng ra được. anh lạc hồng trong lòng hơi động, người nói học viện một đời mới xử lai khắc thất quái, sẽ không phải là vì tiến vào quân đội làm chuẩn bị. đường trần hoa nói không hề nghi ngờ, bằng không mà nói, dùng nhiên vũ tuổi của bọn hắn cùng thực lực, làm sao có thể trúng tuyển? nội viện phong hào đấu la cấp đệ tử khác có thể cũng không phải số ít, cũng đều là trẻ trung. anh lạc hồng nói. Một năm này quân sự lịch luyện, xem ra đã là đối khảo nghiệm của bọn hắn, cũng là đối bọn hắn nuôi dưỡng. Đấu la liên bang hạm đội thứ bảy, thứ tam long vương cấp tàu bảo vệ. Lam Hiên Vũ bảy người đang ở nghỉ ngơi khu thuộc về mình phòng họp nhỏ nhìn bên này lấy tinh đồ. Bọn hắn đã tiếp đến mệnh lệnh, mệnh lệnh cho chỉ thị của bọn hắn rất đơn giản, thăm dò, tiêu diệt, tìm kiếm. Không có đặc biệt mục tiêu, dùng thiên mã tinh cùng thiên long tinh làm trung tâm, chung quanh ước chừng hơn 50 viên tinh cầu hành chính, tư nguyên tinh đều tại tìm kiếm phạm vi bên trong tìm kiếm tài nguyên dư thừa tinh cầu lập tức hồi báo đổ bộ bộ đội tác chiến sẽ đi tới thu lấy tài nguyên phá hư thiết thi quân sự nói cách khác làm hiền vũ bọn hắn muốn làm là tiếp xuống cướp đoạt trong chiến đấu bước thứ nhất muốn làm sự tình thứ ba thứ năm hai chi hạm đội còn có một ngày thời gian liền đem phân biệt đến thiên mã tinh cùng thiên long tinh hạm đội thứ bảy tại bọn hắn đến về sau liền sẽ bắt đầu chê tán hành động Nhan Tinh Hà cho Lam Hiên Vũ nhiệm vụ của bọn hắn tính cơ động rất cao, không có chuyên môn chỉ hướng tính, hết thảy dùng bọn hắn ý nghĩ của mình tới làm. Dạng này độ tự do, càng có thể thể hiện ra chiến thuật tố dưỡng, cũng càng có thể rèn luyện, đối bọn hắn năng lực, Nhan Tinh Hà còn là vô cùng tin tưởng. Lam Hiên Vũ có thể là siêu thần 58 phi công chiến đấu cơ, lưu tinh cấp công kích hạm mặc dù cùng chiến cơ không giống nhau, nhưng chiến hạm điều khiển cùng chiến cơ đồng nguyên, có quan hệ với Lam Hiên Vũ tư liệu hắn thậm chí muốn so bạch lăng đại tướng trong tay đều nhiều cho nên liền để hắn buông tay hành động làm lam hiên vũ tiếp vào nhiệm vụ chỉ thị thời điểm cũng có chút kinh hỉ này có trồng độ tự do nhiệm vụ mới có thể lớn nhất phát huy ra bọn hắn năng lực dùng bọn hắn bảy người thực lực hiện tại coi như là gặp được phong hào đấu la cường giả cũng có thể một trận chiến mà lại tinh chiến liều cũng không chỉ là cá nhân thực lực bọn hắn lần này lưu tinh cấp công kích hạm bên trên riêng là phản vật chất đạo đạn liền mang theo mười hai miếng nhiều quân đội chế thức lưu tinh cấp công kích hạm nào có này loại phối trí nhan tinh hà nói cho hắn biết buông tay hành động tại chú ý an toàn điều kiện tiên quyết lớn mật đi làm đạn dược tiêu hao liền hồi trở lại long tam tiếp tế liên bang sắp đến 500 trăm chiếc cỡ lớn chiến hạm vận tải cũng không phải chống không tới băng đến hàng loạt nguồn năng lượng cùng đạn dược tiếp tế quyết định phải thừa dịp lấy cơ hội lần này suy yếu long mã tinh hệ sinh lực đồng thời thu hoạch đủ nhiều tài nguyên lần này 500 trăm chiếc cỡ lớn chiến hạm vận tải bên trong có 50 chiếc phân phối trang bị mới nhất khoa học kỹ thuật, không gian áp súc kỹ thuật, nội bộ chứa đựng không gian là bình thường chiến hạm vận tải gấp 10 lần, mà lại tốc độ càng nhanh, cái này là tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tới chỗ tốt. Mà không gian áp súc kỹ thuật cũng cần tài nguyên tới kiến thiết, trong đó, trọng yếu nhất tài nguyên liền là một loại ủng có không gian nguyên tố thuộc tính khoáng thạch, Long nguyên tinh một khỏa tư nguyên tinh liền có này loại đặc sản. Lam Hiên Vũ chỉ lên trước mặt tinh đồ, nói: "Chờ thứ ba, thứ năm hai chi hạm đội vào chỗ, đối thiên long tinh cùng thiên mã tinh áp chế thời điểm chúng ta hạm đội thứ bảy liền sẽ phân tán ra đến bày ra hành động cho nên thiên long tinh cùng thiên mã tinh chung quanh này mười mấy hành tinh đứng mũi chịu xào lại là đại bộ đội mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta nếu là thăm dò cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động thu hoạch tất nhiên sẽ ít cho nên chúng ta đến càng xa một chút tinh cầu đi mục tiêu chủ yếu là tư nguyên tinh tinh cầu hành chính khẳng định cư trú long mã tinh hệ từng cái chủng tộc này chút trong chủng tộc khẳng định đều có cường giả vẹn vẹn dựa vào chúng ta là không đối phó được nhưng tương nguyên tinh liền không giống nhau trước đó đại chiến liên quân khẳng định là điều hàng loạt quân đội những tương nguyên này tinh đóng giữ liền sẽ tương đối không hư nhất là xa một chút địa phương càng là như vậy những địa phương này mới là mục tiêu của chúng ta phá hư thiết thi quân sự cho chúng ta đến tiếp sau bộ đội tọa độ chỉ dẫn tiền lỗi ma quyển sát trưởng nói lão đại ngươi nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm cuối cùng có khả năng chân chính tinh chiến ngẫm lại đều hưng phấn a à. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta vẫn là muốn chú ý an toàn, an toàn vị thứ nhất, cơ hội lần này hiếm có, chuẩn bị lên đường đi. Bọn hắn lần này, trước đi hoàn thành nhiệm vụ không có cụ thể thời hạn, tại đại quân rút lui trước đó, bọn hắn đều có thể tự do hành động, mỗi lần cho ra chính xác mục tiêu, cuối cùng thu hoạch đến tài nguyên cùng hư hao thiết thì quân sự đều sẽ tính gộp lại công huân. Này chút bị mang về tài nguyên thẩm tra đối chiếu công huân về sau, có 15% sẽ nhớ trên người bọn hắn, còn lại thì là đến tiếp sau bộ đội nếu như là chính bọn hắn mang về tài nguyên, sẽ trăm phần trăm nhớ trên người bọn hắn. Lam Hiên Vũ mình đã là thiếu tướng, không hề thiếu công huân, nhưng đồng bạn của hắn tranh công huân có thể là phi thường hữu dụng. Mà lại, đây cũng là hướng liên bang chứng minh chính bọn hắn một cơ hội. Sau 10 phút, Nhan Tinh Hà tiếp vào Lam Hiên Vũ xin, Lam Hiên Vũ thỉnh cầu, lập tức xuất trình, mục tiêu khá xa tinh vực. Nhan Tinh Hà suy tư một chút sẽ đồng ý, lúc này mặc dù liên bang hạm đội vẫn chưa hoàn thành đối thiên long tinh, thiên mã tinh áp chế nhưng đại đa số long mã tinh hệ chiến hạm vẫn là hướng hai khỏa chủ tinh hướng đi co và phòng thủ đi tại long mã tinh hệ bên trong đi xuyên cũng không tính quá nguy hiểm sớm một chút xuất phát đi chỗ xa hơn thu hoạch khẳng định là càng lớn nếu như có thể thu hoạch được nguyên một viên tư nguyên tinh tài nguyên tin tức đồng thời trình độ nhất định phá hư thiết thi quân sự có thể lấy được công huân sẽ càng nhiều kết quả là tam thập tam thiên dực chiến hạm ngay tại đặc phê về sau lặng yên không tiếng động vẽ ra long tam chiến hạm dương cánh cao phi thẳng đến long mã tinh hệ chỗ sâu mà đi lam hiên vũ bọn hắn chỉ có 7 người cho nên mỗi người đều phải có trách nhiệm một cái trọng yếu hệ thống may mắn tam thập tam thiên dực chiến hạm điều khiển muốn so liên bang chế thức chiến hạm dễ dàng nhiều dù cho là một người cũng có thể tiến hành khống chế lam hiên vũ ngồi tại chủ điều khiển vị trí bên trên không chút do dự hạ lệnh mở ra u linh hình thức bay lượn chiến hạm mặt ngoài tất cả cánh chim đồ án tàn mát ra nhàn nhạt u quang, sau một khắc, nó đã lặng yên không tiếng động biến mất tại vũ trụ bên trong. Bảo trì ẩn thân bay lượn sẽ khá lớn tiêu hao nguồn năng lượng, nhưng Long Mã tinh hệ có thể là địch nhân địa bàn, tuy nói địa phương nhóm chiến hạm đại bộ phận co vào phòng ngự đi, nhưng khó đảm bảo không sẽ đụng phải, ẩn thân bay lượn là an toàn nhất, mà lại, Tam thập tam thiên rực chiến hạm, cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu khuyết nguồn năng lượng. Ở phương diện này, bọn hắn có một cái ưu thế lớn nhất cái kia chính là lam hiên vũ có thể là hồn rèn cấp bậc rèn đúc đại tông sư lúc trước tại sâm la tinh đại minh nhị minh đem thúy ma chiến hạm giao cho hắn thời điểm nói cho hắn biết thúy ma chiến hạm cần sử dụng linh rèn kim loại làm động lực nguyên khi đó lam hiên vũ liền nghĩ đến vậy nếu như chiến hạm bình thường dùng linh rèn kim loại làm động lực nguyên hiệu quả có thể hay không tốt hơn trở lại học viện sử lai khắc hắn liền hỏi thăm đường chấn hoa đường Trấn hoa ngay lúc đó động tác là mắt trận trắng nói cho hắn biết đó là đương nhiên nhưng người nào sẽ xa xỉ dùng linh rèn kim loại đi cung cấp cho lò phản ứng đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm là lò phản ứng đem kim loại hiếm hạch tâm nhất năng lượng để luyện ra tại tinh luyện quá trình bên trong tự nhiên là phẩm chất càng tốt kim loại hiếm để luyện ra nguồn năng lượng thì càng nhiều mà linh rèn kim loại đã trải qua tinh luyện bản thân đã có linh tính vậy thì tương đương với là đã cấp số nhân nghiền ép kim loại hiếm nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng sẽ cao hơn nhiều Tự nhiên là cung cấp càng thêm năng lượng khổng lồ. Chẳng qua là linh rèn kim loại, như thường tới nói liền chế tạo đấu khải đều không đủ dùng, ai sẽ dùng cái đồ chơi này làm động lực? Làm Hiên Vũ sẽ. Hắn hiện tại rèn đúc linh rèn kim loại xác suất thành công cực cao, gần như 80% trở lên xác suất thành công, mà lại rèn đúc tốc độ rất nhanh. Tại Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong, chuyên môn trang bị một cái phòng đoán tạo, hắn tùy thời có thể dùng đem bình thường kim loại hiếm rèn đúc thành linh rèn kim loại. Chẳng qua là làm động lực căn bản không cần dung rèn dung rèn về sau kim loại mặc dù sẽ hiệu quả càng tốt hơn nhưng dung rèn phức tạp rèn đúc thời gian dài thất bại tỷ lệ cao không bằng chẳng qua là rèn đúc linh rèn kim loại hiệu suất cao cái này nhường tam thập tam thiên dực có thời gian dài bay lượn cùng chiến đấu cơ sở ngoại trừ phản vật chất đạo đạn dạng này đạn dừa không có cách nào bổ sung bên ngoài mặt khác nguồn năng lượng đều có thể đủ thông qua lò phản ứng thu hoạch ví như chiến hạm chủ pháo pháo phụ hồn đạo năng lượng đều không có vấn đề Tại trước khi trước khi lên đường, Lam Hiên Vũ còn mặt dạng mày dày cùng nhan tinh hà bên kia muốn sáu cái phản vật chất đạo đạn ra tới, cho nên, hán tam thập tam thiên dực trên chiến hạm, hiện tại phản vật chất đạo đạn tổng số liền có 18 miếng. Phải biết, một chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu bên trên thường quy phản vật chất đạo đạn phân phối mới 36 miếng mà thôi, lưu tinh cấp công kích hạm căn bản là không có này phối trí. Phản vật chất đạo đạn uy lực, thậm chí so Lam Hiên Vũ Long Chi Nộ còn muốn lớn hơn một chút chỉ bất quá sử dụng phương thức không giống nhau thôi, càng thích hợp ở trong không gian sử dụng. Chiến hạm tiến vào ẩn hình hình thức, động lực toàn bộ triển khai, dựa theo tinh đồ chỗ bày tỏ, thẳng đến Long Mã tinh hệ chỗ sâu mà đi. Đấu La Liên bang mặc dù không có đối Long Mã tinh hệ hoàn thành hoàn toàn thăm dò, nhưng lại có được cơ hồ chỉnh cái tinh hệ toàn bộ bản đồ, những tài liệu này tự nhiên là theo chủng tộc khác nơi đó có được, cái này không thể không nói thiên đường tinh tác dụng, nơi đó mặc dù là tội ác căn cứ, nhưng cũng là một cái trong tình báo ở nơi đó có thể mua được đủ loại tình báo long mã tinh hệ tinh đồ liền là ở nơi đó mua sắm đồng thời nhiều mặt mua sắm so sánh xác minh mới có hiện tại bản đồ quân sự đương nhiên ngược lại long mã tinh hệ phương diện cũng đồng dạng có đấu la liên bang đủ loại tình báo tư liệu cũng là theo thiên đường tinh bên kia thu được một bộ phận làm hiên vũ bọn hắn mục tiêu thứ nhất trọn vẹn phải bay đi ba ngày thời gian đồng thời tiến hành một lần lỗ sâu xuyên qua mới có thể đến tinh đồ dễ dàng thu hoạch được nhưng lỗ sâu vị trí sẽ rất khó thu được mà lại giá trị cao cho nên long mã tinh hệ nội bộ lỗ sâu đấu la liên bang đạt được vị trí chính xác chỉ có không đến một phần mười lần này xâm lấn thu hoạch phương diện này tư liệu cũng là trọng yếu nhất chỉ có nắm giữ càng nhiều lỗ sâu mới có thể tại đây rộng lớn tinh hệ bên trong càng thêm có tính linh hoạt trong vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh không có chút nào đại chiến mùi vị lòng mã tinh hệ thật sự là quá lớn nếu như theo một mặt bay đến một chỗ khác muốn tiến hành vượt qua 15 lần lỗ sâu nhảy vọt. Ẩn hình bên trong tam thập tam thiên dược chiến hạm, tựa như là một khỏa trong vũ trụ vô hình bụi trần, lặng yên không tiếng động phi hành. Một ngày về sau, đến lỗ sâu phụ cận. Tại đơn giản trinh sát về sau, bọn hắn phát hiện lỗ sâu chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì kẻ địch tung tích. Chuẩn bị tiến vào lỗ sâu xuyên qua, làm hiên vũ trầm giọng nói ra. Mọi người trên ghế ngồi riêng phần mình bắn ra dây an toàn, đem bọn hắn cố định tại chỗ ngồi bên trên, tiến vào lỗ sâu lập tức chung quanh bắt đầu bày biện ra kỳ quái cảnh tượng vô số bóng mờ theo bên người lướt qua mặc dù bọn hắn đã nhiều lần xuyên qua qua lỗ sâu nhưng ở xuyên qua trình bên trong nhưng như cũ có thể cảm nhận được hàm nghĩa của không gian thần kỳ lam hiên vũ tinh thần lực hiện tại đã chính thức bước vào linh vực cảnh cảm giác so trước kia muốn bén nhạy nhiều hắn có thể cảm giác được rõ ràng tại lỗ sâu bên trong kỳ thật liền là tầng tầng lớp lớp không gian này chút trùng điệp không gian lẫn nhau áp xúc đem trong vũ trụ một cái tiết điểm cùng một cái khác tiết điểm liên thông tại cùng một chỗ cực kỳ thần kỳ thần cấp cường giả kỳ thật liền là trình độ nhất định nắm giữ đơn giản không gian đè lên nhau huyền bí mới có thể ở trong không gian xuyên qua tu vi càng mạnh có thể thừa nhận được không gian đè lên nhau áp lực cũng là càng cao liền có thể xuyên qua đến càng khoảng cách xa nhưng vô luận như thế nào thần cấp cường giả cũng không đạt được lỗ sâu này loại xuyên qua trình độ trong vũ trụ huyền bí vô cùng vô tận cần phải không ngừng đi thăm dò mới có thể có càng nhiều thu hoạch Phòng phòng hộ mở ra đến trình độ lớn nhất, phong tử, chủ pháo bổ sung năng lượng, chuẩn bị chiến đấu, tú tú, phản vật chất đạo đạn chuẩn bị phóng ra, Lam Hiên Vũ hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, này còn tại lỗ sâu xuyên qua, tại sao phải chuẩn bị chiến đấu? Nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền dựa theo Lam Hiên Vũ mệnh lệnh đi chuẩn bị, đây là tín nhiệm, đồng thời cũng là bọn hắn tiến vào quân đội về sau học được thi hành mệnh lệnh. Nhàn nhạt, nhạt màu trắng vòng phòng hộ mở ra, càng ngày càng ngưng tụ lỗ sâu xuyên qua mang đến chấn động cũng theo đó yếu bớt hết thảy vũ khí trang bị chuẩn bị làm hiên vũ mang theo chủ điều khiển mũ giáp tinh thần lực cùng chiến hạm hoàn toàn hòa làm một thể hai tay đặt ở điều khiển cầu bên trên hắn cảm giác hoàn toàn cùng chiến hạm thống nhất tại sao phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chiến hạm ẩn hình lại ở xuyên qua lỗ sâu quá trình bên trong tan biến cho nên khi bọn hắn hoàn thành lỗ sâu xuyên qua về sau sẽ bại lộ tại bên ngoài đấu la liên bang có thể thu hoạch lỗ sâu tư liệu liền mang ý nghĩa long mã tinh hệ cũng có thể là biết đấu la liên bang thu hoạch cái nào xúc động vị trí tại rút lui quá trình bên trong phân công một chút chiến hạm giữ vững lỗ sâu lối ra là hết sức chuyện có thể xảy ra đương nhiên cũng có thể là không có nhưng lam hiên vũ khẳng định là muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dùng phòng ngừa vạn nhất cảnh vật chung quanh đột nhiên thanh lọc hết thảy đều trở nên chậm lại đúng lúc này từng đạo trùng sáng đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tại tam thập tam thiên dực chiến hạm phía trước tam thập tam thiên dực chiến hạm lúc này mong muốn hoàn toàn tránh né đã không làm được nhưng lam hiên vũ sớm đã chuẩn bị kỹ càng phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh chiến hạm dưới khống chế của hắn lập tức phía bên trái sườn 90 độ xoay tròn toàn bộ chiến hạm nhấc ngang hướng bên tên lửa đầy toàn bộ triển khai tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi đại bộ phận xạ tuyến phòng phòng hộ tiếng cảnh báo vang lên mạnh mẽ lực trùng kích lệnh tam thập tam thiên dực chiến hạm nằm ngang bay ra. lúc này trên gia đa đã hiện ra bốn tàu chiến hạm đang ở hướng bọn hắn khai hỏa. bởi vì bọn họ xuất hiện cũng là mười phần đột nhiên, cho nên đối diện bốn tàu chiến hạm cũng đều là pháo phụ đang oanh kích bọn hắn. này bốn tàu chiến hạm ba nhỏ lớn nhất, lớn cái kia chiếc, có tới chiến thần cấp tàu chiến đấu một nửa lớn nhỏ, nhỏ cũng cùng bọn hắn tam thập tam thiên dực chiến hạm thể tích không sai biệt lắm. không để ý tới đi xem này chút chiến hạm của phe địch cụ thể hình dáng. Đối phương bốn tàu chiến hạm chủ pháo đều đã tại bổ sung năng lượng, làm Hiên Vũ vẻ mặt băng lãnh, nhưng điều khiển tốc độ lại là nhanh vô cùng, mạnh mẽ tinh thần lực khiến cho hắn có thể ngay đầu tiên trưởng không chiến hạm bóng mờ lóe lên. Đột nhiên, tại kẻ địch trong mắt Tam thập Tam thiên dực chiến hạm đột nhiên một phân thành hai, thế mà lại tăng thêm một chiếc giống nhau như đúc tồn tại. Đối diện bốn chiếc chủ pháo đang ở bổ sung năng lượng chiến hạm rõ ràng có chút mắt trợn tròn, đây là cái gì hắc khoa kỹ chiến hạm phân thân thuật cái này sao có thể căn bản chưa từng nghe thấy a à? mấu chốt là nên khóa chặt cái kia một chiếc này hai chiếc đều là thật vẫn là một giảm một thật trong lúc nhất thời nguyên bản bao trùm hướng tam thập tam thiên dực chiến hạm pháo phụ công kích lập tức phân ra một nửa hướng cái kia sau xuất hiện chiến hạm phân thân công tới công kích xẹt qua tự nhiên xuyên thấu cái kia vốn là là huyễn tượng nhưng có như thế một cái giảm sóc thời gian tam thập tam thiên dực chiến hạm liền đã ổn định lại tại lam hiên vũ điều khiển dưới tam thập tam thiên dực chiến hạm linh hoạt quy tránh khỏi công kích đã chuẩn bị lập tức hướng về phương xa bỏ chạy chiến hạm phân thân cũng không là tam thập tam thiên dực chiến hạm bản thân năng lực mà là tới từ tầm bảo thú tầm bảo thú cường đại nhất năng lực liền là chế tạo huyễn cảnh lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm tiền lỗi liền bị lừa gạt xoay quanh sau này nó thông qua lam hiên vũ không ngừng bổ sung tự thân nhất là tại cao cấp thăng linh đài bên trong lấy được tiên linh lực nhường thực lực của nó khôi phục một bộ phận hiện tại đã có khả năng chế tạo ra cỡ lớn huyễn tượng mặc dù còn không thể nhường cỡ lớn huyễn tượng có chân chính năng lực nhưng chỉ là ảo ảnh cũng vẫn như cũ có rất không tệ hiệu quả dẫn dụ địch nhân là không có vấn đề gì cả tầm bảo thú chế tạo ra ảo ảnh có cùng vật thật một dạng khí tức căn bản là không có cách thông qua đơn giản tìm kiếm đến phân phân biệt lam hiên vũ vẻ mặt bình tĩnh mặc dù đối mặt bốn chiếc chiến hạm địch nhưng hắn lại không có chút nào bối rối tại khoang thuyền mô phỏng điều khiển chiến hạm thời điểm sau này ác liệt hơn tình huống bọn hắn đều gặp được hỗn loạn tinh vực sinh tồn đã sớm để bọn hắn quen thuộc đối mặt cường địch phía sau bốn tàu chiến hạm tự nhiên là không chút do dự đuổi theo nhưng ở tầm mắt của bọn họ bên trong tam thập tam thiên dực chiến hạm lại đột nhiên biến mất không sai liền là hư không tiêu thất trong mắt bọn hắn trước mắt nguyên bản địa phương chiến hạm đột nhiên tối đen sau đó liền không có đây cũng không phải là chiến hạm u linh hình dáng chỗ có được ẩn hình năng lực không có bất kỳ cái gì chiến hạm có thể như thế đột ngột tan biến vẫn như cũ là a bảo năng lực hắn huyễn tượng có thể đủ nhiều ra một chiếc tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng đồng dạng có thể tại tam thập tam thiên dực phía sau chiến hạm chế tạo ra đen kịt một màu làm cho đối phương trước mắt đột nhiên mất đi tam thập tam thiên dực chiến hạm tung tích trên thực tế tại địch quân trên gia đà tam thập tam thiên dực chiến hạm vẫn là tồn tại chẳng qua là tầm mắt bên trên mất đi khẳng định sẽ để bọn hắn xuất hiện bối rối nghi hoặc a bảo năng lực tại tốt nghiệp khảo thí thời điểm lam hiên vũ cũng chưa dùng qua đây là hắn tại tinh chiến bên trong bản lĩnh cuối cùng chỉ có bọn hắn tiểu đội mấy cái nhân tài biết quay đầu toàn lực gia tốc tam thập tam thiên dực chiến hạm trở về tại đen kỳ che giấu dưới nó uyển giống như u linh lặng yên không tiếng động một lần nữa trở về a bảo huyễn tượng năng lực toàn bộ triển khai làm cho đối phương mất đi khóa chặt nó hoàn toàn mô phỏng ra vũ trụ khí tức đem tam thập tam thiên dực chiến hạm chỗ có sóng chấn động che giấu đây là cần thời gian có vừa mới đối phương ngây người công phu như vậy đủ rồi. Lam Hiên Vũ vì cái gì có can đảm một mình đi sâu địch hậu, cái này là lớn nhất bằng vào kẻ địch lại nhiều, cường đại tới đâu, người can bản đều không phát hiện được ta, có thể bắt ta như thế nào? A Bảo theo cho ngủ mê tỉnh lại về sau, liền nói cho Lam Hiên Vũ, nó tự thân tiên linh chi khí tại triệt để hấp thu thăng linh đài thần giới mảnh vỡ về sau, đã có thể tự thành tuần hoàn, cho nên nó mặc dù không có cho Lam Hiên Vũ tiên linh chi khí phụng dưỡng nhưng nó trạng thái của mình lại ổn định lại, không cần lại hấp thu làm hiên vũ năng lượng, đồng thời nó tự thân năng lực cũng khôi phục một bộ phận mới có thể đưa đến trước mắt hiệu quả. Đương nhiên, này loại ẩn hình trạng thái chiến hạm thể tích lớn, đối với nó tiêu hao còn là rất lớn, chỉ có thể ẩn hình mấy phút, liền cần nghỉ ngơi hồi phục, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến bản nguyên, lại trở lại trước kia dáng vẻ. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé trong chiến đấu mấy phút đã có khả năng làm rất nhiều chuyện trên gia tam thập tam thiên dực chiến hạm biến mất không còn tam tích lòng mã tinh hệ bốn tàu chiến hạm lập tức hoảng hồn pháo phụ điên cuồng hướng lúc trước không vực bán phá chủ pháo cũng không dám phóng ra không có mục tiêu làm sao phóng ra à. lúc này lam hiên vũ bọn hắn mới có thể chân chính thấy rõ chiến hạm của phe địch bộ dáng này bốn chiếc long mã tinh hệ chiến hạm hiển nhiên là thuộc về cùng một chủng tộc chiến hạm trình làm tòa hình tương đối tiếp nhân loại thời nay chiến hạm sáng vẻ nhưng mặt ngoài bao trùm bọc thép lại là trùng điệp hình dáng nhìn qua cũng không hoàn toàn là kim loại tựa hồ còn có một tầng quỷ dị chất keo cảm giác tản ra ánh sáng yếu ớt ngất đối long mã tinh hệ chiến hạm làm hiền vũ bọn hắn thật nhận không được đầy đủ bốn tàu chiến hạm bên trên họng pháo tương đương không ít lớn nhất cái kia một chiếc pháo phụ có tới 36 môn chính là bởi vì như thế tập trung phóng ra lúc trước lam hiên vũ bọn hắn mới không thể tránh thoát bốn tàu chiến hạm pháo phụ bắt đầu hướng từng cái hướng đi phóng ra cố gắng theo trong hư không tìm ra tam thập tam thiên dực nhưng này lại làm sao có thể chứ lam hiên vũ thao túng tam thập tam thiên dực theo một cái xảo trá góc độ chậm rãi cắt vào hắn không có hạ lệnh phóng ra chủ pháo nào sẽ để bọn hắn bại lộ tung tích tam thập tam thiên dực chủ pháo uy lực mặc dù không nhỏ nhưng tối đa cũng liền là phá hủy đối phương một chiếc nhỏ chiến hạm nếu như bị đối phương khoảng cách gần khóa chặt mong muốn thoát ly vẫn là hết sức phiền toái đây là khoáng đạt không gian không có che chắn đối phương lại có cỡ lớn chiến hạm tại hai cái chuẩn bị mục tiêu khóa chặt địa phương cỡ lớn dưới chiến hạm bụng làm hiền vũ ra lệnh tam thập tam thiên rực chiến hạm gần như thẳng táp từ phía dưới hướng phía kẻ địch bốn tàu chiến hạm trung ương phóng đi khoảng cách càng ngày càng gần làm hiền vũ trầm giọng nói phóng ra sư sưu hai tiếng hai cái phản vật chất đạo đạn phá không mà ra tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng khoảng cách gần bay về phía đối phương cỡ lớn chiến hạm đồng thời tam thập tam thiên dực chiến hạm một cái xinh đẹp vung đuôi trong nháy mắt hướng phía xéo xuống bay ra tại vung đuôi quá trình bên trong làm hiên vũ cố ý nhường chiến hạm phần đuôi bị đối phương một đạo pháo phụ xạ tuyến bắn trúng phòng phòng hộ năng lượng giảm xuống nhưng cũng mượn nhờ một kích này thôi động nhường tam thập tam thiên rực chiến hạm tốc độ tăng nhiều tại bị chấn động cấp tốc hướng phương xa bay đi thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại đối phương cỡ lớn dưới chiến hạm phần bụng đột nhiên ảm đạm tất cả ánh sáng đường phảng phất đều tại cái kia một cái chớp mắt bị hấp thu như vậy sau một khắc hai cái phản vật chất đạo đạn liền đã sinh ra nổ tung phai mở thức nổ tung oanh khoảng cách gần bị phản vật chất đạo đạn trực tiếp bắn chúng chiến thần cấp tàu chiến đấu vòng phòng hộ đều sẽ bị xé đục cái lỗ hồng huống chi long mã tinh hệ chiến hạm cùng đấu la liên bang chế thức chiến hạm so sánh vẫn là có khoảng cách cái kia chiếc cỡ lớn chiến hạm trong nháy mắt liền bị phá ra phòng ngự kịch liệt nổ tung càng đem chung quanh ba tàu chiến hạm toàn bộ lồng chụp vào trong vũ khí phải dùng mới có thể thể hiện giá trị của nó hai cái phản vật chất đạo đạn mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng đổi đối phương bốn tàu chiến hạm tuyệt đối là đáng giá lam hiên vũ bọn hắn hiện tại là một mình đi sâu sợ nhất liền là bị địch nhân chú ý tới cho nên tại phát hiện bốn chiếc chiến hạm của quân địch về sau hắn lập tức liền quyết định đem đối phương bốn tàu chiến hạm toàn bộ tiêu diệt. Vũ Cách lấy ra hình ảnh, Lam Hiên Vũ nói với Đường Vũ Cách. Hiểu rõ, Đường Vũ Cách lập tức kỹ thuật. Trên chiến hạm đều có ghi chép hệ thống, ghi chép quá trình chiến đấu, đây đều là quân công, phá hủy chiến hạm của quân địch, đây chính là công lao trong sổ giá trị cao nhất mấy loại chiến công một trong. Nhưng bọn hắn không thể bại lộ tầm bảo thú năng lực, cho nên hình ảnh liền muốn tiến hành nhất định lấy ra, ví như lúc trước phân thân liền xuất hiện tại trong tấm hình nhất định phải bỏ đi sau đó tới ẩn hình cũng là không cần bởi vì theo bọn hắn chiến hạm tiến hành thu quá trình bên trong là không nhìn thấy bọn hắn ẩn hình hai cái phần vật chất đạo đạn liên hợp nổ tung so trong tưởng tượng uy lực càng lớn liền bổ đao đều bớt đi long mã tinh hệ bốn tàu chiến hạm đã triệt để phá toái nổ tung kéo dài đến một phút đồng hồ mới dần dần thu nghỉ ánh lửa bắn ra bên trong long mã tinh hệ bốn tàu chiến hạm đã biến thành bụi bọng vũ trụ đã ghiền tiền lỗi dùng sức vung dưới nắm đấm ẩn hình giải trừ tầm bảo thú tại lam hiên vũ trong cơ thể khôi phục tiêu hao tiếp tục xuất phát u linh hình giáo mở ra lam hiên vũ ra lệnh làm học viện sử lai khác từ trước tới nay xuất sắc nhất hệ chỉ huy tinh chiến học sinh thủ tiêu kẻ địch bốn chiếc cũng không tính quá mạnh chiến hạm thật không tính là gì đối phương liền đạn cảm ứng đạn chụp đều không có chẳng qua là thuần túy nhất đòn công kích bình thường loại chiến hạm này liên bang đều đã đào thải hơn ngàn năm ngoại trừ năng lượng cường độ xác thực không kém bên ngoài mặt khác không đáng ca ngợi đệ nhất bút công huân tới tay tam thập tam thiên dực chiến hạm phi hành hết tốc lực làm hiền vũ mũ giáp bay lên phản vật chất đạo đạn còn lại 16 miếng cái đồ chơi này uy lực thật rất lớn vừa mới kỳ thật lấy đối phương lực phòng ngự sau đó xem ra có một viên hẳn là cũng không xê xích gì nhiều đủ để trọng thương đối phương chiến hạm chủ lực những chiến hạm khác cũng sẽ bị ảnh hưởng đến bọn hắn chỉ cần bày ra công kích còn có thể đem đối phương đánh tan bất quá hai cái càng bớt việc bớt đi đến tiếp sau thủ đoạn mở ra tinh đồ, làm hiền vũ tiến hành xem xét. Huy huy, hướng Long Tam chuyển lại tin tức, nói cho bọn hắn, chúng ta đã dọn dẹp cái này lỗ sâu bên ngoài địch quân lực lượng. Được rồi, Nguyên Ân Huy huy phụ trách hệ thống truyền tin, hạm đội thứ bảy tàu mẹ liền là lớn nhất vệ tinh, tại trong phạm vi nhất định, có thể tiến hành tin tức chuyển lại. Dĩ nhiên, cái này chuyển lại là cần thời gian nhất định, bọn hắn bên này phát đưa ra ngoài, dùng khoảng cách trước mắt, ước chừng sau 2 giờ, Long Tam bên kia có thể thu đến. Khoảng cách càng xa, truyền tống thời gian càng dài, nếu như vượt qua khoảng cách nhất định, liền vô phương hoàn thành tin tức truyền tống. Nương theo lấy không gian kỹ thuật tiến bộ, tin tức truyền lại hiện tại có thể bao trùm phạm vi cũng đã trở nên càng lúc càng lớn. Tựa như hạm đội tàu mẹ, tại trước mắt liên bang hạm đội đã đạt tới qua bất kỳ địa phương nào, đều có thể cùng hành tinh mẹ bảo trì liên lạc. Làm hiền vũ tại tinh đồ thượng khán một khỏa bạc tinh cầu màu trắng, hai mắt híp lại, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc. Đây chính là bọn họ mục tiêu thứ nhất thậm chí có thể nói là hàng đầu mục tiêu. Cái mục tiêu này cũng là hạm đội thứ bảy về sau chắc chắn muốn đến mục tiêu, chẳng qua là muốn trước lân cận công kích, cho nên mới đặt ở đằng sau một chút. Viên tinh cầu này, vị đấu la liên bang mệnh danh là Long Mã 76 Tư Nguyên Tinh, nó thuộc về Long Mã Tinh Hệ bên trong một cái cường đại trùng tộc, tại Long Mã Tinh Hệ có thể xếp vào vị trí thứ 10, tên là ngự Không Tộc. Cái trùng tộc này chiến hạm cũng là nhất có đặc biệt điểm, bản thân có thể đang tiến hành khoảng cách bước nhảy không gian cơ hồ có thể điểm đối điểm tại một năm ánh sáng phạm vi bên trong tại không thông qua lỗ sâu tình huống dưới nhảy vọt cực kỳ linh hoạt ngựa không tộc chiến hạm số lượng không nhiều nhưng lại đã từng cho liên bang hạm đội tạo thành phiền toái không nhỏ may mắn cái chủng tộc này chiến hạm số lượng không tính quá nhiều ngoại trừ bước nhảy không gian bên ngoài sức chiến đấu tương đối yếu đuối bằng không mà nói uy lực sẽ càng khủng bố hơn đấu là liên bang sở dĩ có thể khai phá ra không gian đè lên nhau kỹ thuật nhưng không gian chứa đựng trên phạm vi lớn gia tăng liền là đạt được một loại đến từ ngự không tộc tại thiên đường tinh giao dịch khoáng vật này loại khoáng vật cũng là kim loại hiếm bị ngự không tộc xưng là không gian tri nguyên tên gọi tắt không nguyên tinh không nguyên tinh nội bộ ẩn chứa vô cùng nồng đậm không gian nguyên tố càng quan trọng hơn là luôn luôn biến hóa kịch liệt không gian nguyên tố lại có thể dùng cố thể hình dáng hiện ra cái đồ chơi này thật sự là quá chân quý nhưng khai thác cũng rất khó ngự không tộc chiến hạm bước nhảy không gian năng lực liền là tại Không Nguyên Tinh trên cơ sở mở phát ra tới, đây cũng là trước mắt đấu la liên bang đã biết kim loại hiếm bên trong, chân quý nhất mấy loại một trong, mà lại Không Nguyên Tinh bị ngự không tộc lũng đoạn, là bọn hắn có thể trở thành Long Mã tinh hệ 10 đại chủng tộc một trong lớn nhất bằng vào. Đối với Không Nguyên Tinh, cho dù là Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh cũng là thèm nhỏ dãi, chỉ bất quá ngự không tộc đối Không Nguyên Tinh bảo hộ thái độ rất mạnh, thà rằng đem Không Nguyên Tinh hủy diệt, cũng sẽ không hướng bất kỳ bên nào thỏa hiệp. Cho nên, Thiên Long tinh thiên mã tinh cũng chỉ có thể là thông qua giao dịch thu hoạch số lượng nhất định không nguyên tinh không nguyên tinh cũng bị liệt là long mã tinh hệ trọng yếu nhất quân sự vật tư nghiêm cấm giao dịch lại càng không cần phải nói giao dịch cho đấu la liên bang thế nhưng tại trong vũ trụ có lợi ích địa phương liền có biện pháp chính là bởi vì hiếm hoi cấm chế mới khiến cho không nguyên tinh giá cả trở nên càng cao cái đồ chơi này giá cả chi khoa trương khiến cho người lưu lưỡi một khối to bằng đầu nắm tay không nguyên tinh liền có thể mua 10 viên phản vật chất đạo đạn. Cứ như vậy quý. Đấu la liên bang thông qua đủ loại con đường, thủ đoạn, bỏ ra cực kỳ cao đại giới, mới thu được một chút, mà thông qua đối không nguyên tinh nghiên cứu, cơ hồ khiến đấu la liên bang tại không gian phương diện tiến bộ khoa học kỹ thuật một thời đại. Không gian áp xúc, không gian đè lên nhau, bước nhảy không gian kỹ thuật, đều tại trên phạm vi lớn phát triển, đối không nguyên tinh nhu cầu lượng càng là gần như vô hạn. Lần này, tiến công long mã tinh hệ, không nguyên tinh là nằm ở ba vị trí đầu tài nguyên mục tiêu. Đương nhiên, mong muốn thu hoạch được không nguyên tinh cũng là cực kỳ khổ nạn, làm ngự không tộc trọng yếu nhất tài nguyên, không nguyên tinh tự nhiên là có trọng binh chấn giữ, còn có cường giả thủ hộ. Căn cứ trước mắt liên bang đã biết tình báo, ngự không tộc mặc dù không có siêu thần cấp cường giả, nhưng chân thần cấp cường giả vẫn phải có, mà lại không ngừng một vị. Bọn hắn nhất là am hiểu đủ loại năng lực loại không gian, vô cùng khó đối phó. Đây cũng là vì cái gì thiên long tinh, thiên mã tinh cũng bắt bọn hắn không có cách nào nguyên nhân. Long mã số 76 tinh cầu, liền là thừa thải không nguyên tinh trọng yếu nhất một khỏa tương nguyên tinh. Đấu la liên bang tại thiên đường tinh bỏ ra 1.000 tấn đủ loại kim loại hiếm mới thăm dò được tin tức này. Ngự không tộc trưởng khống tinh cầu hết thảy có 13 viên, trọng yếu nhất liền là này một khỏa. Lam Hiên Vũ nắm chủ ý đánh tới long mã số 76 tinh cầu chuyện này, tuyệt đối có khả năng coi là to gan lớn mật, cho nên hắn căn bản là không có nói cho nhan tinh hà số 76 tinh cầu lâu dài có tương đương với đấu la liên bang cấp 110 chân thần cấp cường giả tọa chấn, trọng binh chấn giữ, mà lại là hạn lượng khai thác. Phiên này tương nguyên tinh như thế nào hình thành không có người biết rõ, nhưng không nguyên tinh bản thân, tại có số lượng nhất định tình huống dưới, sẽ tự nhiên hấp thu không gian chi lực ngưng kết thành hình, chỉ cần không thừa thải khai thác, liền sẽ kéo dài không ngừng cung cấp không nguyên tinh. Đây cũng là vì cái gì ngự không tộc không có đầy đủ chiến hạm nguyên nhân, bọn hắn đi qua đo lường tính toán phát hiện, hàng năm lượng khai thác chỉ cần không cao hơn nhiều ít, số 76 tư nguyên tinh không nguyên tinh tổng số liền sẽ không giảm bớt. Đây là bọn hắn toàn tộc trí bảo, đương nhiên sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt. Nắm mục tiêu thả tại một viên tinh cầu như vậy bên trên, làm hiên vũ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cũng cùng đồng bạn thương lượng thảo luận qua. Bọn hắn cỗ có người khác không có ưu thế, căn cứ đã biết tình báo, lòng mã số 76 tinh cầu thừa thải kim loại hiếm không chỉ là không nguyên tinh, còn có mặt khác ba loại nhưng này mặt khác ba loại kim loại hiếm liền không có chân quý như vậy đường vũ cách ngũ hành độn pháp đủ để tại những kim loại này khoáng thạch ở giữa đi xuyên để bọn hắn tương đối dễ dàng lẻn vào đến chỗ càng sâu đi cứ như vậy bọn hắn liền có thu hoạch được không nguyên tinh khả năng dù cho chẳng qua là thu hoạch được một bộ phận không nguyên tinh cũng là cực kỳ chân quý đổ tốt à chỉ cần tránh đi kẻ địch chân thần cấp cường giả là được rồi coi như là chân thần cấp cường giả cũng không có khả năng dùng thần thức bao trùm toàn bộ tinh cầu có tầm bảo thú che giấu khí tức tìm kiếm không nguyên tinh vị trí có đường vũ cách ngũ hành độn pháp cơ hội của bọn hắn vẫn là tương đối không nhỏ bọn hắn không phải đến cướp đoạt mà là tới ăn cắp không nguyên tinh chính là long mã tinh hệ chân quý nhất tài nguyên một trong liên bang đối với số 76 tinh cầu tình báo nhu cầu cũng là cực kỳ bức thiết lần này chiến tranh chưa hẳn đến đằng sau liền có thể đánh tới bên này đồng thời cướp bóc không nguyên tinh nhưng có thể thu được đầy đủ tình báo đối đấu là liên bang tới nói cũng là giá trị phi phàm là tương đối lớn quân công. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ đồng thời cùng đồng bạn sau khi thương lượng, bọn hắn liền đem chủ ý đánh đến nơi này. Đến, chúng ta triển khai cuộc họp, xác định một thoáng tiếp xuống hành động, làm hiên vũ nắm chiến hạm thiết lập làm tàu tuần tra hình thức, đem mọi người gọi vào trước mặt. Đến về sau, lập tức bắt đầu hành động, dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch tiến hành, do A Bảo, vì y ta nhóm che giấu khí tức, chui vào số 76 tinh cầu. Nó huyễn tượng năng lực cũng là thần thức cấp độ, đủ để che đậy, chúng ta hoàn thành ghi tên. Hiện tại chúng ta phải đối mặt vấn đề là, đối với số 76 tinh cầu phòng ngự bố trí hoàn toàn không rõ ràng, hoàn cảnh cũng không rõ ràng. Đồng thời, còn phải có người lưu tại tam thập tam thiên dược trên chiến hạm tiếp ứng. Hành động lần này, chúng ta không phải là vì chiến đấu, chủ yếu là vì thu hoạch tình báo cùng không nguyên tinh. Bởi vậy, hành động nhân thủ phương diện, ta, vũ cách, huy huy chui vào, mộng cầm, tú tú, phong tử, mập mạp các người lưu trên chiến hạm tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta nếu như chúng ta xảy ra chuyện mất đi liên lạc các ngươi lập tức trở về hiểu chưa tiền lỗi nói lão đại không mang ta đi à lưu phong không có lên tiếng âm thanh chẳng qua là gật gật đầu lam mộng cầm đụng phải tiền lỗi một thoáng ra hiệu hắn đừng nói chuyện bạch tú tú lại là tầm mắt bình tĩnh nhìn lam hiên vũ nói ta cùng các ngươi cùng đi ta không muốn lại nhận thức một lần mất đi nana lão sư thời điểm thống khổ vô luận là thành công hay là thất bại ta muốn đi cùng với ngươi Lam Hiên Vũ lông mày cao lại, nhìn một chút những người khác, nhưng vẫn là gật đầu, nói, được, cái kia quyết định như vậy đi, chúng ta bốn người người hành động, hắn không có cự tuyệt Bạch Tú Tú, bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra nên làm sao cự tuyệt. Bởi vì đối tinh cầu tình huống chưa quen thuộc, cho nên chúng ta chỉ cần thành công hạ xuống về sau, phụ cách ngươi lập tức mang theo chúng ta lợi dụng, kim độn tiềm nhập lòng đất, A à Bảo sẽ một mực, giúp chúng ta che đậy khí tức, chúng ta tận lực chui vào sâu một chút, sau đó tìm kiếm không nguyên tinh. Phong tử, các ngươi ở trong không gian, vây quanh số 76 tinh cầu bay lượn, đóng cửa động cơ chính, tận khả năng yếu bớt hết thảy gợn sóng, không cần lo lắng nguồn năng lượng tiêu hao, dùng u linh hình dáng xoay quanh, quay chụp số 76 tinh cầu mặt ngoài hình vẽ, cái này, trước không muốn truyền trở về, chờ chúng ta rời đi về sau lại nói, trong lúc đó, không nên chủ động liên hệ chúng ta, sóng điện sẽ bại lộ chúng ta lẫn nhau, chờ chúng ta trở về, chúng ta trở về thời điểm, lại ở trở lại vũ trụ bên trong lại liên lạc các ngươi hiểu rõ lưu phong gật gật đầu lam hiên vũ nói hành động tạm thời liền an bài như vậy ta đoán chừng mong muốn chui vào cũng không có đơn giản như vậy rất có thể sẽ có biến hóa khác bằng không mà nói ngự không tộc cũng không thể nắm không nguyên tinh bảo tồn tốt như vậy chúng ta chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu nếu quả như thật bị đối phương phát hiện đồng thời bày ra chiến đấu ta sẽ thông báo cho chiến hạ bên này phong tử các ngươi dựa theo ta cho ra vị trí bằng vào ta làm trung tâm tại phạm vi nổ ảnh hưởng đến bên ngoài hình vành khuyên đưa lên phản vật chất đạo đạn ta có tự vệ biện pháp bọn hắn không thể nghi ngờ là không đối phó được chân thần cấp cường giả nhưng cho dù là chân thần cấp cường giả nếu như đối mặt là long chi nộ cũng sẽ không dễ chịu long chi nộ uy lực lam hiên vũ đã nếm thử qua phong hào đấu la trong nháy mắt liền bị miêu sát mặc dù rất không có khả năng giết chân thần cấp cường giả nhưng cho bọn hắn sáng tạo một cái thoát thần cơ hội vẫn là có khả năng thiên dực cơ giáp hóa thành chiến cơ tốc độ phi hành tại bùng nổ về sau liền có cơ hội dẫn bọn hắn thoát ly chiến trường lại thêm a bảo chế tạo ra huyễn tượng bọn hắn rời đi vẫn còn có cơ hội mười mấy miếng phản vật chất đạo đạn nếu là rơi vào tinh cầu bên trên cái kia nổ tung lực coi như là không thể đem số 76 tinh cầu phá hủy chỉ sợ cũng phải có không thể đo lường tổn thất to lớn đến lúc đó chân thần cấp cường giả liền không để ý tới bọn hắn tại bị uy hiếp được sinh mệnh điều kiện tiên quyết sử dụng tuyệt hậu biện pháp đó cũng là vội vã chuyện bất đắc dĩ dù sao không nguyên tinh bị tạc tổn thất lớn nhất cũng không phải đấu la liên bang cái đồ chơi này đấu la liên bang có thể nghiên cứu ra không gian khoa học kỹ thuật long mã tinh hệ cũng sớm muộn có thể nghiên cứu ra đến đến lúc đó mới là họa lớn làm hiên vũ mặc dù lớn mật nhưng hắn có hắn bằng vào long chi nộ phản vật chất đạo đạn thiên dực chiến cơ thậm chí còn có thúy ma chiến hạm những lực lượng này chung vào một chỗ liền là hắn chui vào long mã số 76 tinh cầu vốn liếng tiền lỗi bộ mặt cơ bắp rắt nhúc nhích một chút trong đầu hiện ra 16 miếng phản vật chất đạo đạn rơi vào long mã số 76 tinh cầu bên trên hình ảnh, hình ảnh quá đẹp, có chút không dám não bổ. Lão đại, có một vấn đề người cần nhắc qua không có, không nguyên tinh nội bộ ẩn chứa khổng lồ, thuộc tính không ra năng lượng, cái đồ chơi này, nếu là tuẫn bạo làm sao bây giờ, tiền lỗi nhịn không được nói ra. Làm hiền vũ hết sức bình tĩnh nói, thật đến muốn liều mạng mức, đều muốn bị đối phương giết chết, nào còn có dư những thứ này, các người đưa lên phản vật chất đạo đạn về sau lập tức hướng nơi xa bay chúng ta nếu có thể thoát thân ra tới sẽ liên lạc lại tiền lỗi tằng hắng một cái sẽ không sẽ không xuất hiện này loại kém cỏi nhất tình huống các ngươi nhất định có thể bình an trở về làm hiên vũ mỉm cười nhẹ gật đầu yên tâm đi ta còn có những biện pháp khác không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta cũng không nguyện ý bốc lên đồng quy vu tận nguy hiểm mà lại sở dĩ để cho các ngươi đưa lên 16 miếng phản vật chất đạo đạn là bởi vì số 76 tinh cầu nhất định có hệ thống phòng ngự sẽ đối với trên không hạ xuống đạn đạo tiến hành chặn đường, cho nên càng đại khái hơn suất là trên không trung nổ tung, nhường không gian ba động đảo loạn, làm cho đối phương thần thức không dễ dàng dò xét đến chúng ta. Số 76 tinh cầu nào có dễ dàng như vậy nổ? Lựa chọn long mã số 76 tinh cầu không chỉ là vì liên bang mà chiến, đồng thời cũng là vì học viện sử lai khác cùng đồng môn. Không nguyên tinh đồng môn cũng từng lấy tới qua một chút, nhưng này loại tài nguyên thật sự là quá khan hiếm, thu hoạch được số lượng quá ít. Đường môn hồn đạo khoa học kỹ thuật so liên bang còn tân tiến hơn, nếu như có thể có càng nhiều không nguyên tinh, rất nhiều không gian loại nghiên cứu khoa học kết quả cơ hồ liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Lần này Lam Hiên Vũ cũng là mang theo nhiệm vụ tới, Đường Miểu nói cho hắn biết, nếu có thể, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, đường môn cần nhất liền là không nguyên tinh. Liên bang tại không gian khoa học kỹ thuật phương diện, chủ yếu nghiên cứu chính là không gian đè lên nhau, không gian áp xúc kỹ thuật mà đường môn nghiên cứu thì là cùng loại với ngự không tộc bước nhảy không gian kỹ thuật kỹ thuật phương diện cơ bản đã thành thục thiếu hụt liền là nguồn năng lượng không nguyên tinh kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp mong muốn phục chế hoặc là chế tạo ra tương tự thuộc tính không gian nguồn năng lượng liền cần đại lượng không nguyên tinh tiến hành nghiên cứu hoặc là trực tiếp sử dụng không nguyên tinh làm động lực nguyên làm hiền vũ kỳ thật nhất lo nghĩ liền là đường môn cấm kỵ kho vũ khí hắn biết chỉ cần mình có thể sách về một chút không nguyên tinh đoán chừng cấm kỵ kho vũ khí cửa lớn liền sẽ hướng hắn mở ra hắn vẫn luôn muốn biết cấm kỵ kho vũ khí bên trong những vũ khí khác trang bị đều là dùng để làm gì nhất là điều môn mới nhất nghiên chế những cái kia kết quả tam thập tam thiên dực chiến hạm bảo trì ẩn hình trạng thái kéo dài bay lượn bọn hắn đã hoàn toàn cách xa đại bộ đội ba ngày sau xa xa một quả sâu tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại mạn thuyền ngoài cửa sổ trong tầm mắt viên tinh cầu này theo mặt ngoài xem chỉ có màu sắc không giống bình thường bình ổn tự truyền viên này tương nguyên tinh nhưng thật ra là một khỏa tiểu hành tinh nó có chính mình vận hành đường dây vây quanh một khỏa toàn thân dùng màu trắng bạc cùng màu xanh lá làm chủ đại hành tinh xoay tròn nên tính là cái kia đại hành tinh vệ tinh không thể nghi ngờ hành tinh lớn kia liền là ngự không tộc hang ổ mà viên này sâu tinh cầu màu xanh lam chính là long mã số 76 tinh chiến hạm chậm rãi giảm tốc độ tại khoảng cách long mã tinh cầu khá xa địa phương treo dừng lại phóng to hình ảnh xem xét lam hiên vũ hạ lệnh trinh sát ra quét hình phóng to sâu tinh cầu màu xanh lam biến lớn mấy lần xuất hiện ở trên màn ảnh nhưng nhường lam hiên vũ bảy người đều có chút con mày là bọn hắn mặc dù có thể phóng to xem xét nhưng ở viên này sâu tinh cầu màu xanh lam mặt ngoài lại có một tầng vặn vẹo vầng sáng không cách nào thấy rõ tinh cầu bên trên tình huống chân thật cái này vặn vẹo vầng sáng rõ ràng không phải tự nhiên hình thành mà là cùng loại với một loại tầng phòng hộ chuyên môn phòng ngự nhìn trộm mà lại rất có thể còn có báo nguy trước tác dụng tình huống so trong tưởng tượng phức tạp long mã số 76 tinh cầu có này loại toàn phương vị phòng ngự là vượt quá lam hiên vũ ngoài ý liệu nhưng hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý dù sao liên bang biết số 76 tinh tư liệu thật sự là có hạn như thường thời kỳ liên bang đi sâu long mã tinh hệ con đường là bị long mã tinh hệ nhóm chiến hạm phong tỏa căn bản không có khả năng đi sâu tất cả tư liệu đều là dùng tiền mua được có sai lầm rất bình thường bất quá cái này cũng đã chứng minh bọn hắn không có tìm sai chỗ duy trì như thế một cái bao trùm toàn bộ tinh cầu tầng phòng hộ cần thiết tiêu hao năng lượng vận dụng khoa học kỹ thuật cái kia đều rất không bình thường chỉ có số 76 tinh cầu này loại cực kỳ chân quý tư nguyên tinh mới có tư cách bị dạng này bảo hộ không vội chúng ta trước quan sát một chút đối tầng kia vòng bảo hộ tiến hành số liệu phân tích tại không xúc động nó điều kiện tiên quyết làm hiền vũ nói ra bọn hắn căn bản không cần vây quanh tinh cầu bay lượn tinh cầu bản thân liền là tại tự chuyện Tự nhiên có thể để bọn hắn thấy toàn thể tình huống. Làm hiền vũ không chỉ là gan lớn, hắn còn thận trọng, tìm được mục tiêu, hắn cũng không vội vã, trước quan sát tỉ mỉ, tìm cơ hội lại nói. Số 76 tinh cầu tự chuyển tốc độ tương đối nhanh, ước chừng là hành tinh mẹ 6 giờ, liền có thể xoay tròn một tuần. Thông qua nó một tuần này tự chuyển, đơn giản phân tích cũng ra tới. Tinh cầu mặt ngoài tầng này vòng bảo hộ, hẳn là thuộc tính không gian, bản thân cũng không có đủ lực phòng ngự, dù sao mong muốn phòng hộ nguyên một hành tinh, vòng phòng hộ năng lượng tiêu hao thật sự là quá lớn. Nhưng này tầng thuộc tính không gian vòng bảo hộ lại có thể che đậy tìm kiếm, khẳng định sẽ có báo nguy chức năng lực, đây là không hề nghi ngờ. Ngự không tộc này phòng bị cũng không phải đến từ đấu la liên bang y hiếp, càng quan trọng hơn là phòng ngự đến từ long mã tinh hệ nội bộ người. Không nguyên tinh chân quý ai cũng biết, thiên long tinh, thiên mã tinh đều cực kỳ ngấp nghé, ngự không tộc tự nhiên là phòng ngự xâm nghiêm. Mà lại, nương theo lấy quan sát, làm hiền Vũ bọn hắn còn phát hiện mấy chục tàu chiến hạm tạo thành hạm đội, chỉ hạm đội này ở vào số 76 tinh cầu cùng nó vần quanh ngự không tộc hành tinh mẹ ở giữa. Những chiến hạm này vô cùng kỳ lạ, trôi nổi ở trong không gian, lại có loại như ẩn như hiện cảm giác, tựa hồ là tùy thời đều ở trong không gian xuyên qua. Mỗi một tàu chiến hạm thể tích cũng không tính là quá lớn, chiều dài tại 150m đến 200m ở giữa, toàn thân màu trắng bạc, nhìn qua mười phần hiện đại hóa, đây chính là ngự không tộc tiếng tăm lừng lẫy có thể tiến hành xuyên qua không gian cái chủng loại kiên ngự không chiến hạm. Dạng này phòng ngự, có thể nói đã đến cực hạn, mong muốn dưới loại tình huống này trộm vào đến số 76 bên trong tinh cầu bộ, thật sự là quá khó khăn. Lão đại, còn muốn đi sao? Tiền lỗi hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, không nóng không vội mà nói, tới đều tới, tự nhiên là muốn đi, ta đã có kế hoạch, mọi người nghe một chút. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ đem ý nghĩ của mình đơn giản giảng thuật một lần, nghe hắn giảng giải, mọi người có gật đầu có mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhưng người nào cũng không có phản đối chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất một cái là tam thập tam thiên dược chiến hạm ẩn hình hiệu quả dùng long mã tinh hệ hiện tại trinh sát thủ đoạn rất không có khả năng phát hiện chúng ta coi như là chân thần cấp cường giả dùng thần thức quét lướt vũ trụ như thế mênh mông bọn hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện cho nên các ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ về sau lập tức trốn xa kẻ địch mong muốn truy kích khẳng định là cần thời gian có thời gian này đủ để cho các ngươi đi xa ẩn thân không cần vội vã trở về từ trước mắt cái lồng bảo hộ này đến xem chúng ta thoát ly thời điểm nhất định còn sẽ xúc động nó sẽ bị địch nhân phát hiện khi đó mới là nguy hiểm nhất các ngươi từ bên này lần nữa bắn ra yểm hộ chúng ta đến lúc đó ta cũng sẽ gây ra hỗn loạn sáng tạo cơ hội chúng ta ở trong không gian lại liên lạc bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé có tầm bảo thú che giấu coi như là kẻ địch thần thức cũng không cách nào phát hiện chúng ta cho nên chỉ có tiến vào trong nháy mắt đó nguy hiểm nhất nhưng có các người yểm hộ nên vấn đề không phải quá lớn tầm bảo thú huyễn tượng mới là bọn hắn có thể tiến vào tinh cầu trọng yếu nhất có phải hay không có chút quá nguy hiểm tiền lỗi có chút lo lắng nói lam hiên vũ nói chúng ta giơ tay biểu quyết đi khẳng định là gặp nguy hiểm tính xem ý của mọi người nghĩ hành động lần này tính nguy hiểm chẳng những có hơn nữa còn không nhỏ hắn không thể càn cương độc đoán cần đa số người đồng ý mới được ta đồng ý làm hiên vũ cái thứ nhất giơ tay lên ta cũng đồng ý cái thứ hai giơ tay lên bất ngờ liền là bạch tú tú nàng một mặt thản nhiên không có bởi vì đối lam hiên vũ duy trì mà đỏ mặt ta đồng ý đường vũ cách cái thứ ba giơ tay lên gương mặt bình tĩnh ừm ta tin tưởng hiên vũ ca ca nguyên ân huy huy cũng giơ tay lên bảy người bên trong phụ trách chui vào bốn người đều đồng ý tự nhiên cũng coi như là thông qua quyết nghị chúng ta cũng đều đồng ý đi toàn lực ủng hộ đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất lam mộng cầm nói ra lam hiên vũ nói cái kia mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đi nghỉ ngơi ba giờ ba giờ sau bày ra hành động tam thập tam thiên dược chiến cơ vẫn như cũ trôi nổi ở trong không gian lam hiên vũ bảy người riêng phần mình minh tưởng yên lặng khôi phục hồn lực của mình điều chỉnh trạng thái thân thể một viên sinh sinh bất tức quả trực tiếp bị lam mộng cầm kích phát tản mát ra nồng đậm sinh mệnh lực cung cấp mọi người hấp thu tại minh tưởng quá trình bên trong ba giờ thoáng qua đã đến lam hiên vũ bốn người đi đến sau khoang thuyền ba người khác đưa tiễn bảy người lẫn nhau vỗ tay lam hiên vũ mỉm cười nói yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ bình an trở về chính các ngươi cũng muốn cẩn thận các người rất có thể sẽ đối mặt ngự không tộc thần cấp cường giả cùng với hạm đội điều tra cần phải bảo trì an toàn sau đó liền chờ tin tức tốt của chúng ta đi cố gắng lên lão đại tiền lỗi lúc này cũng không nữa nói tiết khí lời dùng sức cua cua quả đấm sau khoang thuyền phong bế ngăn cách tam thập tam thiên dực dưới chiến hạm bụng chậm rãi mở ra làm hiên vũ bốn người riêng phần mình mọc vào thiên dực cơ giáp làng yên không tiếng động theo tam thập tam thiên dực chiến hạm phần đuôi tung bay vào vũ trụ bên trong vừa vào vũ trụ cơ giáp trong nháy mắt biến hình trở thành thiên dực chiến cơ đồng dạng mở ra ẩn hình hệ thống hướng về một phương hướng bay đi vì tận khả năng giảm bớt năng lượng ba động bọn hắn không chế tốc độ phi hành bốn chiếc chiến cơ dùng lam hiên vũ cầm đầu hiện lên hình thoi tiền phi tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng quay lại thân hình hướng phía tương phản một phương hướng khác bay đi trong nháy mắt kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách nếu như có người có thể thấy lam hiên vũ bọn hắn mà nói liền sẽ phát hiện bọn hắn bốn chiếc thiên dực chiến cơ lúc này bay lượn phương hướng lại là hướng phía ngự không tộc hạm đội bay qua mấy chục chiếc ngự không tộc chiến hạm trôi nổi ở trong không gian, bình ổn trao đậu ở chỗ đó, chỗ bày biện ra chiến trận là tùy thời đều có thể đầu nhập trong chiến đấu cái chủng loại kia. Tại Long Mã Tinh Hệ, ngự không tộc địa vị rất cao, chủ nếu là bởi vì bọn hắn tại vũ trụ khoa học kỹ thuật phương diện là Long Mã Tinh Hệ bên trong tối vi dẫn trước, lại thêm còn có rảnh rỗi ở giữa khoa học kỹ thuật tại, cho dù là Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh cũng không dám đối bọn hắn quá bức bách, đến mức liên quân đại chiến thời điểm, ngự không tộc phái ra chiến hạm đều là tương đối ít này mấy chục tàu chiến hạm mới là ngự không tộc tinh nhuệ chỗ trang bị cường đại nhất trang bị tất cả đều có bước nhảy không gian năng lực đây cũng là ngự không tộc hạch tâm vốn liếng cách rất gần xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện những chiến hạm này chung quanh đều có hơi vặn vẹo không gian ba động lam hiên vũ bốn người lái bốn chiếc thiên dực chiến cơ tại cách bọn họ còn có nhất định không vực mới chậm rãi ngừng lại thủ dực vào chỗ bắt đầu đi lam hiên vũ thông qua máy truyền tin hướng tam thập tam thiên dực chiến hạm bên kia truyền đạt tình huống lập tức bắt đầu lão đại các người chuẩn bị kỹ càng lưu phong thanh âm chuyển đến lúc này tam thập tam thiên dực chiến hạm đã đến số 76 tinh cầu một bên khác cũng chính là cách ngự không tộc hành tinh mẹ xa nhất bên kia cùng ngự không tộc hạm đội cơ hồ là cách toàn bộ số 76 tinh cầu cùng lam hiên vũ bọn hắn tự nhiên cũng hoàn toàn ở hai cái hướng đi tam thập tam thiên dực dưới chiến hạm bụng mở ra một viên phản vật chất đạo đạn lạng yên trượt xuống hướng phía dưới số 76 tinh cầu rơi đi cho dù là đấu la liên bang biết làm hiên vũ bọn hắn vậy mà đối số 76 tinh cầu sử dụng phản vật chất đạo đạn đoán chừng đều sẽ quá sợ hãi không nguyên tinh thật sự là quá chân quý vậy cơ hồ là vũ trụ báu vật ít nhất cho tới bây giờ còn không có tại bất kỳ địa phương nào phát hiện cùng không nguyên tinh vật tương tự rõ ràng cái đồ chơi này là chân quý bực nào phản vật chất đạo đạn nhưng không có ẩn hình hiệu quả nhưng đặc điểm của nó là thể tích rất nhỏ cũng không dễ dàng bị phát hiện hoàn thành đạn đạo phóng ra về sau tam thập tam thiên dực chiến hạm không chút nào dừng lại xoay người chạy hướng phía sâu trong vũ trụ bay trốn đi đạn đạo lặng yên bay lượn ngay tại số 76 tinh cầu ra đa cuối cùng phát hiện nó thời điểm đạn đạo phần đuôi đuôi lửa phun ra trong nháy mắt ra tốc hướng số 76 tinh cầu phương hướng bay đi phía dưới từng đạo năng lượng xạ tuyến dâng lên mà ra cấp tốc hướng bên này quét tới làm cái kia phản vật chất đạo đạn lại giống như là mọc thêm con mắt không ngừng cải biến hướng đi lại là khoảng cách số 76 tinh cầu càng ngày càng gần. Lúc này, phụ trách khống chế này miếng đạn đạo bay lượn quỹ tích, chính là tam thập tam thiên dược trên chiến hạm tiền lỗi. Hắn một song mắt mở thật to, hai tay không ngừng nhanh chóng thao tác, này loại viễn trình điều khiển đạn đạo bay lượn quỹ tích kỹ thuật cũng là tới từ đường môn, đặc biệt nhằm vào phản vật chất đạo đạn mở phát ra tới. Phản vật chất đạo đạn uy lực cực lớn, nhưng sợ nhất liền là tại không có đến mục tiêu trước đó bị chặn đường, một khi bị chặn đường hiệu quả tự nhiên là không có cho nên đường môn liền khai phá ra một loại có thể không chế từ xa phản vật chất đạo đạn kỹ thuật nói đến cũng không phức tạp liền là tại phản vật chất đạo đạn đằng sau lắp đặt bốn cái cánh đồng thời kèm theo nhị đoạn hệ thống phản lực nội bộ có chip khống chế cánh điều chỉnh phía sau gia tốc khống chế cùng trước mặt phản vật chất đạo đạn bản thể là cách biệt này loại khống chế còn có một chỗ tốt liền là có thể tại vị trí chỉ định đối phản vật chất đạo đạn tiến hành dẫn nổ này miếng đạn đạo tựa như rảo hoạt giống như cá bơi đi xuyên tránh đi từng đạo phòng hộ lại thêm đằng trước đã bay lượn khoảng cách, rất nhanh liền đến số 76 tinh cầu vòng phòng hộ vị trí. Tam thập tam thiên dực trên chiến hạm, tiền lỗi vỗ mạnh một cái dẫn nổ cái nút. Lập tức, đã bay lượn đến vòng phòng hộ phạm vi phản vật chất đạo đạn bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, chung quanh tia sáng một mảnh tối tăm, liền những cái kia bắn phá mà đến năng lượng xạ tuyến đều trong nháy mắt bị thôn phệ. To lớn nổ tung lệnh hư không sụp đổ, lập tức tại đây một bên nhấc lên to lớn gợn sóng, không gian kia vòng bảo hộ, hoàn toàn bị xé mở ra một cái to lớn lỗ hồng. Kinh khủng nổ tung lực thậm chí có một bộ phận đều đã quét đến số 76 tinh cầu lên. Đây chính là có thể tiêu diệt cỡ trung chiến hạm phản vật chất đạo đạn A, vũ trụ bên trong đại sát khí. Mặc dù là trên không trung dẫn nổ, nhưng mang tới khủng bố phản vật chất gió lốc, nhưng như cũ lệnh vùng không gian này kịch liệt run rẩy thậm chí liền tinh cầu, đều bị dẫn dắt chấn động. Bên này nổ tung mới vừa xuất hiện, ngựa không tộc hạm đội lập tức liền động tận mắt thấy mới có thể chân chính cảm nhận được bước nhảy không gian cường hãn nguyên bản còn tại lam hiên vũ bọn hắn trước mắt mấy chục tàu chiến hạm trong chốc lát toàn bộ biến mất khi chúng nó xuất hiện lần nữa thời điểm thình lình đã tại số 76 tinh cầu mặt khác từng đạo màu bạc lưới ánh sáng nở rộ đến phong tỏa hư không lam hiên vũ trong lòng cũng là thầm giật mình khó trách này chút ngự không chiến hạm cũng chỉ là tụ tập tại cùng một chỗ chỉ cần chúng nó nghĩ lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành bước nhảy không gian xuất hiện tại ngự không tộc hành tinh mẹ chung quanh bất kỳ địa phương nào nhưng mục đích của bọn hắn đã đạt đến làm hiền vũ tại trong máy bộ đàm trầm giọng nói ra chúng ta đi bốn chiếc thiên dực chiến cơ trong nháy mắt gia tốc thẳng đến số 76 tinh cầu bay đi theo như thường tư duy bên trong mong muốn đột nhập số 76 tinh cầu tinh cầu mặt khác hiển nhiên là thích hợp nhất bởi vì nhiều như vậy ngự không tộc chiến hạm thủ hộ ở chỗ này khoảng cách rất xa đều có thể nhìn thấy ngự không tộc cũng là lợi dụng điểm này tại phòng ngự bọn hắn ngự không chiến hạm có khả năng thông qua bước nhảy không gian xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào cho nên trên thực tế chỉ cần là tại đây mảnh không vực bên trong chiến hạm ở nơi nào cũng không trọng yếu làm hiên vũ thì là phương pháp trái ngược lợi dụng ngự không tộc tư duy theo quán tính tại một bên khác đưa lên phản vật chất đạo đạn hấp dẫn ngự không tộc lực chú ý mà bọn hắn thì là theo như thường logic bên trong khó nhất địa phương cũng chính là ngự không tộc chiến hạm nguyên bản đóng giữ địa phương đột nhập bốn chiếc thiên dực chiến cơ toàn lực gia tốc ngự không tộc chiến hạm có bước nhảy không gian năng lực mà lại ngự không tộc còn có rất nhiều thần cấp cường giả thời gian của bọn hắn vô cùng có hạn hiện tại tất cả lực chú ý đều bị chuyển rời đến một bên khác liền là cơ hội của bọn hắn mà lại phần vật chất gió lốc ảnh hưởng phía dưới đối phương dò xét vòng phòng hộ nhận lấy cực lớn quấy nhiễu là nhất không dễ dàng phát hiện bọn hắn thời điểm trong chốc lát bốn chiếc chiến cơ đã tới đang tại kịch liệt gợn sóng vòng phòng hộ mặt ngoài chiến cơ vòng bảo hộ mở ra không có nửa phần lưỡng lự trực tiếp hướng bên trong qua lại mà vào đường môn trinh sát ra ra phán đoán vô cùng chuẩn xác tầng kia vòng phòng hộ hiệu quả liền là phòng ngự trinh sát cùng với báo nguy chức dùng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản hiệu quả xuất hiện bốn chiếc thiên dược chiến cơ liền đã cấp tốc xuyên ra thẳng đến số 76 tinh cầu mặt ngoài bay đi xuyên qua vòng bảo hộ làm hiền vũ chỗ chán hơi hơi sáng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt đã đem bọn hắn bốn chiếc thiên dực chiến cơ trả thù ở bên trong là tầm bảo thú ra tay rồi nương tựa theo nó mạnh mẽ biến ảo năng lực che đậy ký lam hiên vũ khí tức của bọn hắn cho nên trên thực tế khí tức của bọn hắn xuất hiện chẳng qua là tại xuyên qua hộ chiếu tầng trong nháy mắt đó mà thôi mà lúc này chính là số 76 bên trong tinh cầu bộ hoàn toàn bị phản vật chất đạo đạn hấp dẫn tình huống dưới không có thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi mà là trong nháy mắt sườn bay bởi vì lam hiên vũ cũng không thể khẳng định bọn hắn hiện tại có hay không bị phát hiện nếu như đối phương phát hiện bọn hắn tiến vào vị trí đầu tiên liền sẽ tại vị trí này phụ cận tìm kiếm bốn chiếc thiên dực chiến cơ nằm ngang bay lượn hướng phía một bên cao tốc mà đi một bên lái chiến cơ bay lượn làm hiền vũ bọn hắn cũng cuối cùng có thể thấy rõ ràng số 76 tinh cầu tình huống viên tinh cầu này trên cơ bản là màu xanh đậm sâu tinh cầu màu xanh la mặt ngoài ổ gà lờm chởm nhưng ở này màu xanh đậm mặt ngoài nhưng lại có nhàn nhạt, nhạt kim loại sáng bóng hiện ra viên tinh cầu này kim loại hóa trình độ có thể thấy chính là tinh cầu mặt ngoài có không ít địa phương đều có kiến trúc còn thật nhiều trọng pháo nhằm vào vũ trụ tinh cầu quỹ đạo pháo lúc trước cố gắng chặn đường phản vật chất đạo đạn liền là cái đồ chơi này tuyệt đối không nên xem thường tinh cầu quỹ đạo pháo nếu như số lượng đủ nhiều coi như là vũ trụ hạm đội cũng sẽ bị uy hiếp hết sức rõ ràng tại long mã tinh hệ bên trong ngự không tộc tuyệt đối là đại thổ hào bọn hắn đem địa bàn của mình vũ trang đến tận răng bốn chiếc chiến cơ chậm rãi giảm xuống bọn hắn cho đến trước mắt xem không đến bất luận cái gì không nguyên tinh tung tích bất quá lam hiên vũ cảm giác bên trong cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào dùng hắn hiện tại linh vực cảnh cảm chi năng lực một khi gặp nguy hiểm xuất hiện trong lòng sẽ có báo hiệu không khí phân tích hoàn tất không thích hợp nhân loại sinh tồn người bình thường nhất định phải có trang phục phòng hộ mới có thể tại đây bên trong sinh tồn phóng xạ cường độ rất lớn chúng ta cũng cần kéo dài dùng hồn lực bảo vệ tự thân hoặc là thân ở bên trong cơ giáp mới sẽ không bị ảnh hưởng. Trọng lực là hành tinh mẹ 3.2 lần, Bạch Tú Tú thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên. Lúc này bọn hắn chỗ dò xét đến hết thảy, đối với đấu là liên bang tới nói đều là trọng yếu tư liệu. Chuẩn bị xuống hàng, chạm đất, Lam Hiên Vũ nói ra. Bốn chiếc thiên dực chiến cơ hướng một chỗ địa thế bằng phẳng, không có kẻ địch tung tích phương hướng bay đi. Phiêu nhiên hạ xuống quá trình bên trong, dồn dập chuyển hóa làm thiên dực cơ giáp, rơi vào tinh cầu mặt ngoài. Vừa rơi xuống, lập tức liền có thể cảm giác được tinh cầu mặt ngoài trọng lực cấp 3 tại hành tinh mẹ trọng lực mặc dù không đủ để đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng nhưng chậm lại tốc độ vẫn là có thể vũ cách kim loại phân tích lam hiên vũ nguyên ân huy huy cùng bạch tú tú hiện lên hình tam giác đem đường vũ cách bảo hộ ở trung ương đường vũ cách thiên dực cơ giáp quỳ một chân trên đất cơ giáp tay phải ấn tại tinh cầu biểu trên mặt tinh cầu mặt ngoài phân tích đây là một loại cùng loại với lam dựng đồng kim loại Độ tinh khiết ước chừng tại 35% đến 40 ở giữa, nếu như toàn bộ tinh cầu mặt ngoài bao trùm đều là cái này, cái kia giá trị liền khá cao ngang." Đường Vũ Cách một bên tìm kiếm vừa nói. "Có trở ngại cách, phía dưới có năng lượng ngăn trở, ta không thể lại tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện." Đường Vũ Cách thanh âm nhất biến, làm Hiên Vũ ba người sắc mặt cũng trở nên khó coi. Người không tộc đối với số 76 tinh cầu bảo hộ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm mật, tại tinh cầu vỏ ngoài nội bộ lại còn có năng lượng bảo hộ này nếu như là bao trùm chỉnh hành tinh phải to lớn cỡ nào năng lượng mới có thể hoàn thành a à, đường vũ cách thiên dực cơ giáp đứng người lên Hiên vũ làm sao bây giờ năng lượng cường độ như thế nào lam hiền vũ hỏi đường vũ cách nói không yếu khẳng định có trinh sát đặc tính mà lại còn có phòng ngự đặc tính cưỡng ép đột nhập đi vào không thực tế đối phương thần cấp cường giả nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy đến chúng ta chạy được không địa phương chạy nếu là lại nổ một thoáng đâu nguyên ân huy huy nói ra không được nơi này là tinh cầu mặt ngoài không thể tùy tiện bạo phá bằng không chúng ta quá dễ dàng bại lộ tại thần thức kéo dài quét hình phía dưới a bảo cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ không thể để cho ngự không tộc biết chúng ta đã tiến đến xem ra chỉ có phiền toái một chút thấm vào nhìn một chút lam hiên vũ tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại lúc trước thông qua trên chiến đấu cơ gia đa quét hình Bọn hắn đã đối một bộ phận khu vực hoàn thành chính xác. Người không tàu khai phá viên tinh cầu này phương thức cùng nhân loại khai phá tương nguyên tinh không sai biệt lắm, đều là tại tinh cầu mặt ngoài thành lập căn cứ, dùng căn cứ làm trung tâm tiến hành khai phá. Chỉ bất quá số 76 tinh cầu bên trên căn cứ cũng không chỉ có một, vừa mới bọn hắn bay lượn tới, liền thấy hai cái kiểu dáng có chút quái dị căn cứ. Ý của người là, chúng ta chui vào căn cứ đi, Bạch Tú Tú nghi ngờ hỏi. Ừm, đến căn cứ phụ cận đi xem một chút có lẽ có cơ hội thu hồi cơ giáp đổi trang phục phòng hộ đi ngay sau đó bốn người đem thiên dược cơ giáp thu hồi thay đổi trang phục phòng hộ bày ra thân hình hướng phía lúc trước đã phát hiện qua gần nhất một chỗ căn cứ tốc độ cao mà đi vừa đi bốn người riêng phần mình ở bên tai phủ lên một cái tai nghe đồng thời mở ra trang phục phòng hộ bên trong ngôn ngữ chuyển đổi hệ thống bọn hắn mặc trang phục phòng hộ đều là tới từ đường môn tai nghe hiệu quả là đồng thanh chuyển dịch trang phục phòng hộ đầu trong vòng bảo hộ tự mang phiên dịch hệ thống ngự không tộc ngôn ngữ bọn hắn dĩ nhiên sẽ không nhưng đường môn kho số liệu lại có làm sao tới bọn hắn không biết nhưng có thể sử dụng là được xa xa bọn hắn đã có thể thấy tòa kia ngự không tộc căn cứ căn cứ nhìn qua liền là dùng màu lam kim loại tu kiến mà thành hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu bất quá đây chính là kim loại hiếm a quá xa xỉ nhưng lam hiên vũ tinh luyện một thoáng này cũng là có thể linh rèn hồn rèn tồn tại ngự không tộc dầu nứt đố đổ vách thực trí danh quy căn cứ từ bên ngoài nhìn vào cũng không có cái gì quá kỳ lạ địa phương liền là từng cái trình làm hình nửa vòng tròn tựa như cái lồng tre ở trên mặt đất bộ dáng cũng giống là từng cái nổi sần ở thời điểm này tầm bảo thú tác dụng liền càng rõ ràng thần trí của nó đối với hết thể năng lượng đều vô cùng nhạy cảm tại khoảng cách này tòa căn cứ còn có 500 trăm mét thời điểm nhắc nhở lam hiên vũ bọn hắn dừng lại bởi vì nơi này lại có một tầng chuyên môn bảo hộ căn cứ vô hình vòng bảo hộ đồng dạng là trinh sát hiệu quả. làm hiền vũ bốn người cũng có chút bất đắc dĩ. này ngự không tộc nắm toàn bộ số 76 tinh cầu làm như là xác rùa đen này mong muốn chui và đi vào thật sự là có chút khó. làm sao bây giờ các loại vọt thẳng đi vào là không thể nào bị phát hiện vậy thì cái gì cơ hội cũng không có. bọn hắn chỉ có thể ở căn cứ chung quanh đi dạo tìm cơ hội. không phải vạn bất đắc dĩ. làm hiền vũ tuyệt sẽ không vũ lực xông vào cái kia là hành động tìm chết hắn lần này kế hoạch mặc dù xem như cầu phú quý trong nguy hiểm nhưng tại thi hành quá trình bên trong tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm nhất là sẽ không ở không có bất kỳ cái gì lợi ích tình huống dưới mạo hiểm bốn người vây quanh cơ dạo qua một vòng bọn hắn phát hiện căn cứ này là có môn có môn liền mang ý nghĩa có khả năng bên trong sẽ có ngự không tộc người sẽ ra ngoài cho nên bọn hắn bây giờ có thể làm liền là các loại liền tại bọn hắn phát hiện hình nửa vòng tròn cửa ra vào bên ngoài chờ đợi vận khí cuối cùng đứng ở bọn hắn bên này một lần chờ đợi không đến thời gian một tiếng cái kia phiến hình nửa vòng tròn cửa ra vào chậm rãi bay lên một cỗ bánh xích chạy cỗ xe từ bên trong ra tới chiếc xe này nhìn qua có điểm giống là giáp sát trùng phần lưng là hình bầu dục phía dưới là bánh xích tốc độ tiến lên không tính quá nhanh nhưng rõ ràng thích hợp đủ loại địa hình chuẩn bị làm hiên vũ hướng đồng bạn nhắc nhở đến bọn hắn căn cứ cái kia ngự không tộc cỗ xe chạy con đường chậm rãi điều chỉnh vị trí của mình Tầm bảo thú cũng đem thần thức của mình cảm giác cùng hưởng cho Lam Hiên Vũ, khiến cho hắn có thể cảm nhận được vòng bảo hộ biến hóa. Mắt thấy, cỗ xe liền đã đến vòng bảo hộ chung quanh, một vệt sáng theo chiếc xe kia phía trước bắn ra, lập tức, vòng bảo hộ tự nhiên sinh thành một cánh cửa, xe từ bên trong chậm rãi mở ra. Tiến vào, Lam Hiên Vũ không chút do so dự nói ra, thừa dịp chiếc xe kia rời đi vòng bảo hộ thời điểm, bọn hắn cấp tốc lọt vào, có tầm bảo thú huyễn tượng che lấp, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là ẩn hình cỗ xe rời đi phòng bảo hộ tự nhiên khép kín làm hiền vũ bọn hắn cuối cùng tiến đến vũ cách lần nữa kim loại dò xét ta cũng không tin bọn hắn này bên trong căn cứ mặt đất cũng còn có phòng hộ Lam hiền vũ nói ra đường vũ cách ngồi xổm người xuống thì triển ngũ hành độn pháp hướng mặt đất tìm kiếm sau một lát nàng ngẩng đầu hướng lam hiên vũ nhẹ gật đầu lam hiên vũ bạch tú tú cùng nguyên ân huy huy cũng không khỏi vui vẻ cơ hội cuối cùng là tới kiếm không dễ à Chúng ta cùng một chỗ tiến vào đi, vẫn là ba người vây quanh đường Vũ Cách, đường Vũ Cách bảy sang ngũ hành độn Pháp, mang theo bọn hắn chậm rãi chìm vào trong đất. Hai phút đồng hồ về sau, tại bọn hắn tiềm nhập lòng đất ước chừng mười mấy mét về sau, đường Vũ Cách ngừng lại. Không cần hắn nói, Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì tại dưới trên bọn hắn đã xuất hiện màu trắng lưu quang, vòng phòng hộ, lại là vòng phòng hộ. Thật chính là... Nguyên ân huy huy tính cách cũng nhịn không được suýt nữa nói thô tục. Bạch Tú Tú vỗ vỗ đầu của mình che đậy, ngự không tộc là thuộc ô quy sao. Cho dù là bên trong căn cứ, mười mấy mét sâu địa phương đều vẫn như cũ có vòng phòng hộ xuất hiện. Mọi người đừng nóng vội nóng này, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ rất tỉnh táo, mặt đất bên trên một mực có vòng phòng hộ, mang ý nghĩa, phương hướng của chúng ta là đúng. Không nguyên tinh nhất định liền tại dưới mặt đất, bằng không thì bọn hắn cũng không cần đến như thế phòng hộ, mà lại, nếu như ta không có đoán sai, không nguyên tinh rất có thể tại viên tinh cầu này bất kỳ địa phương nào đều có bằng không thì vòng phòng hộ cũng sẽ không như thế toàn phương vị người không tộc phòng ngự xâm nghiêm như thế hẳn là bị chủng tộc khác trộm nhập vào đến dùng đủ loại thủ đoạn chui vào qua ta tìm đọc qua mấy năm này thiên đường tinh không nguyên tinh giao dịch ghi chép theo ghi chép nhìn lại không nguyên tinh giao dịch số lượng hàng năm đều tại giảm bớt giá cả thì là kéo dài tăng lên này phải cùng ngự không tộc tự thân phòng ngự càng ngày càng nghiêm mật có quan hệ mà lại giá cả lăng xê đi lên đối ngự không tộc lợi ích cũng là lớn nhất. bọn hắn hoàn toàn có khả năng lặng lẽ thả một chút không nguyên tinh ra ngoài, kiếm lấy ích lợi thật lớn. bằng không như thế nào giàu đến chảy mỡ. chúng ta có thể lẻn vào đến nơi này, vận khí đã rất khá, không nên gấp. phụ cách nằm ngang di chuyển, hướng căn cứ phương hướng đi qua. sau đó nhìn một chút này một mảnh kim loại tạo thành có thay đổi gì? được đường vũ cách đáp ứng một tiếng. một tên ưu tú người chỉ huy nhất định có thể ngưng tụ hết thải đồng đội. lam hiên vũ lời nói này nói chuyện mọi người tự nhiên là đều chìm yên tĩnh trở lại. Đường vũ cách mang theo ba người hướng phía căn cứ phương hướng chậm rãi di chuyển, đồng thời thời khắc chú ý đến vòng phòng hộ tình huống. Vẫn là dùng lam dựng đồng làm chủ, nhưng ta cũng phát hiện chút ít ma ngân, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nơi này ma ngân độ tinh khiết vô cùng cao, là ta gặp qua cao nhất, cơ hồ tựa như là ma ngân tinh hoa, này loại tự nhiên ma ngân độ tinh khiết, so với chúng ta bình thường thiên rèn về sau lại còn muốn cao một chút riêng là này ma ngân cũng là giá trị liên thành ừm đúng lúc này đường vũ cách ngừng lại tại bọn hắn phía trước là giày nặng màu lam vách tường kim loại rõ ràng bọn hắn đã từ dưới đất mò tới căn cứ phụ cận lam hiên vũ đưa tay đặt tại vách tường kim loại bên trên tầm bảo thú thần thức hướng vào phía trong tìm kiếm đi vào khiến cho hắn cũng có thể thấy tình huống bên trong lệnh lam hiên vũ kinh ngạc chính là tại đây tòa trong căn cứ cùng hắn nói là một chỗ căn cứ chẳng thà nói là một chỗ to lớn nhà máy. Cùng phía ngoài bảo vệ chặt chẽ so sánh, bên trong có vẻ hơi ồn ào cùng hỗn loạn, một tòa tòa thật to thiết bị tản ra nhiệt độ cao. Ngựa không tộc tộc nhân thân cao ước chừng tại khoảng 1m50, hình thể cùng nhân loại có chút sấp xỉ, chẳng qua là nhưng lại có bốn cánh tay, hai chân dài, đầu khổng lồ, không có mũi, trên đầu có bốn con mắt cùng một há to mồm, não bộ đằng sau có từng sợi giống như xúc tu tồn tại rủ xuống này chút ngự không tộc người cũng đều ăn mặc trang phục phòng hộ rõ ràng số 76 tinh cầu hoàn cảnh đồng dạng không thích hợp bọn hắn sinh tồn chí ít có bên trên ngàn tên ngự không tộc người tại đây bên trong bận rộn Lam hiền vũ tìm kiếm về sau lông mày cao lại nói bọn hắn giống như tại tinh luyện kim loại nhưng khẳng định không phải không nguyên tinh không có bất kỳ cái gì không gian ba động vậy chúng ta làm sao bây giờ bạch tú tú hỏi lam hiên vũ nói nhất định phải muốn vào xe một chút xác nhận một chút vũ cách người đi theo ta chỉ dẫn đi chúng ta tìm nơi hẻo lánh tiến vào nương tựa theo thần thức tìm kiếm làm hiên vũ chỉ dẫn lấy đường vũ cách đi vào một cái góc chỗ bốn người băng vào kim độn xuyên tường vào đường vũ cách đem sau lưng vách tường khống chế kim loại lần nữa khôi phục nguyên trạng bọn hắn này mới tính là chân chính lèn và đến bên trong căn cứ lần này chui vào có thể nói là bọn hắn từ trước tới nay trong lúc chấp hành nhiệm vụ khó khăn nhất một lần vận dụng phản vật chất đạo đạn tầm bảo thú huyễn tượng thần thức tìm kiếm lại thêm đường vũ cách ngũ hành đội pháp lúc này mới có thể thành công toàn bộ quá trình thật sự là quá khó khăn mấu chốt là đến hiện tại bọn hắn liền không nguyên tinh cái bóng cũng không thấy bốn người có ẩn thân hiệu quả tại mà lại tại đây trong nhà xương bộ liền không có bất kỳ cái gì dò xét trang bị đây là điển hình oai chặt trong lòng tại trong nhà xương một bên lần tránh lấy ngự không tộc người một bên tìm kiếm đều không cần đường vũ cách đi thăm dò nghiệm dùng lam hiên vũ kinh nghiệm đều có thể nhìn ra này chút ngự không tộc người đang làm gì bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé bọn hắn quả nhiên không phải tại tinh luyện không nguyên tinh mà là tại tinh luyện lúc trước đường vũ cách nói qua một loại khác kim loại ma ngân theo trước đó đối với kim loại dò xét đến xem trên viên tinh cầu này ma ngân là cùng lam dựng đồng phối hợp nhưng phối hợp tỷ lệ liền một phần trăm cũng chưa tới nhưng này chút ma ngân lại vô cùng tinh khiết cái kia một tòa tòa thật to lò cao chính là vì tinh luyện lam dựng đồng bên trong ma ngân mà rèn đúc này tinh luyện phương thức có chút nguyên thủy nhưng không thể không nói nhiệt độ vẫn rất cao đi qua tinh luyện về sau lam dựng đồng cũng không có bị lãng phí bị chế tác thành từng cái to lớn lam dựng đồng thỏi đồng mỗi cái nhìn qua chỉ ít có 5 mét khối lớn chất đống tại nơi hẻo lánh chỗ lam dựng đồng cũng là kim loại hiếm này cũng đều là của cải mà bị đề luyện ra ma ngân số lượng cũng rất ít này chút ma ngân đi qua bước đầu hòa tan về sau rèn đúc thành từng cái kim loại khối lập phương mỗi một cái đều là lớn chừng bàn tay sau đó trồng chất tại cùng một chỗ hướng loại kia giáp sát trùng cỗ xe bên trên vận chuyển kết hợp trước đó bọn hắn thấy tình huống lúc trước xuất hiện giáp sát trùng xe vận tải liền là vận chuyển này trùng ma bà không biết là đi chỗ nào này tòa nhà máy tác dụng liền là tinh luyện ma ngân cùng không nguyên tinh không có bất cứ quan hệ nào Lam Hiên Vũ hơi chút suy nghĩ về sau, nói, bọn hắn vận chuyển mang ngân, khẳng định là vận chuyển đến cấp bậc cao hơn căn cứ đi. Chúng ta chờ một lúc theo xe đi, nhìn một chút là đi nơi nào. Ma ngân tích lũy tốc độ không tính nhanh, hơn một giờ mới có thể để luyện ra một xe ma ngân, có chừng 300 khối tả hữu. Nhìn xem này chút ma ngân, làm hiên Vũ bốn người con mắt đều có chút đỏ, riêng là này loại độ tinh khiết trước nay chưa có ma ngân, giá trị cũng là cực lớn a. À. Số 76 tinh cầu, thật có thể nói là một khoa bảo tàng tư nguyên tinh bọn hắn dĩ nhiên không thể bởi vì nhỏ mất lớn hiện tại cũng không phải cấp đoạt mang ngân quá trình không nguyên tinh giá trị không biết cao hơn mang ngân gấp bao nhiêu lần mang ngân cuối cùng là chứa lê xe hoàn tất làm hiên vũ bốn người lặng yên đi theo đi theo giáp sát trùng xe vận tải ra nhà kho bốn người lặng yên không tiếng động lên xe đình nương tựa theo hồn lực khống chế nhường thể trọng của mình biến nhẹ ngồi tại trên mui xe trung ương đi theo giáp sát trùng xe vận tải hướng về phương xa mà đi số 76 tinh cầu mặt ngoài, một mảnh hoang vu, phóng nhãn chung quanh, có thể thấy đều là cái kia một mảnh màu xanh đậm. Giáp sát trùng xe vận tải so với trong tưởng tượng tân tiến hơn, nương tựa theo bánh xích tiến lên, lại còn là vô cùng bình ổn, tốc độ cũng không tính chậm, hai bên cảnh vật không ngừng lướt qua, này hoàn toàn không thích hợp sinh mệnh sinh tồn địa phương, lại lại là như thế bảo địa, này ai có thể tưởng tượng ra được đâu. Theo lúc trước Long Nguyên Tinh, lại đến bây giờ không Nguyên Tinh, Long Mã Tinh hệ chỗ cho thấy, Tài nguyên của cải sát thực thật làm người khác ngấp nghé. Đấu la liên bang đối điểm này rõ ràng càng rõ ràng hơn. Tương lai đối với Long Mã Tinh Hệ hành động quân sự khẳng định là sẽ kéo dài. Lần này đại chiến, liên bang có thể nói đại hoạch toàn thắng, cũng không biết có thể thừa cơ bắt đi nhiều ít tương nguyên, kiếm lớn là khẳng định. Long Mã Tinh Hệ phương diện ăn thiệt thòi liền ăn tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, khoa học kỹ thuật không đủ, chiến hạm không có số lượng, chiến lược lại không mạnh, lại thêm từng cái chủng tộc năm bè bảy mảng nếu như không phải có cái nào đỉnh cấp cường giả tồn tại uy hiếp chỉ sợ sớm đã bị liên bang nuốt lấy giáp sát trùng xe vận tải đi tiếp ước chừng sau 2 giờ một tòa so lúc trước lớn có tới gấp 10 lần cơ mà hiện lên tại lam hiên vũ bọn hắn trước mắt lam hiên vũ phất bốn người toàn bộ phủ phục tại giáp sát trùng xe vận tải mặt ngoài phòng phòng hộ mở ra một tầng hào quang cũng theo đó quét hình tới đây là đơn giản sinh vật quét hình không cần tránh né tầm bảo thú mô phòng liền giải quyết Xe vận tải trọn vẹn thông qua được ba đạo vòng phòng hộ, lúc này mới đi tới nơi này to lớn căn cứ trước. Căn cứ dáng vẻ đều là không sai biệt lắm, cũng là hình nửa vòng tròn, theo mặt bên một cái cửa tiến vào, vào bên trong mở đi ra. Lam Hiên Vũ bọn hắn còn phát hiện, không chỉ là chiếc này xe vận tải, còn có mặt khác giáp sát trùng xe vận tải, cũng tiến vào nơi này, rõ ràng đều là vận chuyển mang ngân. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đều không thấy không nguyên tinh tung tích. Một mực mở ra bên trong, một chỗ to lớn trong kho hàng, giáp sát trùng xe vận tải dừng lại, làm hiền vũ bốn người vội vàng xuống xe, lặng yên biến mất tại một bên. hướng chung quanh nhìn một chút, bốn người đưa mắt nhìn nhau, cũng không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái. tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, tất cả đều là ma ngân, cao độ tinh khiết ma ngân. cái kia từng khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ma ngân, trồng chất như núi. đây là có nhiều ít à? làm hiền vũ thậm chí trong lòng đều bay lên đem những này ma ngân lấy đi, không muốn không nguyên tình ý nghĩ đây đã là một món khổng lồ của cải chống đỡ toàn bộ tam thập tam thiên dược tất cả đều mọc vào tứ tự đấu khải đều có thừa thãi bất quá hắn vẫn là nhịn được từng xe từng xe mang ngân bị rỡ xuống trồng chất bày ra nhìn xem ngự không tộc người bận rộn nguyên ân huy huy thấp giọng hướng lam hiên vũ hỏi hiên vũ ca ca chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ thoạt nhìn này ngự không tộc cũng chỉ là tinh luyện mang ngân không có không nguyên tinh a à. đừng nóng vội chờ đợi xem ta luôn cảm thấy này mang ngân có chút không đúng nếu như là vì thuận tiện chứa đựng, không cần chế tạo thành như vậy khối nhỏ, hẳn là là có dụng ý. Chúng ta lại quan sát một chút. Mang ngân trong kho hàng nhân viên công tác số lượng không phải quá nhiều, liền là phụ trách trồng chất, bày ra. Giáp sát trùng cỗ xe trên cơ bản mỗi 10 phút đồng hồ sẽ có một cỗ tiến đến. Thông qua thời gian này, lại thêm trước đó thứ một cái căn cứ khai thác tốc độ đến xem, chung quanh hẳn là có 89 cái căn cứ là tại tiến hành khai thác. Làm Hiên Vũ nhường đồng bạn kiên nhẫn chờ đợi, quan sát đang đợi gần 3 giờ, làm hiên vũ, cũng có chút nôn nóng thời điểm, một cỗ không giống bình thường lái xe vào. Cùng giáp sát trùng xe vận tải khác biệt, chiếc xe này nhìn qua vô cùng kỳ lạ, hình trụ tròn hình, phía trước thì là một cái to lớn mũi khoan bộ dáng. Thể tích do giáp sát trùng xe vận tải càng lớn hơn mấy lần có thừa. Nó mới vừa tiến đến, rất nhiều ngự không tộc người đứng khắc xúm lại đi lên, xe mũi khoan một bên mở ra, này chút ngự không tộc người đem hàng loạt mang ngân rời đi lên xe mũi khoan bên trong có bốn tên điều khiển nhân viên thân hình của bọn hắn rõ ràng do bình thương ngự không tộc người cao lớn hơn một chút cũng không giúp vận chuyển mang ngân hiện ra càng cao địa vị chờ bên trong cơ hội đối phương đầy mang ngân về sau cầm đầu một tên ngự không tộc nhân tài phất phất tay nói đi cứ như vậy nhiều a à. hết thảy công nhân tất cả đều bốn cái tay đặt ở trên đỉnh đầu chính mình sau đó kho mình hành lễ đây cũng là thuộc về ngự không tộc lễ nghi xe mũi khoan quay lại hướng phía cửa kho hàng phương hướng mở đi ra đi chúng ta bắt kịp làm hiên vũ mang theo đồng bạn cấp tốc đi theo lặng yên không tiếng động nhảy lên xe mũi khoan đỉnh chóp này xe mũi khoan như thế không giống bình thường nó lại là muốn đem mang ngân vận chuyển đến địa phương nào đi đâu xe mũi khoan ra mang ngân nhà kho không hề rời đi căn cứ mà là hướng phía trong căn cứ một tòa kiến trúc mở đi ra tốc độ của nó tương đối chậm hiển nhiên là bởi vì chuyên chở hàng loạt mang ngân đưa đến này xe mũi khoan địa vị rõ ràng rất cao nơi nó đi qua mặt khác cỗ xe đều tự động vì nó nhường đi. Tiến vào căn cứ lớn nhất kiến trúc, xe mũi khoan một mực hướng bên trong tiến lên, rất nhanh, nó đi vào vùng đất trung ương. Mặt đất bên trên là một cái to lớn kim loại bàn, phía trên có một chút không tính quá hoa lệ hoa văn. Nó ổn định đứng ở kim loại trên bàn về sau, kim loại bàn bắt đầu chậm rãi chìm xuống, hướng phía dưới rơi đi. Lam Hiên Vũ có loại dự cảm, lần này, bọn hắn hẳn là đã tìm đúng. Kim loại bàn trọn vẹn trầm xuống vượt qua 50 mét, đây đã là vừa xa khỏi lúc trước bọn hắn phát hiện vòng bảo hộ địa phương ầm một tiếng vang lớn kim loại bàn dừng lại xe mũi khoan mở ra theo một đầu đường hành lang mở đi ra nơi này đường hành lang có rất nhiều đầu nhìn qua đều không khác mấy lớn xe mũi khoan lựa chọn là trong đó một đầu bởi vì là hướng nghiêng xuống phương tiến lên xe mũi khoan tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh làm hiền vũ bọn hắn lúc này chỉ có thể phủ phục tại xe mũi khoan là có thể mới có thể bảo đảm không bị vách động quét đến dần dần địa thế bắt đầu phát sinh biến hóa vốn chỉ là hướng nghiêng xuống phương xe mũi khoan dần dần biến thành thẳng tắp hướng phía dưới phía trước phát ra tiếng ông ông chung quanh bắt đầu có đáo vụn lướt qua lam hiên vũ bọn hắn không thể không phóng thích hồn lực tới che chắn này chút đáo vụn chiếc xe này mũi khoan phía trước lại là vì mang theo xe hướng dưới mặt đất đi thâm nhập dưới đất này đến tốt bọn hắn thậm chí đều không cần bằng vào đường vũ cách ngũ hành độn pháp đi sâu đi theo này xe mũi khoan liền có thể kéo dài chìm xuống đường vũ cách ngũ hành độn pháp cũng là có cực hạn nếu như xâm nhập quá sâu dưới mặt đất chính nàng cũng sẽ không chịu nổi tiêu hao rất nhanh lam hiền vũ bốn người trên mặt cũng bắt đầu toát ra vẻ khiếp sợ bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được này thâm nhập dưới đất cũng đã có hơn ngàn mét đi mà lại xe mũi khoan tốc độ không có giảm bớt chút nào dấu hiệu không ngừng kéo dài hướng phía dưới những nơi đi qua phía sau lưu lại một cái thông đạo nhưng chung quanh đá vụn vẫn là sẽ một cách tự nhiên tụ lại một chút cũng không bằng phẳng Đường Vũ Cách thông qua trang phục phòng hộ hệ thống truyền tin hướng Lam Hiên Vũ nói, phát hiện nhiều loại kim loại hiếm, bất quá đều tương đối hỗn tạp, ngoại trừ Lam Dựng Đồng cùng mang ngân bên ngoài, còn có tinh kim, tinh thần thạch loại hình kim loại, độ tinh khiết không cao, thổ nguyên tố đã thay đổi nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên, Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong chấn động một cái, ngay sau đó, tầm bảo thú thanh âm ngay tại Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên. Chủ nhân, có đồ tốt, có đồ tốt, ta giống như cảm thấy mùi vị quen thuộc tuyệt đối là mùi vị quen thuộc thanh âm của nó thoáng có chút run rẩy lam hiên vũ hỏi có thể đánh giá ra là cái gì sao tầm bảo thú lập tức nói phán đoán không ra là cái gì nhưng ta có khả năng khẳng định là mùi vị quen thuộc ta từng tại thần giới mùi vị quen thuộc không gian ba động cũng tăng cường có thể là có thần giới bảo bối tại đây bên trong đã từng thần giới ngày năm đó thống trị dưới thần giới lam hiên vũ lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc này số 76 tinh cầu phía trên có lúc trước thần giới bảo vật chẳng lẽ là thần giới mảnh vỡ xe mũi khoan vẫn tại kéo dài hướng phía dưới tốc độ bắt đầu có chút giảm bớt hiển nhiên là mục đích sắp đến theo đi sâu đến bây giờ chiếc này xe mũi khoan chui xuống dưới đất chỉ sợ vượt qua ba cây số mà cũng ngay lúc này lam hiền vũ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ không chỉ là hắn ba người khác cũng là như thế bởi vì bọn hắn đều phát hiện chung quanh vách động bắt đầu có quang mang ngân sắc quang mang nồng đậm không gian nguyên tố gợn sóng khiến cho hết thảy đều có chút vạn vẹo mặc dù này còn không phải không nguyên tinh nhưng nơi này hết thảy bao quát bùn đất đều bị không gian nguyên tố chỗ phủ lên điều này có ý vị gì đã lại rõ ràng cực kỳ bọn hắn liền muốn đến không nguyên tinh vị trí có mạnh mẽ tồn tại chủ nhân thu liễm lại hơi thở tầm bảo thú đột nhiên dồn dập nhắc nhở lấy làm hiên vũ vội vàng thông chi đồng bạn bốn người tụ tập tại cùng một chỗ tận khả năng thu lại tự thân khí tức tại tầm bảo thú huyễn tượng che giấu dưới đem khí tức hoàn toàn che đậy. Xe mũi khoan bắt đầu trở nên chậm lại, phía trước đột nhiên khoáng đạt, xe mũi khoan bắt đầu giảm tốc độ, phát ra két két thanh âm. Trung quanh hoàn toàn là một mảnh màu bạc trắng thế giới, nồng đậm không gian ba động phảng phất đưa thân vào lỗ sâu bên trong giống như, nhưng nơi này không gian ba động lại muốn so với lỗ sâu nhu hòa được nhiều. Đây là một cái to lớn hang động, làm Hiền Vũ không dám phóng thích tinh thần lực đi cảm giác, chỉ có thể là len lén dương mắt quan sát. Trung quanh trên vách động, Từng khối tản ra mê người màu bạc vầng sáng tinh thể chiếu sáng rạng rỡ, không có một khối tinh thể không lớn lắm, nhưng ẩn chứa trong đó không gian ba động đơn giản như là thực chất, hoặc là nói, nó liền là thực chất không gian nguyên tố ngưng tụ mà thành. Mặc dù cho tới bây giờ đều không thực sự được gặp không nguyên tinh, nhưng Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định, cái này là không nguyên tinh a. À. Trong động quật không nguyên tinh số lượng rất nhiều, chỉ ít có bên trên ngàn khối, lớn nhất có tới to bằng đầu người, nhỏ nhất cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay trong động quật đã đặt mấy chiếc xe mũi khoan có người đặc biệt phụ trách dỡ hàng nắm phía trên ma ngân chuyển xuống tới làm hiền vũ rất nhanh liền phát hiện tầm bảo thú nói tới uy hiếp đó là một tên dáng người đặc biệt cao lớn ngự không tộc người so với bình thường ngự không tộc người chỉ có khoảng một mét năm mươi thân cao hắn lại có tới ba m có hơn càng đáng sợ chính là hắn có tám cánh tay theo nhân loại thẩm mỹ quan đến xem ngự không tộc tướng mạo tương đương xấu xí nhưng nó chẳng qua là đứng ở nơi đó trên người tán phát ra năng lượng ba động liền có loại làm người sợ hãi cảm giác. Vị này cao lớn ngự không tộc người khoanh chân ngồi ở bên trong một chỗ bằng phẳng trên tảng đá, tám cánh tay phía trên bốn đầu ở trên đỉnh đầu song chắp tay trước ngực, phía dưới bốn đầu thì là thu nạp trước người, xem dạng như vậy, vậy mà giống như là tại tu luyện dáng vẻ. Làm Hiên Vũ trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ngự không tộc cường giả tu luyện, có phải hay không liền mượn không nguyên tinh không gian nguyên tố gợn sóng cho nên mới có thể tăng lên tới phi thường cường đại trình độ không hề nghi ngờ ngự không tộc cường giả nhất định đặc biệt am hiểu không gian phương diện năng lực cái này sẽ là phi thường khó có thể đối phó một khi bị phát hiện muốn chạy trốn đã có thể khó khăn cho dù là sử dụng long chi nộ muốn chạy trốn đều không dễ dàng như vậy không cần lam hiên vũ nói tầm bảo thú cũng đã đem huyễn tượng năng lực mở ra đến tối cường trình độ nương tựa theo tự thân thần thức che chở lấy lam hiên vũ bốn người bọn họ rất nhanh làm hiền vũ bọn hắn liền phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương chuẩn xác mà nói vẫn là ngự không tộc người trợ giúp bọn hắn phát hiện xe mũi khoan bên trên mang ngân bị dỡ xuống về sau bị vận chuyển đến từng chiếc xe đẩy nhỏ bên trên sau đó lại chuyển đưa hướng một chỗ đó là một cái huyệt động lối vào nhìn qua có cao hơn một mét không đến hai mét dáng vẻ vừa vặn có thể cho bình thường ngự không tộc người chui vào động huyệt tản ra nhàn nhạt, nhạt màu bạc vầng sáng cái hướng kia không gian nguyên tố cũng nồng nặc nhất Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, xón rén hướng bên kia đi đến. Này trong động quật mặc dù có vô số không nguyên tinh, nhưng có vị kiêng ngự không tộc cường giả tọa chấn, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất cũng là thần cấp, thậm chí có thể là chân thần cấp. Một khi bại lộ, lại là tại này sâu dưới lòng đất, muốn chạy đều chạy không được. Đến huyệt động kia bên cạnh, không có nóng lòng tiến vào, mà là chờ đợi. Mặc dù bọn hắn hiện tại là ẩn thân trạng thái, nhưng ở hẹp động nhỏ quật bên trong muốn là đụng phải vận chuyển ma ngân ngự không tộc người làm sao bây giờ chờ đợi sau một lát lúc trước vận chuyển ma ngân tiến vào ngự không tộc người đã ra tới xe đẩy nhỏ bên trên trống rỗng hiển nhiên là đem ma ngân đưa đến bên trong làm hiền vũ trong lòng thầm nghĩ nơi này là không nguyên tinh chỗ trên mặt đất ma ngân mặc dù chân quý nhưng cũng không nguyên tinh so sánh lại kém xa tại sao phải đem ma ngân vận chuyển đến nơi đây đâu ứng ừ cũng không phải là vì chứa đựng mới đúng phía ngoài nhà kho chứa đựng ma ngân bao nhiêu thuận tiện, cái nào cần phải vào sâu như vậy dưới mặt đất, ở trong đó, nhất định có nguyên nhân gì. Vẫn không có nóng lòng tiến vào, hắn muốn phán đoán ngự không tộc bao lâu vận chuyển một lần ma ngân, hoặc là đem xe mũi khoan bên trên ma ngân toàn bộ vận chuyển đi vào. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, xe mũi khoan vận tới ma ngân chẳng qua là tiến lên đi một xe, cũng không có lại tiếp tục vận chuyển, mà là đem còn lại ma ngân chuyển xuống đến, đặt ở nơi hẻo lánh chỗ sau đó cái kia xe mũi khoan bên trên vài vị ngự không tộc người liền hướng phía cái kia thân hình cao lớn ngự không tộc người cuối người hành lễ lên xe mũi khoan đường cũ trở về đi trong động quật an tĩnh lại làm hiền vũ lúc này mới đưa lực chú ý để ở chỗ này mặt khác ngự không tộc nhân thân lên hắn lập tức phát hiện một chút chỗ đặc thù tại làm việc ở đây ngự không tộc người đều là dáng người đối lập tương đối cao mà lại đều không phải là bốn cánh tay cơ bản đều là sáu cánh tay tả hữu trên thân đều có không kém khí tức theo trong quan sát để phán đoán ngựa không tộc cá thể mạnh yếu rất có thể là cùng ngựa không tộc cánh tay của người số lượng có liên quan cánh tay càng nhiều giá người càng cao to hơn thực lực liền càng mạnh mà lại cũng gần một bước nhường lam hiên vũ khẳng định này có được không nguyên tinh dưới mặt đất trong hoạt động thích hợp ngựa không tộc tu luyện nồng đậm không gian nguyên tố nhưng ngựa không tộc có thể tăng tốc tăng lên thực lực bản thân cho nên tộc bên trong nhân tài ưu tú mới có thể được cho phép lại tới đây tu luyện này hẳn là tựa như là các hồn sư đến học viện sử lai khắc vĩnh hằng thiên không thành tu luyện cảm giác giống như riêng là này chút phát hiện đối bọn hắn lần này chui vào tới nói liền đã thu hoạch không nhỏ tư liệu nộp lên liên bang đều sẽ có được ban thưởng bất quá điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn lam hiên vũ khẩu vị của bọn hắn tới đều tới tổng phải nghĩ biện pháp làm điểm nghi đi a à. nhiều như vậy không nguyên tinh đâu và bảo sơn tay không mà quay về không phải tác phong của bọn hắn lam hiên vũ nhẹ nhàng vung tay lên mang theo đồng bạn lặng lẽ hướng cái kia có màu bạc vầng sáng hang động đi đến cùng lúc đó trong tay lấy ra một viên long chi nộ nắm trong lòng bàn tay chỉ dựa vào bọn hắn thực lực là không đủ để cho thần cấp cường giả tạo thành uy hiếp nhất là này loại không gian hệ thần cấp cường giả vạn nhất xuất hiện nguy hiểm chỉ có dẫn nổ long chi nộ bọn hắn mới có sinh cơ ít nhất phải để bọn hắn có chỗ dựa ngũ hành độn pháp trốn vào vách tường chung quanh cơ hội lại thêm tầm bảo thú che lấp khí tức năng lực thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể bắt lấy trong động quật không lớn làm hiên vũ muốn khom người mới có thể tiến lên thế nhưng mới vừa tiến vào hang động hắn lập tức liền cảm nhận được nồng đậm đến gần như sền sệt không gian nguyên tố gợn sóng mỗi vừa xài bước ra chung quanh phẳng phất đều sẽ trở nên có chút hư ảo giống như loại kia tầng tầng lớp lớp cảm giác cực kỳ kỳ diệu mấu chốt là lại không có bất kỳ cái gì lực áp bách liền là thuần túy nhất thuộc tính không gian nguyên tố một mực hướng vào phía trong khi bọn hắn đi đến nội bộ chỗ sâu thời điểm lập tức bị một màn trước mắt choáng váng đi sâu trăm mét đã đến hang động phần cuối nơi cuối cùng là một cái ao nước đường kính ước chừng tầm chừng 50 thước một cái ao nước ao nước bên trong hoàn toàn là chất lòng màu bạc bên bờ chất đống lấy rất nhiều mang ngân cái kia chất lòng màu bạc bên trong tản ra không gian nguyên tố gợn sóng đơn giản có thể nói là nghe rợn cả người như thế nồng đậm không gian nguyên tố làm hiền vũ bọn hắn chưa từng nghe thấy mà tại động huyệt bộ chung quanh vách động tràn đầy ánh bạc lập lòe cái kia đã không biết là không nguyên tinh còn là hoàn toàn không gian nguyên tố ngưng tụ mà thành tại đây sáng lấp lánh thế giới màu bạc bên trong kỳ quái hết thảy nhìn qua đều là như thế huyền bí đúng lúc này áo nước bên bờ một đầu nhìn qua thịt hồ hồ trắng nõn nà xúc tu thăm dò lên trên vừa vạn quyển trụ cùng nhau mang ngân đem mang ngân đưa vào cái kia chất lỏng màu bạc bên trong dịch mặt ngoài thân thể ủng ục ủng ục toát ra mấy cái bọt khí mang ngân biến mất một màn này xem bốn người không khỏi trợn mắt hốc mồm bởi vì bọn hắn đều ý thức được một vấn đề mà ngân bị vận chuyển đến nơi đây căn bản cũng không phải là dùng để chứa thậm chí toàn bộ long mã số 76 tinh cầu bên trên ma ngân khai thác đều không phải là vì chứa đựng cung kiếm lấy lợi ích mà là vì đến nơi đây nuôi nắng ao nước này bên trong không rõ sinh vật mà này không rõ sinh vật rất có thể liền là không nguyên tinh lai lịch đây mới là ngựa không tộc bí mật lớn nhất ngay tại lam hiên vũ hít sâu một hơi đôi đến tiếp sau có chút không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm chỗ chán phù một tiếng tâm bảo thú chui ra nó nổi đãng mà rơi hóa thành bản thể rơi trên mặt đất tay phải hướng về nơi đến huyệt động cửa và chỗ vung lên một tầng hư ảo bóng mờ lập tức cùng chung quanh màu trắng bạc hòa làm một thể hình thành một tầng ngăn cách sau đó ba bước hai bước liền chạy tới cái kia hồ nhỏ màu bạc bên cạnh nằm bên bờ hồ vội vàng mà nói tiểu lại trùng phải ngươi hay không tiểu lại trùng ta là a bảo a nhận biết tầm bảo thú cùng trong này không rõ sinh vật vậy mà nhận biết làm hiên vũ trong lòng khẽ động trước đó tầm bảo thú liền đã từng nói cảm nhận được khí tức quen thuộc ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục từng cái bọt khí bốc lên hổ nhỏ màu bạc bên trong nhô ra một cái màu trắng đầu tới dạng như vậy có chút kỳ quái trắng nõn nà tựa như là mới đề ra cây vải ước chừng có một thước lớn như vậy có điểm giống là bạch tuộc nhưng nó lại là hình tam giác đỉnh chóp nhất là tròn từng sợi trắng nõn nà xúc tu dựng thẳng lên, đang ở xoa ánh mắt của mình. Không sai, nó có mắt, tại cái kia hình tam giác trên đầu, có mắt, có mũi, có miệng, loại người tướng mạo. Nó rụi rụi con mắt, nhìn chăm chú hướng A Bảo nhìn lại, sau đó đột nhiên gieo hò một tiếng, giống như bay huy động xúc tu, chất lòng màu bạc bắn tung tóe mấy lần công phu liền đi tới bên bờ, phù một thoáng, theo màu bạc trong hồ nước nhảy lên ra tới. Mười mấy cây mềm mại xúc tu, một thoáng liền quấn quanh ở A Bảo trên thân, hình tam giác mềm mại đều trực tiếp nắm A Bảo đầu to đều ôm trọn đi vào. Đường vũ cách bước ra một bước, liền muốn xuất thủ, lại bị Lam Hiền vũ đưa tay ngăn cản. Có chút bận tâm hướng huyệt động cửa vào hướng đi nhìn lại, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là tầm bảo thú đối bên này che lấp, có thể hay không che giấu được bên ngoài vị kinh ngự không tộc cường giả thần thức cảm giác. Ô, ô, giọt giọt chất lỏng màu bạc theo cái kia kỳ dị sinh vật trong đôi mắt chảy ra loại chất lỏng này do rơi xuống mặt đất về sau vậy mà phát ra đinh đinh giòn vang hóa thành từng khỏa màu bạc hạt tròn mỗi một viên mặc dù cũng không lớn nhưng lam hiên vũ lại đã hoàn toàn ngốc trệ cái đồ chơi này không phải liền là không nguyên tinh sao không khóc không khóc tiểu lại trùng không khóc quá tốt rồi ngươi vậy mà cũng còn sống đây quả thật là quá tốt rồi à tầm bảo thú đã đem đầu theo cái kia kỳ dị sinh vật trong ngực tránh thoát ra tới sở lấy nó mềm nhũn đầu ôn nhu an ủi kỳ dị sinh vật ở trên người hắn cọ sát nước mắt xoạch xoạch đi lam hiên vũ thấp giọng nói a bảo trước chớ vội ôn chuyện nơi này không an toàn đây là có chuyện gì nó là tâm bảo thú này mới tỉnh ngộ lại vội vàng hướng cái kia kỳ dị sinh vật nói tiểu lại trùng ngươi xem đây là ai vừa nói hắn đưa tay hướng lam hiên vũ chỉ đi kỳ dị sinh vật quay đầu hướng phía lam hiên vũ nhìn bên này đến nó nháy nháy mắt lại dụi dụi con mắt sau một khắc hét lên một tiếng đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ đánh tới. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, có ý một bàn tay đem nó đánh bay, nhưng nghĩ tới lúc trước tầm bảo thú tình huống, cuối cùng không có ra tay. Ba chít chít một tiếng, kỳ dị sinh vật trực tiếp kể sát ở Lam Hiên Vũ trên mặt, từng sợi xúc tu quấy dày tại trên cổ hắn, ô huyết nuốt lại khóc lên. Lam Hiên Vũ vội vàng đưa tay ôm lấy thân thể của nó, đem nó theo trên đầu mình kéo xuống. Chủ nhân, chủ nhân, tiểu lại trùng rất nhớ người à, chủ nhân kỳ dị sinh vật miệng nói tiếng người khóc so lúc trước lợi hại hơn làm hiên vũ trong lòng hơi động trong nháy mắt hiểu được quay đầu nhìn về phía tầm bảo thú nó cũng là tới từ thần giới tầm bảo thú một bộ đương nhiên bộ dáng nói đúng a à, tiểu lại trùng trước kia một mực đi theo ngài nó danh tự vẫn là ngài cấp cho đây ngài bình thường lúc tu luyện nó liền đi theo ngài bên người chúng ta thần giới không gian hình chiếu trước kia liền là nó phụ trách nó có cái đệ đệ liền là không gian nguyên tố tri thần nó tương đối lười không yêu tu luyện, cho nên cũng chỉ là thuần túy không chi trùng, không thể tu luyện thành hình người. Nó trước kia luôn là treo ở truy vừa nói. Hắn vừa nói đến đây, cái kia kỳ dị sinh vật tiểu lại trùng đã tiếp lời nói, ta nếu là tu luyện thành người, nhất định là cái đại mỹ nữ nha. Tầm bảo thú mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ nói, đúng, liền câu này, liền thích nói cái này, trên thực tế lười nhác không được, mỗi ngày đều ghé vào ngài trên thân đi ngủ. Đúng là người quen. Lam Hiên Vũ nói nơi này không an toàn, bên ngoài còn có cường địch thủ vệ. Nói như vậy, này số 76 tinh cầu phía trên không nguyên tinh, đều là nó làm ra. Nháy nháy mắt, tiểu lại trùng kiều thanh kiều khí nói, cái gì cường địch nha, ngài nói những cái kia xấu quá ra hỏa sao, chúng nó yếu đuối như vậy, ngài có khả năng tùy tiện bóp chết bọn hắn, ân, bóp chết bọn hắn. Tiểu lại trùng thanh âm rất là dễ nghe em tai, nghe vào tựa như là cô bé kiểu thanh kiểu khí. Nhưng nói lên bóp chết bọn hắn câu này thời điểm, lại quả thực có chút không hài hòa cảm giác. Tầm bảo thú tàng hắng một cái, nói, đồ đần, người nhìn không ra chủ nhân thực lực còn chưa hồi phục sao, người mau nói, nơi này là chuyện gì xảy ra đây, thật là ngươi làm. Tiểu lại trùng chép miệng, nhìn lại một chút lam hiên vũ, quả nhiên đâu, chủ nhân, người làm sao liền tiểu lại trùng thích nhất không gian khí tức cũng không có đây, nguyên lai đi theo ngươi căn bản đều không cần ăn cái gì, hiện tại thật là phiền phức, cũng nên ăn cái gì. Lúc trước ở tại thần giới, không chi trùng ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ đệ hai cái chính là thần giới bên trong không gian nguyên tố thủ hộ giả đệ đệ tức giận phấn đấu cuối cùng trở thành không gian nguyên tố tri thần phải biết bảy đại nguyên tố thần đều là nhất cấp thần cách thì tương đương với hiện tại siêu thần cấp cường giả mà lại thần ở tại thần giới có thần vị thần cách cùng hoang dại thần cấp còn không giống nhau mà tiểu lại trùng thì là đặc biệt lười biếng tựa hồ nắm tất cả chăm chỉ đều cho đệ đệ của mình mỗi ngày liền ưa thích đi ngủ long thần trưởng không chín đại nguyên tố trong đó tự nhiên cũng bao quát không gian nguyên tố nàng liền chạy tới long thần bên người hấp thu long thần trên người không gian nguyên tố khí tức tới đi ngủ đúng vậy không phải tu luyện ngay cả khi ngủ bởi vì tại long thần bên người nó liền không cần tận lực đi hấp thu năng lượng gì bổ sung tự thân chỉ buồn ngủ là được rồi bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé sau này thần giới đại chiến long thần cuối cùng chiến bại bởi vì nhiều năm qua tiểu lại trùng một mực tại trên người nó tựa như ký sinh trùng long thần tại cuối cùng bị chém giết trước đó đem tiểu lại trùng thả vào hư không bên trong chủ nhân nắm ta ném sau khi ra ngoài ta cũng không biết muốn đi địa phương nào liền ở trong không gian tung bay nha tung bay trong vũ trụ không gian nguyên tố tình cờ gặp được liền hấp thu một điểm không biết bao lâu trôi qua liền đến nơi này nơi này có một loại tinh khiết nguyên tố có thể kéo dài cung cấp cho ta năng lượng vừa vặn có khả năng chuyển hóa làm ta tự thân lực lượng người ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ tốt cho chủ nhân báo thủ cho nên ta liền lưu tại nơi này cho chủ nhân báo thủ ngươi tầm bảo thú khóe miệng co giật một thoáng tiểu lại trùng hai cây xúc tù trước người đối điểm một mặt ủy khuất cúi đầu xuống nhưng người ta khốn nha sau này sau này liền ngủ mất mà lại người ta cũng không nhớ rõ tu luyện thế nào nha chỉ có thể là thân thể của mình chậm rãi tiến hóa lại sau này nơi này những cái kia xấu xí ra hỏa liền đến liền thấy ta lưu nước miếng hóa thành thực thể sau đó bọn hắn giống như lấy được trí bảo giống như cùng ta yêu cầu ta liền để bọn hắn cho ta làm ăn sau đó cứ như vậy ăn ăn ngủ ngủ cũng không biết lúc nào tâm bảo thú nói ngươi không phải nói muốn tu luyện cho chủ nhân báo thủ sao tiểu lại trùng ủy khuất nói có thể là người ta sau này suy nghĩ một chút người ta không biết chiến đấu nha coi như mạnh lên cũng không có cách nào nha ngươi không muốn khi dễ người nha chủ nhân hắn khi dễ ta bóp chết nó ngươi còn cáo hắc trạng lười chết ngươi được tầm bảo thú cả giận nói ừm đâu ta cũng nghĩ như vậy lười chết nhất định là chuyện tốt đẹp nhất tiểu lại trùng gương mặt hướng tới tốt các ngươi hai cái im miệng làm hiền vũ cắt ngang bọn hắn mà nói 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 như vậy nơi này chất lỏng màu bạc đều là ngươi bài tiết ra tới không nguyên tinh chính là do loại chất lỏng này ngưng tụ mà thành chỉ cần ngươi kéo dài ăn mang ngân liền sẽ tạo ra không nguyên tinh là thế này phải không? Tiểu lại trùng nháy nháy mắt chủ nhân, người nói rất hay phức tạp nha, ta có chút nghe không hiểu. Lam Hiên Vũ hiện tại đã cơ bản hiểu rõ, này Tiểu lại trùng là một loại không gian kỳ dị thuộc tính thần cấp sinh vật, lúc trước theo thần giới bị Long Thần ném ra, về sau ngay ở chỗ này an ra, bị ngự không tộc phát hiện, xem như trí bảo cung phụng, cho nó cung cấp ma ngân, để nó không ngừng sản sinh ra không nguyên tinh, dùng cung cấp tộc nhân phát triển. Nói cách khác. Tiểu lại trùng mới là số 76 tinh cầu bên trên chân quý nhất tồn tại, cũng là không nguyên tinh đầu nguồn. Đơn giản tới nói, người có phải hay không chỉ cần có ma ngân ăn là được, liền có thể sản sinh ra không nguyên tinh. Lam Hiên Vũ hỏi, ừm cái kia, ăn nhiều sao, liền sẽ chảy nước miếng, tiểu lại trùng còn có chút ngượng ngùng. Nhìn trước mắt như thế một mảnh màu bạc nước hồ, Lam Hiên Vũ trong lòng run rẩy. này nếu là đều ngưng kết thành không nguyên tinh, là có nhiều ít à. Bên ngoài bây giờ có ngựa không tộc thủ hộ lấy. Chúng ta nếu như mang ngươi đi, có thể hay không bị phát hiện?" Lam Hiên Vũ hỏi, bọn hắn có khả năng tại tầm bảo thú yểm hộ hạ rời đi, nhưng này tiểu lại trùng nếu như vừa đi, có thể hay không ngay lập tức sẽ bị Ngự Không tộc thần cấp cường giả phát hiện không đúng. "Ta không biết ai." Tiểu lại trùng nháy nháy mắt, "Ta làm sao lại biết như thế chuyện phức tạp." Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, cùng này tiểu lại trùng so sánh, tầm bảo thú thật sự là đáng tin cậy nhiều. Tầm bảo thú đột nhiên nói, vậy ngươi có thể hay không nắm chính mình truyền tống đi ra bên ngoài tốt nhất là tinh cầu bên ngoài tiểu lại trùng chép miệng nói có thể là nơi này có rất nhiều ăn ngon ta đi cái nào nha đi một cái không cần ăn đồ vật liền có thể địa phương ngủ tốt tầm bảo thú một mặt dụ hoặc nói mà lại chủ nhân thuộc tính không gian chẳng mấy chốc sẽ đã thức tỉnh chờ chủ nhân một giấc tỉnh ngươi là có thể tiếp tục giống như kiểu trước đây đi ngủ thật tốt nha rốt cuộc không cần ăn cái gì phiền phức như vậy đúng nga Vậy được rồi, nhưng ta sẽ không truyền tống nha, ta không có học qua, tiểu lại trùng một mặt vô tội. Bạch Tú Tú Phúc xích cười một tiếng, hợp lấy ngươi ngoại trừ sẽ chảy nước miếng bên ngoài, cái khác liền đều sẽ không đúng không? Ừm cái kia, người ta vốn chính là tiểu lại trùng sao? Tiểu lại trùng lộ ra một bộ người vật vô hại, không cho là nhục ngược lại cho là vinh mê chi mỉm cười. Lam Hiên Vũ nhìn về phía tầm bảo thú, nói, nếu như chúng ta dẫn nó đi, có thể hay không bị phát hiện. Tầm bảo thú suy nghĩ một chút, nói nếu như ta toàn lực tiến hành che giấu lời chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị phát hiện nhưng những thứ kia không thể động nơi này không gian nguyên tố vô cùng nồng đậm một khi chúng ta mang đi những thứ kia không gian nguyên tố gợn sóng liền biết biến hóa ta đây liền che giấu không được nữa làm hiền vũ cùng đồng bạn liếc nhau không nỡ bỏ thật sự là không nỡ bỏ a à. nhiều như vậy không gian nguyên tố hội tụ mà thành tinh khiết chất lòng này là bao nhiêu không nguyên tinh a à? quả thực là con số thiên văn của cải nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác ngẫm lại tiểu lại trùng mới là tất cả những thứ này đầu nguồn chỉ cần đem nó mang về luôn có thể một lần nữa làm ra không nguyên tinh làm hiền vũ nhẹ gật đầu nói vậy cứ như thế ngươi tới làm yểm hộ mô phỏng ra một cái tiểu lại trùng tại đây bên trong sau đó chúng ta đi vừa nói làm hiền vũ đem trong tay một vật đưa cho tầm bảo thú nhìn lại mình một chút trên tay tiểu lại trùng hướng tầm bảo thú hỏi làm sao dẫn nó đi tốt nhất che giấu khí tức tầm bảo thú nói giống như ta là được, ta dẫn nó, vừa nói, tầm bảo thú trên thân bắt đầu có hào quang nhàn nhạt, nhạt lấp lánh, một cái khác tiểu lại trùng lập tức bị mô phỏng ra tới. Oa Nga, A à Bảo, ngươi lại muốn gạt người sao, tiểu lại trùng nháy nháy mắt. Ngươi im miệng, tầm bảo thú tức giận. Há, ta đây ngủ ha, tiểu lại trùng tại Lam Hiên Vũ trong ngực, trên người từng sợi xúc tu, dồn dập lùi về, tựa như là biến thành một cái gạo nếp đoàn tử giống, như... Hai mắt nhắm lại, thật cứ như vậy ngủ. Nguyên ân huy huy cũng nhịn không được nói, này đều muốn bị mang đi còn có thể dây ngủ, này tâm là có bao lớn à. Tâm bảo thú thận trọng hoàn thành lấy đối tiểu lại trùng mô phòng, sau một lát, hướng lam hiên vũ gật gật đầu, nói, chủ nhân, ta huyễn tượng hẳn là có thể kéo dài một giờ không có vấn đề, nhưng theo thời gian biểu diễn, thần thức của ta sẽ dần dần tung bay, huyễn tượng liền sẽ càng ngày càng không chân thực, chúng ta đi càng nhanh càng tốt. Tốt, rút lui, nhìn xem nhiều như vậy không nguyên tinh, còn có mang ngân. Lam Hiên Vũ khẽ cắn răng, quay người đi ra ngoài, tầm bảo thú hóa thành hào quang, cuốn lên trong ngực hắn tiểu lại trùng, chui vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn này mặc dù xem như vào bảo sơn tay không mà về, nhưng cũng là nắm ngự không tộc không nguyên tinh cho tuyệt hậu. Lam Hiên Vũ tâm có đau một chút, nhưng khi hắn chui vào lối đi về sau, lập tức cảm xúc liền khôi phục. Chỉ cần có thể nắm tiểu lại trùng mang về, cái kia chính là kiếm lợi lớn. Theo lối đi chui ra, lại đến lúc trước cái kia tràn đầy không nguyên tinh trong động quật, Lệnh Lam Hiên Vũ bốn người lông tơ lóe sáng chính là, nguyên bản chỉ có một tên ngự không tộc cường giả trong động quật, lúc này vậy mà đã biến thành ba vị, đều là tám cánh tay. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ, hai vị khác sau này hẳn là lúc trước bị phản vật chất đạo đạn nổ tung hấp dẫn đi, đi xử lý, lúc này mới gấp trở về a. À, tam đại thần cấp cường giả thủ hộ lấy tiểu lại trùng, rõ ràng nơi này đối với ngự không tộc tới nói trọng yếu bực nào. Thận trọng đi đến một bên khác xe mũi khoan tiến vào lối đi vị trí tầm bảo thu huyễn tượng năng lực xác thực mạnh mẽ bọn hắn cuối cùng không có bị phát hiện tung tích tiến vào lối đi lập tức bày ra thân hình tốc độ cao leo về phía trước bốn người lúc này đều tại tim đập rộn lên không nguyên tinh bản nguyên để bọn hắn lấy được này nếu là mang về đến học viện sử lai khác về sau học viện liền có thể nói là trở thành ngự không tộc thay thế à trở thành sản xuất không nguyên tinh địa phương còn mang ngân làm thức ăn dù sao vẫn là có thể làm lấy được bọn hắn chạy tốc độ tự nhiên muốn gần đây thời điểm cái kia xe mũi khoan nhanh nhiều lắm tại tầm bảo thú huyễn tượng bảo vệ dưới phi tốc tăng lên theo cửa hang chui ra cái kia một cái chớp mắt bọn hắn đều có loại thở phào cảm giác tiếp xuống liền là rời đi nhà kho hết sức rõ ràng bọn hắn không thể giống tới thời điểm như thế chờ đợi cỗ xe nhưng này tòa nhà kho dùng tới dự trữ mang ngân nuôi nấng không chi trùng cho nên cỗ xe lui tới khá nhiều bọn hắn đi lên lúc vừa vặn có một cỗ xe vận tải muốn đi đây quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung lạng yên leo lên xe vận tải đi theo xe vận tải ra nhà kho rời đi vòng bảo hộ bảo hộ về sau bốn người nhất thời nhẹ nhàng thở ra hiện tại chính là muốn sông ra cuối cùng một lớp bình phong là tinh cầu phòng hộ tới thời điểm là tam thập tam thiên dực chiến hạm dương đông kích tây cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội lúc trở về không thể được bởi vì làm tín hiệu bị phong tỏa bọn hắn vô phương liên hệ với tam thập tam thiên dực chiến hạm lại thêm trước trước tam thập tam thiên dực chiến hạm đã dùng phản vật chất đạo đạn công kích qua số 76 tinh cầu, trở lại quá nguy hiểm. Cho nên, Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, ngạnh sông. Tinh cầu phòng hộ tác dụng trọng yếu hơn là trinh sát, báo nguy trước, bản thân cũng không có đủ bình chướng năng lực, cho nên, chỉ cần bọn hắn ngạnh sông, liền có thể vọt thẳng ra ngoài. Sông sau khi ra ngoài, nương tựa theo chiến cơ u linh hình dáng lại thêm tầm bảo thú huyễn tượng, cơ bản không quá sẽ bị phát hiện. Bốn người lặng lẽ rơi xuống xe vận tải, chờ xe vận tải mở xa một chút, lúc này mới tại huyện tượng bảo vệ dưới riêng phần mình đem chính mình thiên dược cơ giáp phóng xuất ra leo lên thiên dược cơ giáp bay lên trời biến hình làm chiến cơ hướng không trung bay nhanh mà đi lúc này tim đập của bọn hắn đều có chút gia tốc chỉ cần sông về vũ trụ cái kia chính là biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay lần này coi như không nữa chấp hành những nhiệm vụ khác chẳng qua là nắm không chi trùng mang về liền tuyệt đối là siêu cấp máu kiếm lời dĩ nhiên không chi trùng bọn hắn khẳng định là không sẽ giao cho quân đội, vẫn là tại học viện sử lai khác tốt nhất, ai cũng có tư tâm, bọn hắn cũng giống như vậy. Thiên dực chiến cơ tốc độ phi hành mở ra đến trình độ lớn nhất, bình chướng trong nháy mắt đột phá, xông vào vũ trụ bên trong. Tại bọn hắn đột phá bình chướng trong chớp mắt, trên chiến đấu cơ điện tử tín hiệu rõ ràng bị quấy dày rồi, kịch liệt quấy nhiễu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã liền xông ra ngoài, làm hiền vũ bay ở phía trước nhất, không có thẳng tắp hướng vũ trụ bay, mà là chiến cơ nhất chuyển, thẳng đến trước đó ném mạnh phản vật chất đạo đạn phương hướng bay đi đến bên kia lại liên lạc đồng bạn tương đối dễ dàng đồng thời biến hướng cũng càng không dễ dàng bị đối phương phát hiện bọn hắn theo rời đi hang động đến bay vào vũ trụ toàn bộ quá trình cũng không đến 10 phút đồng hồ mà theo lúc này bắt đầu không chỉ trùng đã không tại bại lộ cơ hội sẽ càng lúc càng lớn một phút đồng hồ sau một đạo bóng người màu bạc bỗng nhiên hư không thoáng hiện tám cánh tay vung vẩy vừa vặn là xuất hiện ở lúc trước bọn hắn đột phá phòng hộ địa phương không gian chung quanh kịch liệt kích động xuất hiện từng mảnh vết rách đồng thời thẳng tắp hướng phương xa kéo dài nếu như lam hiên vũ bọn hắn là hướng phía cái phương hướng này một mực chạy rất có thể liền sẽ bị phát hiện tiếp theo một cái chớp mắt lại là một đạo bóng người màu bạc hư không hiển hiện hai bóng người nói chuyện với nhau mấy câu gì ngay sau đó vẫn nộ tiếng giống giận dữ nương theo lấy toàn bộ số 76 tinh cầu trói tai cảnh báo vang vọng vũ trụ lam hiên vũ khống chế thiên dược chiến cơ cao tốc bay lượn hắn biết đã bị phát hiện nhưng bọn hắn đã đến vũ trụ bên trong trừ phi đối phương có thể đủ cường đại đến đem chung quanh phạm vi lớn vũ trụ toàn bộ phong tỏa bằng không là không thể nào bắt được bọn hắn đừng nói là chân thần cấp cường giả coi như là siêu thần cấp cường giả cũng không có khả năng phong tỏa vũ trụ à hiền vũ ca ca người xem bên kia là cái gì đột nhiên nguyên ân huy huy có chút thất thanh hô thanh âm của hắn theo trong máy bộ đàm truyền đến âm điệu đều đã có chút biến làm hiền vũ cũng là sững sờ nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại lập tức hắn tâm bỗng nhiên chìm xuống một loại khó mà hình dung cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân mảnh vỡ bọn hắn thấy chính là mảnh vỡ màu đen mảnh vỡ những mảnh vỡ này cứ như vậy trôi nổi ở trong không gian lẳng lặng nổi đi lại không hề nghi ngờ đó là hài cốt của chiến hạm mà tại bọn hắn đi vào số 76 tinh cầu thời điểm bên này căn bản cũng không có bất luận cái gì hài cốt tồn tại không gian bên trong mười phần đường tắt bởi vì bọn hắn quan sát toàn bộ tinh cầu tự chuyện, cho nên hoàn toàn có khả năng khẳng định, này chút hải cốt là vừa vạn xuất hiện không lâu. Tam thập tam thiên dực chiến hạm, toàn thể đồ trang chính là màu đen à, màu đen tăng thêm cánh chim màu trắng. Mà tại những cái kia bên trong mảnh vỡ, chính là có màu đen, có mảnh vỡ mơ hồ cũng có màu trắng. Không, sẽ không, sẽ không, mộng cầm. Bạch Tú Tú thanh âm trong nháy mắt liền nghẹn ngào. Bọn hắn lúc này trong lòng đều có đồng dạng suy nghĩ. Liên tại bọn hắn chui vào thời điểm tam thập tam thiên dực chiến hạm bị ngự không tộc cường giả phát hiện đồng thời kích hủy chiến hạm đều bị kích hủy làm mộng cầm tiền lỗi lưu phong còn có thể sống bọn hắn có thể là bán ra phản vật chất đạo đạn đó à lam hiên vũ cả người cũng có chút ngốc trệ hắn ra lệnh là bán ra về sau lập tức trốn xa tăng thêm phản vật chất đạo đạn nổ tung đối không gian quấy nhiễu coi như là ủng có không gian năng lực cường giả cũng không có khả năng trước tiên đến làm sao lại tam thập tam thiên dực chiến hạm liền bị phá hủy đây mộng cầm tiền lỗi lưu phong lam hiên vũ không lo được điện tử tín hiệu có bại lộ khả năng lập tức mở ra máy truyền tin nếm thử đối tam thập tam thiên dực chiến hạm tiến hành liên hệ tút 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 tút, tút một mảnh âm thanh bận liên lạc không được chỉ một thoáng lam hiên vũ hai mắt liền đỏ lên hèn mạt làm sao lại sao lại thế hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn chui vào như thế nhiệm vụ nguy hiểm đều hoàn thành có thể tam thập tam thiên dực chiến hạm lại gặp phải đại kiếp. Chiến tranh đều sẽ chết người, có thể là khi bọn hắn thật đang đối mặt tử vong thời điểm, trong nội tâm lại như thế nào có thể bình tĩnh. Đường vũ cách thanh âm truyền đến, hiên vũ, người phải tỉnh táo, chúng ta trước mau mau rời đi nơi này. Trên thực tế, không có chiến hạm tiếp ứng, vẻn vẹn bằng vào bốn chiếc chiến cơ, bọn hắn căn bản không có cách nào ở trong không gian thời gian dài bay lượn, càng không khả năng trở về hạm đội. Lúc này vấn đề, không chỉ là tiền lỗi ba người chết trận tam thập tam thiên dực chiến hạm bị hủy chính bọn hắn cũng có khả năng lại ở trong vũ trụ phiêu lưu a à. duy nhất có cơ hội là lam hiên vũ hắn bằng vào thúy ma chiến hạm có bay trở về khả năng nhưng cũng vẻn vẹn một mình hắn mà thôi lam hiên vũ răng cắn đến ken két rung động không thể cứ tính như vậy ngự không tộc bọn hắn nhất định phải trả giá đắt a à bảo dẫn nổ lam hiên vũ trong đầu hướng tầm bảo thú ra lệnh đúng chủ nhân một cỗ nhàn nhạt, nhạt tinh thần ba động hướng ra phía ngoài phóng thích ra tầm bảo thú thần thức bỗng nhiên hướng số 76 tinh cầu phương hướng lướt tới 30 giây về sau dẫn nổ chủ nhân chúng ta rời đi trước chỗ này lam hiên vũ nghe tầm bảo thú hơi bình tĩnh mấy phần lao trong hốc mắt nước mắt khống chế thiên dực chiến cơ quay lại thân hình hướng trong hư không vũ trụ bay đi lúc trước bọn hắn mở ra liên lạc tín hiệu lại thêm tầm bảo thú phóng thích thần thức đều có bị phát hiện khả năng nhất định phải mau mau rời đi mới được đến mức như thế nào trở về hạm đội đúng là cái vấn đề chiến đấu cơ của bọn họ vô phương thời gian dài vũ trụ bay lượn nhất là xuyên qua không được lỗ sâu làm hiền vũ bây giờ nghĩ chính là không được liền khảm vào đến ngự không tộc hành tinh mẹ đi tới đó tìm kiếm thu hoạch chiến hạm cơ hội hoặc là nghĩ biện pháp cầu cứu có tầm bảo thú huyễn tượng năng lực chui vào đi vào hẳn là cũng không khó bốn chiếc thiên dực chiến cơ hướng nơi xa vũ trụ cao tốc bay lượn trước kéo dài khoảng cách mới là an toàn nhất tam thập tam thiên dực chiến hạm đã hủy bọn hắn không thể lại bất luận cái gì có sai lầm. Tích tích tích, đúng lúc này, máy truyền tin vang lên. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, theo bản năng nhấn kết nối, một cái quen thuộc thanh âm theo một bên khác truyền đến. Lão đại, vừa mới có phải hay không các người kêu gọi chúng ta, nhanh như vậy liền ra tới rồi. Nghe được cái thanh âm này Lam Hiên Vũ bốn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Này, đây không phải tiền lỗi sao? Ha ha ha, lão đại, người không biết vừa rồi nhiều gói ý tứ chúng ta vừa ném xong phản vật chất đạo đạn vừa vặn có một chiếc lén lút lèn tới chiến hạm bọn hắn cũng có thể ẩn hình nhưng phản vật chất đạo đạn nổ một phát nổ bọn hắn liền bại lộ ẩn hình năng lực không quá mạnh sau đó liền bị ngự không tộc bắt tại trận quá thảm rồi trực tiếp bị phá hủy liền tù binh ý tứ đều không có chúng ta tại chỗ rất xa nhìn xem xem đều đau a à. lam hiên vũ khóe miệng co giật một thoáng cái kia tàu chiến hạm có phải hay không cũng là màu đen mà lại phía trên có chút màu trắng hoa văn Đúng a, à, hẳn là hải tặc chiến hạm, chiến hạm màu đen phía trên có màu trắng khô lâu đồ án. Lam Hiên Vũ hai tay che mặt, a à bảo, còn kịp kết thúc sao? Chủ nhân, đã đến giờ, không còn kịp rồi. Quanh kỳ kiệt nổ vang, tại số 76 tinh cầu nơi nào đó bỗng nhiên nổ vang, kinh khủng nổ lớn lệnh chỉnh hành tinh đều run rẩy lên, càng đáng sợ tình huống tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh, số 76 tinh cầu mặt ngoài, một cái to lớn màu bạc vòng xoáy xuất hiện, điên cuồng xé rách cùng thôn phệ lấy hết thải chung quanh tại lam hiên vũ gia đa của bọn hắn tìm kiếm bên trong tinh cầu bên trên vòng phòng hộ trong nháy mắt liền biến mất ta đi đây là thế nào tiền lỗi la thất thanh làm hiền vũ lẩm bẩm tự nhủ lòng chi nộ uy lực lớn như vậy sao chủ nhân chủ yếu là không gian ngưng dịch nhiều lắm tiểu lại trùng đi ban đầu liền không ổn định nếu như dưới tình huống bình thường sẽ rất nhanh đều biến thành không nguyên tinh nhưng chúng ta này sắp vỡ vậy liền đều cho dẫn nổ tất cả không gian ngưng dịch cùng không nguyên tinh đều dẫn nổ cho nên liền lão đại này không phải là các ngươi chơi a à? đây là tuyệt hậu việc a à? chạy mau chạy mau tiền lỗi gấp giọng kinh hô cùng với lam hiên vũ đường vũ cách bạch tú tú nguyên ân huy huy đều không có lên tiếng bởi vì bọn hắn đều hiểu tựa hồ giống như khả năng bọn hắn trước đó là hiểu lầm tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng không có bị phá hủy bị phá hủy có khác chiến hạm có thể là hiện tại bọn hắn hướng ngự không tộc lời giải thích ngự không tộc có thể tin sao chạy làm hiền vũ hét lớn một tiếng bốn chiếc chiến cơ phi tốc chạy trốn đúng vậy đây là tuyệt hậu a à, bọn hắn để người ta số 76 tinh cầu không chi trùng lấy đi chứa đựng không biết bao nhiêu năm không gian ngưng dịch không nguyên tinh tất cả đều cho dẫn nổ có thể suy ra tại đây đà kích cực lớn dưới ngự không tộc tương lai không gượng dậy nổi là có thể mong muốn làm hiền vũ ban đầu cũng không nghĩ tới dạng này nắm long chi nộ thả tại không gian ngưng dịch bên trong chủ yếu là cân nhắc đến nếu như bọn hắn chạy trốn quá trình bên trong bị phát hiện dùng cái này tới đàm phán hoặc là dùng nổ tung tới tranh thủ thời gian có thể trên thực tế bọn hắn đều đã chạy ra ngoài cuối cùng nhưng vẫn là dẫn nổ trong lòng nhiều ít có như vậy từng tia ái nái đi thế nhưng việc đã đến nước này vậy cũng không có biện pháp gì à trước sống sót lại nói kịch liệt không gian ba động tại số 76 tinh cầu chung quanh bùng nổ từng chiếc từng chiếc chiến hạm lần lượt từng bóng người điên cuồng chạy tới số 76 tinh cầu. Mà lúc này Lam Hiên Vũ bọn hắn lại là đã phi tốc trốn vào đến vũ trụ bên trong, cấp tốc trốn xa. Hội hợp tam thập tam thiên dược chiến hạm, trèo lên lên chiến hạm, Lam Hiên Vũ vọt thẳng đến chủ điều khiển vị bên trên, điều khiển chiến hạm hướng phía một cái tùy ý hướng đi cao tốc bay lượn, đồng thời nhường tầm bảo thú không tiếc đại giới đem huyễn tượng năng lực mở ra, phối hợp chiến hạm u linh hình thức, tận khả năng che giấu tự thân bọn hắn bây giờ căn bản không dám quay đầu nhìn lại, có thể tưởng tượng, ngự không tộc đến cỡ nào phẫn nộ, số 76 tinh cầu sẽ bộc phát ra như thế nào đáng sợ sức chiến đấu. Không có không nguyên tinh, mặc dù số 76 tinh cầu vẫn là một khỏa coi như không tệ tư nguyên tinh, ít nhất có thể sản xuất ma ngân loại hình kim loại hiếm. Có thể là, ngự không tộc dựa vào thành danh cùng mạnh mẽ hạch tâm không có à. Những ngự không tộc đó cường giả có thể tu luyện tới thần cấp, chân thần cấp, cơ hồ đều cùng không nguyên tinh không gian ngưng dịch có quan hệ hiện tại hết thầy cũng bị mất ngự không tộc không tài năng điên cuồng quái mà lại bọn hắn rất có thể là phát hiện trước không chi trùng bị người ta mang đi sau đó mới là trận này tuyệt hậu nổ lớn chủ nhân có cái sự tình ta cảm thấy hẳn là nói cho ngài một thoáng tầm bảo thú thanh âm đột nhiên tại lam hiên vũ trong đầu vang lên chuyện gì lam hiên vũ trong lòng lột bột một thoáng hắn đột nhiên cảm thấy tầm bảo thú ngữ khí không giống như là muốn nói với chính mình chuyện gì tốt là như vậy bởi vì những người không tộc đó cường giả đều là ỷ lại lấy tiểu lại trùng chế tạo ra không gian ngưng dịch cùng với không nguyên tinh tới tu luyện cho nên bọn hắn đối với tiểu lại trùng khí tức đều vô cùng mẫn cảm chỉ cần là tại khoảng cách nhất định bên trong liền có thể cảm ứng được tiểu lại trùng tồn tại khoảng cách này là bao nhiêu tiểu lại trùng chính mình cũng không nói được nhưng hẳn là chỉ cần là tại cùng một cái tinh cầu bên trên liền có cảm giác được khả năng làm hiên vũ khóe miệng giật một cái nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác hiện tại đã dạng này mau chóng đem tiểu lại trùng đưa về đến hành tinh mẹ mới là lựa chọn chính xác nhất nhưng hắn bây giờ đang ở quân đội phục dịch cũng không thể tùy tiện trở về hành tinh mẹ à hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không cho hạm đội thứ bảy trêu chọc cái gì không chết không thôi kẻ địch cả. À. nếu là như vậy lần hành động này còn không thể hoàn toàn che giấu vẫn là muốn trước cùng hạm đội thứ bảy chào hỏi một cái tác động đến nhiều cái tình huống lần này hiển nhiên là sẽ liên lụy tới rất nhiều hướng long tam hồi báo Liên nói chúng ta thành công chui vào số 76 tinh cầu, nổ nát không nguyên tinh sản xuất nguồn suối chỗ, hẳn là sẽ dẫn đến ngự không tộc không nguyên tinh đoạn tuyệt, đồng thời dẫn tới ngự không tộc trả thù, Lam Hiên Vũ nói ra. Bạch Tú Tú nói, nói thẳng sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, đây cũng là không có chuyện gì, ngự không tộc sức chiến đấu tương đương mạnh, đối với lúc trước đại chiến bên trong chiến hạm, cơ hồ không có cái gì ngự không tộc chiến hạm tồn tại, có cũng khẳng định chạy trốn, cũng không có tại đại chiến bên trong tổn thất hiện tại không chi trùng bị chúng ta mang đi không nguyên tinh bị tạc ngựa không tộc không ngốc liền có thể đoán được là liên bang cách làm khẳng định sẽ không tiếc hết thảy đến báo thù vẫn là để hạm đội chuẩn bị sẵn sàng đi loại chuyện này không có cách nào giấu giếm sớm nói mới có thể tránh miễn hạm đội tổn thất nổ số 76 tinh cầu loại chuyện này chỉ sợ chưa chắc là công lao a à. đường vũ cách nhắc nhở không có chuyện ban đầu ta cũng không có ý định moi nhiều ít quân công chúng ta dù sao vẫn là muốn trở về sử lai khác làm đều làm ngược lại cũng là địch nhân tài nguyên hủy đi tổng không có chỗ xấu bảy người đơn giản thương lượng vài câu vẫn là quyết định đem tin tức trước truyền trở về nhưng long tam bên kia chuẩn bị sẵn sàng lại nói hiện tại hạm đội thứ bảy trên cơ bản là phân tán ra đến tại long mã tinh hệ bên trong phó hư thiết thi quân sự cùng cướp đoạt tài nguyên bên trong nếu như ngự không tộc toàn quân xuất động từng cái đánh tan thật đúng là rất có thể cho hạm đội thứ bảy tạo thành cực tổn thất lớn chúng ta làm sao bây giờ tiền lỗi hỏi lam Hiền vũ nói chứ không thể đi cùng hạm đội tụ hợp đâu. Chúng ta tốc độ phi hành nhất định, không đổi kịp ngự không tộc loại kia xuyên qua không gian tốc độ. Ta hiện tại bay chính là hạm đội mặt bên hướng đi. Chúng ta trước luận quanh một thoáng, chờ đến tiếp sau hạm đội bên kia có tin tức truyền đến, rồi quyết định làm thế nào. Lần này có thể là chơi lớn rồi. Ha ha ha, bất quá rất đã ghiền, tiền lỗi cười nói. Bạch Tú Tú tức giận, đã ghiền cái gì à? Chúng ta coi là chiến hạm bị hủy, các ngươi đều đã chết, bằng không mà nói, Hiên Vũ cũng sẽ không dẫn nổ tinh cầu bên trên bom, báo thù cho các ngươi. Lam Mộng Cầm chủ động nắm chặt tay của nàng, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt, bất quá. Vũ trụ chiến thật rất kích thích, nhất là đối mặt rõ ràng mạnh mẽ hơn chúng ta đối thủ, lại đem bọn hắn đùa nghịch tại trong lòng bàn tay cảm giác, thật đã ghiền. Sau 6 tiếng, đấu la liên bang hạm đội thứ bảy thứ tam long vương cấp tàu bảo vệ. Tiếp vào tam thập tam thiên dực chiến hạm tin tức, lính liên lạc hướng nhan tinh hà báo cáo. Niệm, nhan tinh hà hết sức tùy ý nói ra hắn biết lam hiên vũ bọn hắn đi sâu đến long mã tinh hệ đi đối lam hiên vũ bọn hắn năng lực nhan tinh hà vẫn là rất có lòng tin dù sao lam hiên vũ có thể là siêu thần 58, lại thêm tam thập tam thiên dực chiến hạm chính là đường môn khoa học kỹ thuật đối mặt cường địch coi như đánh không lại chạy còn là không lớn vấn đề mà lại hiện tại long mã tinh hệ tuyệt đại đa số chiến hạm đều tụ tập tại thiên long tinh thiên mã tinh phụ cận cùng bọn hắn rằng co mấy ngày nay hạm đội thứ bảy hành động vô cùng thuận lợi phá hủy không ít thiết thi quân sự tài nguyên cũng là cấp đoạt một chút ngược lại là đầy đủ lần này hành động quân sự tiêu hao tiêu diệt kẻ địch sinh lực đồng thời lớn mạnh chính mình đây không thể nghi ngờ là một trận cực kỳ thành công chiến dịch bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé đúng tam thập tam thiên dực chiến hạm hồi báo bọn hắn thành công tiềm nhập ngự không tộc số 76 tinh cầu, đồng thời nổ nát ngự không tộc chứa đựng không nguyên tinh khu vực hạch tâm, dẫn đến số 76 tinh cầu mặt ngoài xuất hiện không gian phong bạo. Căn cứ phán đoán, ngự không tộc không nguyên tinh bản nguyên toàn hủy, rất khó lại sinh ra không nguyên tinh. Há, nổ nát mục tiêu quân sự A, có khả năng A, bọn hắn mới 7 người. Chờ một chút, nhan tinh hà thanh âm trong nháy mắt cất cao, người mới vừa nói, bọn hắn là nổ chỗ nào truyền lệnh quan cũng không biết số 76 tinh cầu ý vị như thế nào, lập tức trả lời là số 76 tinh cầu thuộc về ngự không tộc, nổ nát không nguyên tinh bản nguyên. Nhan tinh hà tầm mắt trong nháy mắt ngốc trệ, hắn chậm rãi đem cà phê trong tay đặt vào trên mặt bàn, bằng không thì hắn sợ sau một khắc chén cà phê liền sẽ rơi ra cà phê tới. Bọn hắn, bọn hắn nắm ngự không tộc hang ổ cho nổ nát rồi, không nguyên tinh, đây chính là không nguyên tinh a à. bọn hắn điên rồi sao? Truyền lệnh quan đạo, bọn hắn còn nhắc nhở nói, ngự không tộc có thật nhiều ngự không chiến hạm, rất có thể sẽ đối với chúng ta áp dụng hành động trả thù, cho nên, mời chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ba nhan tinh hà một bàn tay đánh vào trên trán mình, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ đây là một cái bao nhiêu nát cục diện dối dám ném cho mình. Hắn mặc dù đoán được chính mình sư huynh dạy, nên đệ tử cũng khẳng định là ưa thích kiếm tổ thiên phong cái chủng loại, kia phương thức chiến đấu, nhưng không có đoán được, làm hiền vũ vậy mà to gan lớn mật đến loại trình độ này. Đi sâu địch hậu coi như xong, đi ngự không tộc cũng được rồi người đem không nguyên tinh nổ làm gì không nguyên tinh đây chính là vũ trụ báu vật a à? coi như là đấu la liên bang cũng thả rằng không nguyên tinh một mực tại ngự không tộc trong tay nghĩ hết biện pháp đi trao đổi một chút có không nguyên tinh tại liên bang không gian khoa học kỹ thuật liền có thể cao tốc tiến bộ nhất định sẽ so long mã tinh hệ nghiên cứu nhanh nhiều lắm giờ có khỏe không trực tiếp nắm không nguyên tinh cho nổ tuyệt hậu này này thất tên tiểu tử thật sự là tuyệt nhan tinh hà mộng vòng hơn nửa ngày mới dần dần chậm tới tay đè ngực cảm thụ được chính mình rõ ràng gia tốc nhịp tim hắn cảm giác đến tâm lý của mình năng lực chịu đựng luôn luôn rất mạnh có thể lần này đều có chút không chịu nổi nhanh cho ta tiếp tàu mẹ tiếp tư lệnh nhan tinh hà đột nhiên ý thức được cái gì không dám sơ xuất vội vàng ra lệnh rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện bạch lăng đại tướng thân ảnh làm sao vậy tinh hà người bên kia còn thuận lợi sao bạch lăng đại tướng mặt mỉm cười nói lần này chiến dịch chiến tích trói lọi mà lại chủ yếu nhất đánh tan địch nhân là bọn hán hạm đội thứ bảy hoàn thành cho nên phía sau cướp bóc nhiệm vụ mới do bọn hán chấp hành làm tư lệnh hạm đội tổng chỉ huy này phần thực sự quân công tất nhiên sẽ nhường bạch lăng đại tướng tại quân đội địa vị càng thượng tầng hơn lâu tâm tình của hắn tự nhiên là rất tốt nhan tinh hà trần chờ một chút mới lên tiếng tư lệnh quan xảy ra chút vấn đề theo học viện sử lai like khác từ cái đám kia người trẻ tuổi ngài còn nhớ rõ sao bạch lăng đại tướng nói Dĩ nhiên, người không phải còn nắm mạnh nhất cái kia tiểu đội lấy tới người bên kia đi sao. Những người tuổi trẻ này, biểu hiện coi như không tệ. Ta tiếp vào những chiến hạm khác hồi báo, tại đổ bộ tác chiến bên trong, bọn hắn thể hiện ra mạnh mẽ năng lực. Nhất là loại kia có thể biến thành chiến cơ cơ giáp, sức chiến đấu coi như không tệ. Toàn thể tác chiến biết tròn biết méo, quân công tích lũy cũng không ít, tối cường tiểu đội tại ngươi bên kia, bọn hắn hiện tại thế nào, xảy ra vấn đề gì rồi vị này hạm đội thứ bảy tư lệnh viên mặc dù rất nhan tinh hà nói xảy ra vấn đề nhưng vẫn là cười ha hả hắn thấy làm hiên vũ bảy người có thể xảy ra vấn đề gì hạm đội thứ bảy mấy chục vạn tướng sĩ tại vũ trụ đại chiến bên trong cá nhân tác dụng đã vô cùng nhỏ bé ta để bọn hắn tự do hành động thu hoạch quân công những tiểu tử, tử này to gan lớn mật chui vào long mã tinh hệ chỗ sâu đi nhan tinh hà cười khổ nói bạch lăng đại tướng nói nghe con mới đẻ không sợ cọp à chẳng lẽ bọn hắn bị bắt này đến cũng không có gì thiên long thiên mã chờ một nhóm long mã tinh hệ đỉnh cấp cường giả hiện tại đã đến chúng ta hành tinh mẹ bên kia đi nói là cần đàm phán quân bộ vừa mới thông chi ta để cho chúng ta tay chân nhanh một chút đàm phán cuối cùng khẳng định vẫn là muốn hai bên thỏa hiệp kéo dài đại chiến không phù hợp hai bên lợi ích chỉ có thể cá chết lưới rách chúng ta bây giờ liền là nhân cơ hội moi chỗ tốt nếu như bọn hắn bị bắt người nói cho ta biết chính xác bị bắt địa điểm ta nhường lúc đàm phán đem bọn hắn muốn trở về không phải là bị bắt tư lệnh ngài nghe ta nói là như thế này mấy cái này tiểu tử nắm ngự không tộc số 76 tinh cầu cho nổ nắm không nguyên tinh cho nổ tuyệt hậu ta bạch lăng đại tướng nghe nhan tinh hà lời đầu tiên là sững sờ ngay sau đó cũng là trợn mắt hốc mồm cái gì nổ tuyệt hậu rồi bọn hắn chui vào số 76 tinh cầu đi cái này sao có thể chúng ta hao tốn lớn như vậy đại giới cũng vẻn vẹn biết số 76 tinh cầu ở nơi nào ngược không tộc cường giả rất nhiều không nguyên tinh phòng thủ chi xâm nghiêm có thể nghĩ làm sao lại bị tạc đi nhan tinh hà cười khổ nói ta cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được bọn hắn tin tức truyền đến chính là như vậy đồng thời để cho chúng ta cẩn thận ngự không tộc nhất định sẽ tới trả thù không nguyên tinh đây chính là ngự không tộc hạch tâm nhất tài nguyên a cũng là vũ trụ báu vật ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này nhưng ngự không tộc ngự không chiến hạm sức chiến đấu cường hãn mà lại cường giả rất nhiều chúng ta vẫn là phòng ngừa chu đáo thì tốt hơn ta đoán chừng không bao lâu ngự không tộc chiến hạm liền sẽ giết tới bạch lăng đại tướng cũng không cười nổi nữa trên trán phảng phất có ba đạo hắc tuyến kéo xuống lẩm bẩm to gan lớn mật thật chính là to gan lớn mật à chuyện này vô cùng phiền phức ngươi chờ ta mệnh lệnh ta phải lập tức hướng liên bang hồi báo chuyện này nói xong vị này đồng dạng tim đập rộn lên đại tướng lập tức dập máy thông tin ngựa không tộc số 76 tinh cầu bị tạc này rất có thể sẽ nhường hai bên đàm phán đều xảy ra vấn đề cái này thật sự là sau một tiếng bạch lăng đại tướng lần nữa cùng nhan tinh hà trò chuyện sắc mặt của hắn đã là có chút xanh mét ngươi lập tức hỏi một chút bọn hắn nổ số 76 tinh cầu có hay không bị phát hiện là liên bang hạm đội làm đúng ta lập tức hỏi thăm bớt quá tư lệnh ta cảm thấy bị phát hiện khả năng không lớn đầu tiên bọn hắn không phải điều khiển chúng ta chế thức chiến hạm mà là tới từ đường môn tam thập tam thiên dực chiến hạm bọn hắn trước chiến hạm này căn cứ tư liệu của chúng ta còn tại thiên đường tinh tiến hành qua đăng ký thuộc về tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc đồng thời bọn hắn nếu có thể sống trốn tới liền khẳng định không có cùng kẻ địch tiếp xúc gần gũi qua bằng không thì dùng cá thể chiến lực bọn hắn là không thể nào chạy trốn nhan tinh hà này một giờ cũng một mực tại suy nghĩ chuyện này cho nên cho ra phán đoán vô cùng chuẩn xác tốt người vẫn là hỏi một chút ta biết rồi bạch lăng đại tướng cúp máy thông tin sau 20 phút thông tin lần nữa phát tới tinh hà tiêu hủy hết thẻ tài liệu tương quan chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chúng ta cũng cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này hiểu chưa nhan tinh hà cuối cùng lại lần nữa toát ra nụ cười hiểu rõ hết sức rõ ràng đấu la liên bang quyết định ăn vạ chuyện này liên lụy thật sự là quá lớn mặc dù long mã tinh hệ phương diện khẳng định là đoán được chuyện này là liên bang làm nhưng lại khổ vì không có chứng cứ đánh chết không nhận chính là dù sao ngấp nghé không nguyên tinh cũng không chỉ là đấu la liên bang à cho nên, tại phía xa Tha Hương Lam Hiên Vũ bọn hắn liền tiếp đến một đầu có chút kỳ quái mệnh lệnh. "Lão đại, hạm đội bên kia nói, chúng ta lúc trước trở lại đi thông báo bọn hắn không nhìn thấy, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đồng thời nói, không cần lại hồi báo sự kiện kia, để cho chúng ta tiếp tục tự do hành động, không cần phải gấp gáp sẽ hạm đội." "Đây lấy gì?" Tiền lỗi có chút khó hiểu nói. Lam Hiên Vũ lập tức cười, "Đúng, chuyện này liền cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra, chúng ta cũng cái gì cũng không biết." này vẫn chưa rõ sao liên bang đây là đang giả bộ hồ đồ tuyệt sẽ không đối lòng mã tình hệ chất vấn đáp lại mà lại hạm đội đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt ngự không tộc đã như vậy ta ngược lại thật ra có cái mới ý nghĩ ngay tại cái tin này phát trước khi đến bọn hắn tiếp đến hạm đội một cái khác đầu thông báo thông báo đã nói hiện tại lòng mã tinh hệ đỉnh cấp cường giả đều đã đi tới hành tinh mẹ bên kia uy hiếp hành tinh mẹ nhưng liên bang cùng đàm phán đàm phán thời gian sẽ tận lực kéo dài hết thảy hạm đội trong khoảng thời gian này vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch hành động mệnh lệnh đã nói mặc dù mịt mờ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng cái kia chính là buông tay ra làm thừa dịp đàm phán không có hoàn thành trước đó tận khả năng moi chỗ tốt mà đối với lam hiên vũ tới nói hắn càng thêm quan tâm chính là đầu này thông báo bên trong nói đỉnh cấp cường giả đều không tại đều đi hành tinh mẹ bên kia cái này mang ý nghĩa cho dù là thiên long tinh thiên mã tinh phía trên đều không có siêu thần cấp cường giả tồn tại nếu là như vậy vậy bọn hắn có thể thao tác tính liền phi thường lớn hắn cùng tầm bảo thú đã cẩn thận câu thông qua có quan hệ tiểu lại trùng tình huống nếu như tiểu lại trùng chính mình nỗ lực thu liễm lại hơi thở lại thêm tầm bảo thú dùng thần thức toàn diện che giấu chỉ cần không bị ngự không tộc người tiếp cận đến trong phạm vi trăm thước trong thời gian ngắn vẫn có thể che giấu đi chúng ta đi một nơi làm hiền vũ nụ cười trên mặt trở nên có chút ấm áp nguyên ân huy huy cười hắc hắc nói Mỗi lần vừa nhìn thấy Hiên Vũ ca ca như thế cười, ta liền cảm thấy có người phải xui xẻo. Lần này, đều không cướp được cái gì đối với chúng ta có chỗ tốt đồ vật, làm liền làm chút lớn, làm mộng cầm con mắt lóe sáng sáng lên. Duy trì, Bạch Tú Tú duỗi ra hai cái ngón tay, "Quơ quơ. Ừm, chúng ta cần tài nguyên, vận mệnh chi hoàn còn trống không đây, Đường Vũ cách nói như vậy." Lưu Phong nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, "Lão đại, lần này có thể hay không mang ta cũng cùng đi?" Xem các người này một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Ân, chúng ta đi, Thiên Long Tinh." Lam Hiên Vũ cười ha hả nói, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có hàn quang lấp lánh. Thiên Long Tinh thủ tọa, đây chính là sinh tử đại địch của hắn. Không chỉ chính hắn suýt nữa chết tại Thiên Long Tinh thủ tọa trong tay, Nana lão sư cũng bị ép vào hàng tinh, hiểm tử hoàn sinh. Thủ này, Lam Hiên Vũ vẫn luôn nhớ kỹ. Nếu Long Mã Tinh hệ đỉnh cấp các cường già đều đi hành tinh mẹ đàm phán, vậy liền mang ý nghĩa Thiên Long nhất định không tại Thiên Long Tinh. Dùng Lam Hiên Vũ thực lực bây giờ, dĩ nhiên không có khả năng đi khiêu chiến Thiên Long bản thân, nhưng muốn nói đi Thiên Long Tinh, làm làm phá hư, làm điểm chỗ tốt, cái kia vẫn là có thể. Ai có thể nghĩ đến đến, bọn hắn vậy mà to gan lớn mật dám đi đối phương hang ổ đâu, coi như là Liên Bang Hạm đội, cũng không nghĩ tới muốn đối Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chân chính động thủ. Có lúc trước chui vào số 76 tinh cầu kinh nghiệm nhưng Lam Hiên Vũ đối tầm bảo thú huyễn tượng năng lực có toàn diện nhận biết. Số 76 tinh cầu loại trình độ kia phòng bảo vệ bọn họ đều có thể chui vào đi vào. Thiên Long tinh phòng hộ càng nhiều hơn, chính là thể hiện tại bên ngoài hạm đội, chính xác ra đà. Mong muốn chui vào, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Tam thập tam thiên dực chiến hạm tại hoàn thành, đối số 76 tinh cầu tuyệt hậu nổ tung về sau, hắc thủ chuyển hướng, thẳng đến Thiên Long tinh mà đi. Lam Hiên Vũ tâm tình kỳ thật không sai, hắn cũng có chút bận tâm, liên bang có thể hay không bởi vì bọn hắn mạo muội nổ số 76 tinh mà có trừng phạt. Kết quả cuối cùng là liên bang coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nói cách khác, bọn hắn thì tương đương với là đặc công, chuyện xấu là làm, nhưng liên bang không thừa nhận có bọn hắn những người này. Công lao đương nhiên sẽ không có, nhưng trách phạt cũng khẳng định không có, bởi vì làm căn bản là không có chuyện này sao? Đến mức đến thiên long tinh đi phá hư, làm hiên vụ có ý nghĩ của mình. Trước đi nhìn kỹ hãng nói, gặp chiêu phá chiêu. Ba ngày sau, trải qua lỗ sâu nhiều lần nhảy vọt, tam thập tam thiên dực chiến hạm đi tới thiên long tinh chỗ không vực, nương tựa theo u linh hình thức bay lượn, phần lớn ra đa không cách nào phát hiện bọn hắn. Xa xa, to lớn thiên long tinh đã hiện ra tại trong mắt bọn họ. Thiên long tinh nhìn qua là một khỏa cực kỳ tinh cầu khổng lồ, căn cứ tư liệu biểu hiện, nó muốn so đấu la liên bang hành tinh mẹ lớn gấp mấy chục lần, mà lại tinh cầu năng lượng cấp độ cực cao, bằng không cũng không thể có thể nuôi dưỡng được siêu thần cấp cấp độ cường giả. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh tương đương với toàn bộ Long Mã Tinh hệ hai cái thủ đô tinh, tối vi phồn vinh. Long Mã Tinh hệ các tộc đều cùng Thiên Long Tinh có chỗ gặp nhau. Lúc này, Thiên Long Tinh ngoài không gian bên trong, hàng loạt chiến hạm sắp hàng thành trận hình, cùng đấu la liên bang hạm đội xa xa rằng co. Bên này áp chế Thiên Long Tinh chính là liên bang hạm đội thứ ba. Tại chỗ rất xa, liền có thể thấy to lớn tỏ mẹ. Làm lam hiên vũ bọn hắn lần nữa nhìn thấy liên bang hạm đội thời điểm, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra còn có cảm giác tự hào, có mạnh mẽ liên bang hạm đội tọa chấn, vô luận làm cái gì, đều sẽ tăng cường lòng tin của bọn hắn. Hai bên hạm đội cách không rằng co, rõ ràng người nào đều không ý định động thủ, nhưng lại đều vô cùng cẩn thận để phòng đối thủ. Quan sát tỉ mỉ một quãng thời gian, làm hiên vũ hướng đồng bạn nói, chuẩn bị đổ bộ, lần này, chúng ta bảy người đều đi, tam thập tam thiên dực chiến hạm ta thiết lập làm tự động lặng im tàu tuần tra hình thức, liền trôi nổi tại đây bên trong, chờ đợi chúng ta chiến hạm bảo trì u linh trạng thái là an toàn nhất tựa như là trong vũ trụ một hạt bụi vẫn là không thấy được bụi trần trừ phi là thật khoảng cách gần trực tiếp va chạm bên trên bằng không căn bản cũng không có bất luận cái gì dò xét trang bị có thể phát hiện lam hiền vũ dĩ nhiên có khả năng đem tam thập tam thiên dực chiến hạm chứa vào vận mệnh tri hoàn như thế càng đáng tin nhưng vấn đề là bọn hắn đi tới thiên long tinh là dự định cướp đoạt tài nguyên vận mệnh tri hoàn không gian lớn nhất trang chiến hạm còn thế nào trang tài nguyên cho nên, để nó ở trong không gian lặng im trôi nổi chờ đợi là ổn thỏa nhất phương thức. Ban đầu dưới tình huống bình thường, là hẳn là lưu một người ít nhất, nhưng Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem đồng bạn đều mang lên. Số 76 tinh cầu trải qua, khiến cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, khi hắn thấy trong vũ trụ tràn đầy mảnh vỡ, Lưu Phong, tiền lỗi, Lam Mộng cầm ba người tựa hồ đã từ trận thời điểm, loại đau khổ này hắn thật sự là không muốn lại trải qua. Đồng bạn đều ở bên người, ít nhất đều tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong gặp đến vấn đề gì cùng tình huống ít nhất mọi người còn có thể cùng một chỗ hành động cùng nhau đối mặt cho nên đang trưng cầu mọi người ý kiến về sau quyết định vẫn là thống nhất hành động chiến hạm thiết chí làm lặng im u linh hình thức bảy người lặng yên không tiếng động thoát ly chiến hạm ghi chép chiến hạm chỗ vị trí tọa độ riêng phần mình người mặc thiên dược cơ giáp hóa thành chiến cơ bảy chiếc chiến cơ tụ tập tại cùng một chỗ hướng phía thiên long tinh phía sau bay đi ngay phía trước là hai bên chiến hạm rằng co thiên long tinh cũng nhất định có siêu cấp gia đa phong tỏa chính xác nhưng đối với lam hiên vũ bọn hắn tới nói này đều không trọng yếu thiên long tinh gia đa căn bản không phát hiện được bọn hắn có tầm bảo thú thần thức cấp huyễn tượng che giấu bảy chiếc thiên dực chiến cơ lặng yên không tiếng động chui vào thiên long tinh tầng khí quyển bên trong rất nhanh xuyên thấu tầng khí quyển đủ loại phân tích số liệu lập tức truyền đến thiên long tinh hoàn cảnh vô cùng tốt hoàn toàn thích hợp nhân loại sinh tồn trong không khí dưỡng khí hàm lượng cùng hành tinh mẹ không sai biệt lắm sinh mệnh năng lượng cấp độ mạnh phi thường nồng đậm sinh mệnh khí tức đúng là không thể so với thành sử lai khác kém nói cách khác nơi này hoàn toàn có khả năng thành vì nhân loại tinh cầu hành chính chú ý là thành sử lai khác mà không phải toàn bộ hành tinh mẹ thành sử lai khác chính là là hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất địa phương bởi vì có vĩnh hằng tri thụ tồn tại mà trước mắt này thiên long tinh toàn thể sinh mệnh năng lượng khí tức vậy mà đều là cùng thành sử lai khác không sai biệt lắm. Có thể nghĩ, viên tinh cầu này sinh mệnh cấp độ cao bao nhiêu, mà lại, thể tích của nó còn khổng lồ như vậy. Hắn tổng thể sinh mệnh năng lượng nhất định so đấu la tinh hơn rất nhiều. Từ không trung phóng tầm mắt nhìn tới, tinh cầu cùng hành tinh mẹ thật có chút giống, xanh thảm biển cả, đục địa tuyệt đại bộ phận diện tích đều là bị màu xanh lá thảm thực vật nơi bao bọc. Nếu không phải biết nơi này là thiên long tinh, mọi người thậm chí đều có chút hốt hoàng, sẽ cảm giác mình về nhà nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được khác biệt. Thiên Long Tinh cũng có bay lượn sinh vật, mà lại có rất nhiều to lớn bay lượn sinh vật. Đó là từng đầu thân dài vượt qua 50 mét trở lên long hình bay lượn sinh vật. Thân thể của bọn nó cùng nhân loại nhận biết cự long có chút sấp xỉ, cũng có thể bay lượn, mà lại khí tức cũng không yếu. Nhưng Lam Hiên Vũ lại luôn cảm thấy, những sinh vật này khí tức tựa hồ là có chút gì đó không giống nhau. A à Bảo, người biết những sinh vật này sao? Lam Hiên Vũ ở trong lòng hướng tầm bảo thú hỏi. Tầm bảo thú nói, chủ nhân ta không quá nhận biết nhưng có thể cảm giác được chúng nó trong cơ thể là có long tộc huyết mạch tồn tại chỉ bất quá chúng nó trên người long tộc huyết mạch mười phần hỗn tạp cũng không thuần túy cho nên cũng kém xa tít tắp chúng ta long tộc mạnh mẽ nó có khả năng coi là long thần phụ thuộc cho nên nói chính mình là long tộc một phần tử cũng tính không sai thấy này chút loại long sinh vật làm hiên vũ trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ nếu như này chút loại long sinh vật trong cơ thể thật sự có long tộc huyết mạch lời cái kia có được long thần huyết mạch chính mình có phải hay không có thể đối bọn nó sinh ra uy áp đâu nghĩ tới đây lam hiên vũ quyết định thử một chút lúc này bọn hắn cách xa mặt đất còn có ước chừng khoảng bảy ngàn mét lam hiên vũ khống chế chính mình thiên dực chiến cơ tại a bảo huyễn tượng tác dụng dưới hướng phía trên không một đầu đang chậm rãi bay qua loại long nhít tới gần đầu này loại long thân dài tới bảy mươi mét có hơn sau lưng một đôi to lớn long rực đập thân thể của nó mười phần to mọng có lẽ đây cũng là nó bay có chút chậm nguyên nhân. Này loại loại long chỉ có phần lưng mới có lân phiến, phần dưới bụng là không có lân phiến. Hơn nữa nhìn đi lên có chút xuẩn mập, trên người năng lượng ba động mặc dù không yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh. Lam Hiên Vũ khống chế thiên dực chiến cơ theo nó phía trên bay qua, tại xẹt qua trong nháy mắt, hắn phóng xuất ra chính mình huyết mạch khí tức. Gào, to mọng loại long trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, một đôi rộng lớn cánh đột nhiên hai tay ôm đầu. Dạng như vậy, nhìn qua có chút khôi hài, sau đó nó liền như vật rơi tự do trong nháy mắt hướng mặt đất rơi xuống mà đi như thế giải rộng thân thể nếu là rơi xuống đoán chừng muốn quảng thành thịt nát may mắn đây là không trung khi nó thoát ly làm hiên vũ long uy khoảng cách nhất định về sau mới phản ứng được một hai cánh liều mạng đập thật vất vả mới ổn định lại chính mình thân thể hốt hoảng hướng mặt đất rơi đi có ích chính mình huyết mạch áp bách đối với nơi này loại long có ích thiên long tinh dùng thiên long vì danh hết sức rõ ràng loài rồng sinh vật tại đây bên trong hẳn là chiếm cứ lấy tương đối lớn tỷ lệ lam hiên vũ hiện tại còn nhớ rõ lúc trước thấy thiên long tinh thủ tọa thiên long dáng vẻ thiên long là long đầu thân ngựa không biết cái này cùng thiên mã tinh có quan hệ hay không long đầu thân ngựa mười hai đầu chân toàn thân bao trùm màu đỏ sậm lân phiến sau đó hắn lại có thể biến thành nhân loại bộ dáng lúc ấy hắn còn nói thân thể của nhân loại đẹp mà tiến vào thiên long tinh tầng khí quyển về sau bọn hắn nhìn thấy loại long cùng thiên long dáng vẻ lại không giống nhau cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra này chút thân hình khổng lồ loại long có thể tại bên trên bầu trời bay lượn liền có thể nhìn ra được chúng nó tại thiên long tinh một nhất định có không thấp địa vị mong muốn chiến thắng đối thủ đầu tiên liền muốn hiểu đối thủ lần này chui vào có thể nói là không thể có nhiều cơ hội nếu như thiên long tại thiên long tinh bên trên làm hiến vũ bọn hắn tuyệt không dám dạng này chui vào dù sao thiên long tu vi cao hơn tầm bảo thú quá nhiều thần thức cũng mạnh mẽ quá nhiều tầm bảo thú thần thức có thể hay không giấu giếm thần trí của hắn tìm kiếm quá khó nói mà một khi bị phát hiện bọn hắn khẳng định sẽ chết thiên long hiện tại nhất định đoán được long nguyên tinh bại lộ cùng bọn hắn có quan hệ lần nữa gặp được lam hiên vũ không hạ tử thủ mới là lạ, lạ khẳng định là hận thấu lam hiên vũ lúc này thiên long không tại mới là bọn hắn chui vào cơ hội tốt bảy chiếc chiến cơ chậm rãi rơi trên mặt đất biến hình trở thành cơ giáp bảy người theo trong cơ giáp đi tới hô hấp lấy tràn ngập sinh mệnh khí tức không khí mới mẻ trong lúc nhất thời đều có loại hốt hoảng cảm giác này thiên long tinh thật rất đẹp mà lại cũng rất thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn đi nếu có thể nắm nơi này chiếm lĩnh nhân loại nhân khẩu lại nhiều cái mấy lần đều không có vấn đề nếu là thiên mã tinh cũng là như thế vậy thì càng thêm mỹ diệu bạch tú tú than thở nói ra bóng mờ lóe lên một đạo thân ảnh theo trong cơ thể nàng tách ra chính là ma hậu ma hậu quan sát đến chung quanh trong mắt rõ ràng lập lòe hâm mộ hào quang nếu như chúng ta hồn thú có thể sinh hoạt ở nơi này coi như không có thần vị thành tựu thần cấp thực lực cũng không phải vấn đề gì nơi này sinh mệnh cường độ cực cao tiểu chủ bên trên nếu như tương lai có có thể nói phải chăng có thể cân nhắc tại đây bên trong cũng cho chúng ta hồn thú xây dựng một mảnh nơi ở làm hiên vũ cười khổ nói hiện tại ta còn xa xa không đủ để quyết định này chút huống chi thiên long tinh vẫn là địa bàn của người ta trước muốn trở liên bang có thể chiến thắng long mã tinh hệ mới được đi long mã tinh hệ cường giả rất nhiều muốn chân chính chiến thắng bọn hắn đem thiên long tinh thiên mã tinh thuộc chính mình hết thảy cũng không phải một chuyện dễ dàng mà hậu khẽ vốt cằm không nói gì nữa phỉ thúy thiên nga bích cơ lúc này cũng theo lam mộng cầm trong cơ thể tách ra cảm thụ được không khí chung quanh biến hóa thật là nồng nặc sinh mệnh bản nguyên này sinh mệnh bản nguyên cường đại còn muốn tại vĩnh hằng chi thụ phía trên loại tầng thứ này sinh mệnh bản nguyên bản thân cũng đã là siêu thần cấp tồn tại, khẳng định là có tương đương trí tuệ. Các ngươi hành động quá trình bên trong nhất định không thể chủ quan, một phần vạn đánh thức nó, khẳng định liền đi không được. Hiểu rõ, tạ ơn tiền bối nhắc nhở, làm hiên vũ hướng bích cơ nhạy gật đầu. Bích cơ, ma hậu liếc nhau, bóng mờ lấp lánh, phân biệt trở về lam mộng cầm cùng bạch tú tú trong cơ thể biến mất không còn tam tích. Đi, chúng ta vào thành, lúc trước bọn hắn trên không trung thời điểm, liền thấy một tòa như là thành thị tồn tại thiên long tinh kiến trúc có chính mình đặc sắc hết thảy kiến trúc đều phi thường lớn cho nên trên không trung có thể thấy rõ ràng thành thị diện tích cũng là cực lớn cho dù là trên không trung đều có loại không nhìn thấy bờ cảm giác long mã tinh hệ bên trong cũng có loại sinh vật hình người lúc trước đang bay qua tới mấy ngày nay quá trình bên trong làm hiên vũ bọn hắn liền đã nghiên cứu qua lúc này tại tầm bảo thú biến ảo dưới bảy người dần dần chuyển biến hình dáng toàn thể hình thể biến hóa không lớn nhưng làn da lại đều biến thành màu lam Hai bên hai gò má tiếp cận cổ vị trí, xuất hiện như làm mang cá ba đạo khe hở, nương theo lấy hô hấp sẽ hơi khép mở, tóc cũng thay đổi thành màu xanh đậm, lỗ tai hướng về sau mở rộng, hiện ra làm vây cá hình. Đây là một loại Thiên Long Tinh bên trên sinh vật, bình thường sinh hoạt tại trong Hải Dương Thiên Long Tinh hải tộc, tên là Lam Hải tộc, tại Thiên Long Tinh bên trên, Lam Hải tộc địa vị trung đẳng, số lượng khổng lồ, cổ có nhất định quyền lên tiếng. Đấu La Liên Bang đối với Thiên Long Tinh tư liệu tương đối hơi ít. Long Mã Tinh Hệ đối với tin tức phong tỏa vẫn là hết sức nghiêm mật, nhưng Lam Hải tộc thuộc về Long Mã Tinh Hệ lớn nhất mấy cái bộ tộc một trong, cho nên nên cũng biết. Mà lại Lam Hải tộc bản thân nhất giống nhân loại, mô phỏng dâng lên không có không hài hòa cảm giác, nhất là hành động ở giữa, không dễ dàng lộ tẩy. Lam Hiên Vũ bảy người lúc này đều hiện ra làm Lam Hải tộc dáng vẻ, lẫn nhau nhìn một chút, đều có loại mấy lạ cảm giác. Trước khi tới, Lam Hiên Vũ liền đã đã đạt xong thời gian, bọn hắn tại đây bên trong nhiều nhất có khả năng dừng lại 5 ngày. Long Mã Tinh Hệ chắc chắn sẽ không chưa mắt nhìn đấu la liên bang cướp đoạt tài nguyên, khẳng định là muốn áp bách liên bang mau sớm ký hiệp nghị, ký kết hoàn tất về sau. Đấu la liên bang rút quân cũng là cần thời gian, khẳng định sẽ tận lực lề mề đến đối phương các cường giả trở về, dùng tranh thủ thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Cho nên, 5 ngày là cái kỳ an toàn, tuyệt đối kỳ an toàn, thậm chí 7 ngày đều có thể, nhưng Lam Hiên Vũ vững chắc lý do, vẫn là thiết lập 5 ngày đây là bọn hắn lần đầu tiên tới thiên long tinh nhưng khẳng định không phải một lần cuối cùng thiên long tinh thành thị cũng không có bất kỳ cái gì tường thành rất nhanh bọn hắn liền đi lên một đầu đại lộ thật chính là đại lục rất lớn rất lớn đường con đường rộng lớn có tới trăm mét có hơn thỉnh thoảng có thể thấy khác biệt chủng tộc đi qua thân là lam hải tộc bọn hắn đi tại ven đường cũng sẽ không bị chú ý tới đang đi bầu trời đột nhiên tối xuống dưới mọi người ngẩng đầu nhìn lúc lập tức thấy một đầu to lớn loại long từ trên trời giáng xuống đang ở trên đường hành tàu chủng tàu khác đều dồn dập tàn ra nhưng cái kia to lớn loại long thu lại hai cánh rơi vào rộng lớn giữa đường cái kia loại long hạ xuống về sau đầu rồng to lớn cố phán sinh tư hai cánh thu nạp ở sau lưng sải bước hướng thành thành phố hướng đi đi đến đầu này loại long thân thể toàn dài tới trăm mét trên thân khí tức cường độ cũng là tương đương cường hãn rõ ràng so với bọn hắn lúc trước đụng phải đầu kia to mọng loại long mạnh hơn nhiều toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm lân phiến phần bụng cũng có lân phiến bao trùm thoạt nhìn thật cùng chân long có chút tương tự khác biệt duy nhất vẫn là bụng muốn lớn không ít toàn thể thân thể cân đối trình độ không bằng chân long bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé làm hiền vũ tự thân có được long thần huyết mạch yên lặng cảm thụ một thoáng liền có thể cảm giác được điều này loại long long tộc huyết mạch tinh khiết trình độ nhiều hơn một chút nghe cái kia loại long tiến lên trầm trọng tiếng bước chân nhìn lại một chút chung quanh mặt khác đủ loại hình dáng các tộc đối cái kia loại long khiêm nhường rất rõ ràng loại long tại thiên long tinh địa vị không thấp tiếp tục tiến lên bọn hắn cuối cùng tiến vào thành thị bên trong quan sát là bước thứ nhất muốn làm sự tình đi vào này tòa thiên long tinh thành thị bọn hắn đều có loại thân thể của mình nhỏ đi cảm giác thật sự là bởi vì tòa thành thị này kiến trúc đều quá lớn đi qua quan sát bọn hắn phát hiện những cái kia lớn nhất kiến trúc vậy mà đều là cho loại long sử dụng có chút kiến trúc thậm chí cổng còn có loại long trông coi không cho phép chủng tộc khác tới gần đúng vậy tới gần đều không được lại càng không cần phải nói tiến nhập ngoại trừ loại long bên ngoài còn có mấy cái chủng tộc số lượng nhiều nhất bọn hắn chỗ ngụy trang lam hải tộc là một cái trong số đó ngoại trừ lam hải tộc bên ngoài còn có một loại nhân thân đuổi ngựa bán nhân mã số lượng cũng rất nhiều bán nhân mã địa phương khác nhau ở chỗ chân số lượng không giống nhau, tuyệt đại đa số đều là bốn chân, tình cờ có thể thấy sáu chân. Nhất để bọn hắn chú ý tới chính là, có một đầu tám đầu chân bán nhân mã từ không trung bay qua, nó lại là có cánh, thân phận địa vị rõ ràng rất cao, không kém hơn loại long, bởi vì nó trực tiếp bay vào một cái loại long trụ sở. Chủng tộc khác số lượng liền đối lập ít một chút, thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có, làm hiên vũ bọn hắn thậm chí thấy được ngự không tộc tộc nhân, vừa thấy thời điểm, bọn hắn thật đúng là khẩn trương một thoáng nhưng rất rõ ràng, đây chẳng qua là bình thường ngự không tộc tộc nhân, cũng không có thể cảm nhận được tiểu lại trùng trên người bọn hán khí tức. Nhất là bây giờ tiểu lại trùng khí tức bị áp chế vô cùng lợi hại, không có thần cấp tu vi, coi như là tại trong phạm vi trăm thước cũng không phát hiện được. Một đường đi, một đường quan sát, thiên long tinh đúng là vô cùng phồn hoa, ngoài không gian đại chiến tựa hồ đối với này tòa tinh cầu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ở trong thành thị mặt đi dạo 2 giờ về sau, bọn hắn tìm được một chỗ vô cùng có ý nghĩa địa phương, tiệm sách, đúng vậy thuộc về thiên long tinh tiệm sách tiệm sách bên trong thư tịch rất nhiều có lớn có nhỏ loại kia siêu cấp lớn bàn hiển nhiên là cho loại long xem bởi vậy rõ ràng loại long hẳn là đều có không thấp trí tuệ tìm tới tiệm sách đối lam hiên vũ bọn hắn tới nói như nhặt được trí bảo dĩ nhiên bọn hắn không có tiền mua là không mua được nhưng cầm vẫn có thể cầm thiên long tinh chữ viết bọn hắn có phiên dịch khí có khả năng tiến hành trực tiếp phiên dịch bảy người tìm một vòng lúc sau cầm mấy quyển đối với đấu la liên bang tới nói có ý nghĩa nhất thư tịch, Thiên Long tính sách lịch sử. Sau đó bảy người liền chạy trốn. Sách chủ tiệm đuổi theo ra đến, bảy người sớm liền không thấy tung tích, bất quá cũng chính là vài cuốn sách, sách chủ tiệm cũng là một tên lam hải tộc nhân, mặc dù tức giận, nhưng cuối cùng không có hướng lên hồi báo. Lam Hiên Vũ bảy người tìm một chỗ, bắt đầu cấp tốc dùng phiên dịch khí tiến hành phiên dịch cùng ghi chép, chuyện này đối với bọn hắn cùng với đối với liên bang tới nói đều rất trọng yếu, hiểu rõ đối thủ mới có thể tốt hơn đối mặt bọn hắn. Tại phiên dịch quá trình bên trong, bọn hắn bắt đầu hiểu rõ có quan hệ với thiên long tinh, thậm chí là thiên mã tinh lịch sử. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, nguyên lai like này hai khỏa tinh cầu cũng không là thiên long tinh cùng thiên mã tinh, mà là thiên mã song tử tinh. Hai khỏa tinh cầu cùng nhau trông coi, đều là thuộc về thiên mã tộc, cái gọi là thiên mã tộc, liền là bọn hắn lúc trước chỗ đã thấy loại kia bán nhân mã, bọn hắn tự xưng là thiên mã tộc, là một cái lịch sử vô cùng lâu đời chủng tộc bọn hắn đã từng là thiên mã song tử tinh trưởng khống giả trong vũ trụ không thiếu cái lạ thiên mã tộc theo vừa mới bắt đầu có trí khôn thời điểm liền cùng lúc nắm trong tay hai khỏa tinh cầu bọn hắn là làm sao làm được đâu thiên long tinh cùng thiên mã tinh nội bộ lại có một cái có khả năng lẫn nhau truyền tống lớn đại truyền tống trận vừa bước một bước vào truyền tống trận tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể đến một bên khác cực kỳ kỳ dị này bị thiên mã tộc xưng là thần chi môn thần chi mô lệnh hai khỏa tinh cầu ở giữa khoảng cách ước bằng không lại thêm hai khỏa tinh cầu thật sự là quá khổng lồ, cho nên, dù cho thiên mã tộc đã có vượt qua 10 vạn năm lịch sử, đối với khoa học kỹ thuật khai phá cũng mười phần yếu ớt, bởi vì bọn họ tài nguyên thật sự là quá dồi dào, dồi dào đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn trình độ, lợi dụng những tư nguyên này, thiên mã tộc đối với tự thân khai phá hứng thú xa xa lớn hơn đối với khoa học kỹ thuật ý nghĩ mà tại long mã tinh hệ dù cho có một ít chủng tộc khác trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ nhưng cùng đã có thể thân thể tại trong vũ trụ, hàng tinh thiên mã tộc tới nói cũng không tính là gì. Mãi đến có một ngày, lúc trước Thiên Mã Tinh một trong, cũng ngay tại lúc này Thiên Long Tinh đột nhiên xuất hiện một loại tình huống đặc thù, một cái không gian kỳ dị cùng Thiên Long Tinh tựa hồ sinh ra đè lên nhau, Thiên Long Tinh bắt đầu xuất hiện một chút quỷ dị biến dị. Một chút nguyên bản giống loài xuất hiện biến hóa, tại cái kia thứ không gian đè lên nhau về sau, bắt đầu có long tộc xuất hiện, đúng vậy, Thiên Mã Tinh quản loại long liền xưng là long tộc này loại biến dị xuất hiện tại cơ hồ nguyên bản thiên mã tinh bên trên hết thảy trong chủng tộc này trong lịch sử bị bọn hắn xưng là long biến thời kỳ toàn bộ long biến thời kỳ kéo dài có tới vạn năm diễn hóa ra hiện tại long tộc chúng nó thiên sinh mạnh mẽ còn có được không thấp trí tuệ rất nhanh liền tại thiên mã song tử tinh chiếm cứ một chỗ cắm rùi dựa theo tình huống bình thường nếu như là xuất hiện này loại biến dị thiên mã tộc khẳng định là muốn đem này chút biến dị sinh vật toàn bộ giết chết có thể này chút long tộc có thể trao đổi trí tuệ cực cao liên hợp lại chung nhau chống lại đã trải qua lần lượt chiến dịch về sau chúng nó không chỉ trở nên càng thêm cường đại mà lại số lượng cũng vẫn tại tăng nhiều trọng yếu nhất chính là một chủng tộc mạnh mẽ tùy theo quật khởi có thể cùng nguyên bản thiên mã tộc chống lại cái kia ngay tại lúc này thiên long tộc hết thảy nguyên bản thiên long tinh bên trên chủng tộc đều xuất hiện long biến bởi vậy tại thiên long tinh bên trên nguyên bản thiên mã tộc cũng xuất hiện tình huống giống nhau sau này chúng nó liền được xưng là thiên long có được đầu rồng thân ngựa thiên long. Thiên mã tộc mạnh mẽ đặc thù chủ yếu có hai cái, một cái là đùi ngựa số lượng, còn có liệt là có thể hay không có được cánh. Đây là hai loại khác biệt tiến hóa hướng đi. Tại thiên long tộc xuất hiện trước đó, thiên mã nhiều nhất đùi ngựa số lượng liền là 10 đầu, mà thiên long tộc lại xưa nay chưa từng có tiến hóa ra một vị có được 12 đầu đùi ngựa long thủ cường giả, siêu thần cấp thực lực, khiến cho hắn tung hoành song tinh, vô địch tại song tinh, dẫn theo long tộc cuối cùng đánh bại thiên mã tộc nhưng bởi vì bản thân hắn cũng là thiên mã tộc xuất thân cho nên cũng không có đem thiên mã tộc hủy diệt mà long biến thời kỳ tựa hồ cũng đã kết thúc ngoại trừ nguyên bản đã biến dị long tộc ở giữa có khả năng sinh sôi hậu đại bên ngoài những sinh vật khác ông tiếp tục xuất hiện long biến tình huống mà long tộc trực tiếp sinh sôi hậu đại tốc độ vô cùng thong thả thiên long tại cẩn thận suy nghĩ về sau quyết định cùng thiên mã tộc nói gì dù sao hắn trước kia cũng là thiên mã mà lại vốn chính là thiên mã tộc cao tầng cuối cùng thiên mã tộc đồng ý hòa đàm bởi vì thiên long mạnh mẽ đem nguyên bản thiên mã xong tử tinh một trong đổi tên là thiên long tinh nhưng yêu cầu hết thảy long tộc không được đi vào thiên mã tinh hai bên kết minh chung nhau thống trị long mã tinh hệ nguyên bản thiên mã tinh hệ mà vị này thiên long liền là suýt nữa đem lam hiên vũ giết chết đồng thời bức bách nana rơi vàng tinh trong nham tương cái vị kia thiên long tinh thủ tọa mà bây giờ thiên mã tinh thủ tọa thì phải so thiên long nhỏ một chút là sau này thiên mã tinh rút kinh nghiệm xương máu tập trung toàn tộc lực lượng cuối cùng bồi dưỡng được một vị khác siêu thần cấp cường giả có thể cùng thiên long đối kháng với nhau này mới khiến long mã song tinh triệt để ổn định lại trở thành hiện tại tình huống tiến bộ khoa học kỹ thuật thì là nương theo lấy mặt khác long mã tinh hệ chủng tộc tiến bộ khoa học kỹ thuật lại thêm đấu la liên bang nhân tài mới nổi vũ trụ hạm đội mang tới mạnh đại uy hiếp những năm này mới bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển thiên long cùng thiên mã đều rất rõ ràng dùng long mã song tinh tài nguyên bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tại khoa học kỹ thuật phương diện đuổi theo mà hết thể này rồi lại cần thời gian cái này là long mã tinh hệ này hai khỏa thủ đô tinh đơn giản lịch sử những long tộc kia tại lam hiên vũ bọn hắn nhìn qua cũng không tính là chân long nhưng ở long mã tinh hệ phương diện xem ra lại là mạnh mẽ long tộc một chút đỉnh cấp long tộc thậm chí có khả năng ở trong không gian tác chiến không kém hơn chiến hạm cho nên tại thiên long tinh nơi này long tộc là có được tương đối lớn đặc quyền là thiên long tinh bên trên tối cao tầng thứ chủng tộc dĩ nhiên thiên long tộc càng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm mà chân chính thiên long tộc số lượng cũng không nhiều chỉ có mấy trăm mà thôi nhưng cái đỉnh cái đều là cường giả nay phần lịch sử ghi chép đối với lam hiên vũ bọn hắn tới nói tự nhiên là cực kỳ trọng yếu kỹ càng hiểu rõ thiên long tinh thiên mã tinh tình huống đối với tương lai bọn hắn nhằm vào này hai khỏa tinh cầu bày ra hành động liền muốn dễ dàng nhiều trước mắt đến xem thiên long khẳng định không tại cho nên tương đối mà nói bọn hắn là tương đối an toàn. Này tòa tinh cầu khổng lồ cũng xa còn lâu mới có được số 76 tinh cầu như thế trong cả hóa quốc, nương tựa theo tầm bảo thú ẩn giấu năng lực, bọn hắn có khả năng muốn đi thì đi. Ngoại trừ lịch sử tư liệu bên ngoài, bọn hắn lần này tại thư viện còn chiếm được một cái tốt, địa đồ, thiên long tinh địa đồ. Cho dù là ở trong không gian nhìn xuống, cũng rất khó nhìn rõ viên này tinh cầu khổng lồ toàn cảnh, nhưng có địa đồ liền không đồng dạng. Mở ra địa đồ, mọi người cẩn thận nghiên cứu. Bọn Hán phát hiện, tại Thiên Long Tinh bên trên, có 13 tòa thành thị, 13 tòa thành phố khổng lồ, mỗi một tòa thành thị đều chiếm cứ lấy rộng lớn khu vực, trong đó nổi danh nhất, tự nhiên là thủ đô Thiên Long Thành, đó cũng là thần chi môn vị trí. Thông qua thanh toán phí tổn, cho dù là bình thường Long Mã Tinh hệ các tộc, cũng có thể xuyên qua thần chi môn, Long tộc ngoại trừ. Đây là trước đây thần lâu liền ký kết quy củ, Long tộc là không cho phép tiến vào Thiên Mã Tinh, nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Mã Tinh bên kia. Lo lắng lại xuất hiện một lần long biến. Một khi Thiên Mã Tinh cũng có long biến xuất hiện, như vậy, long tộc liền sẽ trở nên quá cường đại, Thiên Mã Tinh liền có bị thay thế nguy hiểm, cho nên, ngoại trừ có được Thiên Mã tộc huyết mạch Thiên Long tộc bên ngoài, bình thường long tộc là không cho phép xuyên qua thần chi môn. Theo trong lịch sử Lam Hiên Vũ bọn hắn vẫn phải biết, tại Thiên Long Tinh bên này, có một nhánh chưa bao giờ tại cùng đấu la liên bang trong chiến tranh xuất hiện qua mạnh đại quân đoàn, được xưng là Long kỵ sĩ quân đoàn trước mắt chỉ có 18 vị long kỵ sĩ, mỗi một vị đều là ủng có thần cấp thực lực cường giả. Bọn hắn đều có thể biến thân thành hình người, ngồi cưỡi lấy long tộc chiến đấu, có thể ở trong không gian trực tiếp chiến đấu, là thiên long tộc cấp cao nhất cũng là hạch tâm nhất mạnh mẽ chiến lực. Này 18 vị long kỵ sĩ đứng đầu, liền là thiên long bản thân, có thể nghĩ, chi này lực lượng có cường đại cỡ nào, không thể nghi ngờ, đây là thiên long tinh bên trên tối trung cực lực lượng, vượt qua bọn hắn hết thảy chiến hạm lực lượng đến mức thiên mã tộc bên kia có hay không dạng này trung cực lực lượng liền không được biết rồi lam hiên vũ bọn hắn hiện tại chỗ tòa thành thị này được xưng là phong long thành dùng tài nguyên phong phú lấy xưng nhất là thừa thãi khoáng sản tài nguyên chính là thiên long tinh một tòa trọng yếu tài nguyên cùng với công nghiệp nặng thành thị thiên long tinh hiện tại kiến tạo chiến hạm rất nhiều tài nguyên đều là bởi vậy tới không chỉ là tự động khai thác còn có long mã tinh hệ các đại trùng tộc đến đây giao dịch đặc sắc khoáng sản Lam Hiên Vũ dĩ nhiên sẽ không bây giờ chọn lựa đi Thiên Long Thành. Mặc dù Thiên Long bản thân không tại, nhưng thiên bên trong tòa Long Thành nhất định nhất định có không ít thần cấp cường giả tọa chấn, ví như những cái kia mạnh mẽ Long Kỵ Sĩ. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ còn không có đi khiêu chiến Long Kỵ Sĩ tư cách. Phong Long Thành ngược lại là một cái lựa chọn tốt, nơi này thừa thãi tài nguyên mà Lam Hiên Vũ bọn hắn lần này tới, chủ yếu nhất liền là chạy tài nguyên tới. Hắn cũng không có nghĩ qua tại Thiên Long Tinh bên trên lại dẫn bạo cái Long Chi Nộ cái gì đó cũng không phải là trí giả cách làm không nói những cái khác phá hư hòa đàm coi như là liên bang cũng sẽ không tha thứ hắn na lần này chui vào làm hiền vũ có mấy cái mục đích làm chút tài nguyên trở về chính là một cái trong số đó mặc dù không là trọng yếu nhất nhưng đối với lợi ích tới nói vẫn là không nhỏ thận trọng đem lịch sử tài liệu và địa đồ thu hồi này chút đối với liên bang tới nói đều là phi thường chân quý tài liệu đối bọn hắn tới nói thì là không nhỏ quân công có những vật này Bọn hắn nhiệm vụ lần này liền đã coi như là hoàn thành rất không tệ, nhưng làm hiên vũ bây giờ còn có so muốn làm sự tình, cho dù là không có quân công, có một số việc cũng là nhất định phải làm. Đi, chúng ta đi khoáng sản trung tâm giao dịch, làm hiên vũ hướng đồng bạn nói ra. Bảy người lần nữa đi đến đường đi thời điểm, tầm bảo thú đã vì bọn hắn huyện hóa thành khác một bộ dáng để tránh bị xem, như tặc nhân bắt lại. Khoáng sản trung tâm giao dịch tại Phong Long thành là một cái vô cùng trọng yếu địa phương, bởi vậy cũng tọa lạc ở trung tâm thành phố tòa thành thị này thật sự là quá lớn bởi vì cũng không biết nên như thế nào ngồi phương tiện giao thông cho nên lam hiên vũ bọn hắn chỉ có thể đi qua thiên long tinh một ngày tương đương với đấu la tinh 39 tiếng ban ngày đêm tối đều muốn càng lâu một chút bọn hắn đi ước chừng gần 3 giờ hơn nữa còn là dùng tương đương nhanh chóng tốc độ tại đi mới rốt cục thấy được đích đến của chuyến này phong long thành khoáng sản trung tâm giao dịch là một cái to lớn mái vòng kiến trúc kiến trúc cao tới 300 trăm mét không sai liền là 300 trăm mét không thể không nói thiên long tinh tại kiến trúc phương diện là có vô cùng nhân tài ưu tú khổng lồ như vậy kiến trúc tìm lượt toàn bộ đấu la liên bang cũng không có chiếm diện tích càng là có tới hai cây số vuông có hơn dù một tòa thật to mái vòng kiến trúc làm trung tâm chung quanh còn kèm theo có một tòa tòa nhà xứng lâu to lớn môn lâu đủ để cho long tộc xuất nhập trong đó cổng cũng không có thủ vệ hiện ra nơi này vô cùng lỏng lèo trị an hoặc là nói nơi này cũng căn bản không cần thủ vệ Lam Hiên vũ bọn hắn tại chúng nhiều trong chủng tộc lộ ra hết sức không thấy được. Lam Hải tộc vốn chính là số lượng đông đảo. Đi vào khoáng sản trung tâm giao dịch cửa lớn. Lam Hiên vũ bảy người cũng không khỏi chấn động theo. To lớn phòng đình lơ lửng một cái điều khác hoàn toàn là trôi nổi cũng không biết là làm được bằng cách nào. Bất ngờ chính là Thiên Long dáng vẻ đầu rồng thân ngựa mười hai đầu chân to lớn hai cánh bầy ra toàn thân bao trùm lấy đỏ vầy màu đỏ dù cho chẳng qua là điêu khắc Phảng phất tại trên người nó đều có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng không chỉ là lam hiên vũ bọn hắn sẽ ngẩng đầu nhìn đến thiên long rất nhiều đến đây giao dịch long mã tinh hệ các tộc cũng sẽ như thế khi bọn hắn thấy thiên long thời điểm đều không hẹn mà cùng toát ra sùng kính chi tình rõ ràng thiên long tại thiên long tinh địa vị đến cỡ nào cao thượng lam hiên vũ mang theo mọi người rất nhanh dung nhập trong đám người bởi vì cần tầm bảo thú kéo dài vì bọn họ biến ảo cho nên bảy người không thể tách ra quá xa bằng không liền có bại lộ nguy hiểm Tâm bào thú hiện tại muốn phân tâm áp chế tiểu lại trùng trên người không chi trùng khí tức, cho nên, cũng không cách nào, vì bọn họ toàn lực biến ảo. Làm hiền vũ hai mắt hiếp lại, quay đầu thấp giọng nói với đường vũ cách mấy câu gì. Đường vũ cách gật đầu. Này tòa phòng khách thật sự là quá rộng lớn, bên trong càng là người đông nghìn nghịt, lòng mã tinh hệ các tộc đều có, trong đó không thiếu một chút khí tức cường đại tồn tại. Tại đây bên trong đi vòng vo hơn một giờ, làm hiền vũ mới xem như biết rõ nơi này giao dịch phương thức tại đây tòa khoáng sản trung tâm giao dịch bên trong có mấy loại giao dịch phương thức trong đó đơn giản nhất liền là trực tiếp bán ra này thích hợp với trung đê cấp khoáng sản không chỉ là kim loại hiếm còn có một số nguồn năng lượng loại hình khoáng sản khoáng sản trung tâm giao dịch có chuyên môn thu mua những thứ này địa phương đồng thời đều sẽ trực tiếp đem phí tổn thanh toán đến chế định tài khoản bên trong đúng vậy phải có tài khoản chuyên thuộc về thiên long tinh tài khoản thiên long tinh có một loại cùng loại với ngân hàng tồn tại vì bọn hắn xưng là thiên long kim chỗ Thiên Long Kim chỗ tài khoản tại toàn bộ Long Mã Tinh hệ thông dụng là tân tiến nhất kim dung thủ đoạn, cho nên tại đây bên trong giao dịch trước hết phải có Thiên Long Kim chỗ tài khoản mới được. Đến đây tiến hành này loại giao dịch người là nhiều nhất, đây cũng là khoáng sản trung tâm giao dịch cơ sở giao dịch, trừ cái đó ra còn có mấy loại khác giao dịch phương thức. Nhất làm cho Lam Hiên Vũ cảm thấy hứng thú là một loại được xưng là đặt cửa giao dịch phương thức, đây là khoáng sản trung tâm giao dịch chính mình cử hành, không phải mua mà là bán đủ loại quạng hiếm thấy sinh tài nguyên đặt cửa khu có được ngàn vạn kiện khoáng sản vật phẩm cái gì loại hình đều có nhưng này chút khoáng sản tuyệt đại đa số đều là bị ôm trọn tại mỏ trong đá đồng thời có ngăn cách vòng bảo hộ chỉ có thể thông qua quan sát mà không thể tiếp xúc tuyển chọn này chút khoáng sản tiến vào đặt cửa khu cần giao nộp nhất định phí tổn giao nộp phí tổn về sau là có thể từ bên trong tuyển một kiện khoáng sản sau khi chọn xong có thể lựa chọn mang đi cũng có thể lựa chọn trực tiếp trước mặt mọi người thỉnh chuyên gia tới vạch trần xem xem rốt cục là cái gì đang bị giam giữ bảo khu khoáng sản bên trong giá trị cao nhất có cùng loại với không nguyên tinh cấp bậc này giá trị thấp nhất rất có thể liền là bình thường tảng đá cho nên khu vực này giải trí tính rất mạnh đồng thời cũng là cho những cái kia cực tính mạnh người chuẩn bị đang bị giam giữ bảo khu phát tài có nhưng càng nhiều vẫn là bồi đi tiền vé vào cửa đặt cửa khu cũng chưa cấp bậc khác nhau mua sắm cấp bậc khác nhau phiếu ra trận tiến vào khu vực khác biệt càng cao cấp hơn cái khác phiếu ra trận tiến vào khu vực có đồ tốt xác suất cũng càng lớn cũng càng dễ dàng có cao cấp bậc đồ tốt dĩ nhiên vé vào cửa giá cả cũng sẽ cao hơn nhiều này đặt cửa khu lam hiên vũ bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú đừng quên lam hiên vũ có tầm bảo thú đừng nói là cách vòng bảo hộ coi như cách bức tường là không là đồ tốt a à bảo cũng có thể trước tiên cảm giác được a à. nhưng vấn đề là bởi vì cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán bọn hắn hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại ở bọn hắn không có thiên long kim chỗ tài khoản cũng không có long mã tệ long mã tệ liền là toàn bộ thiên long tinh hệ thông dụng tiền tệ mỗi một chủng tộc đều có chính mình tiền tệ nhưng muốn nói giá trị nhất ổn định đồng thời thông hành liền là long mã tệ long mã tệ sức mua rất mạnh tại lam hiên vũ cảm giác bên trên so đấu là liên bang đồng liên bang muốn mạnh hơn không ít cho nên làm sao làm điểm long mã tệ liền thành hiện tại bọn hắn phải đối mặt vấn đề đầu tiên phải giải quyết đầu tiên là tài khoản vấn đề Thiên Long Kim chỗ tài khoản mới có thể để cho bọn hắn chân chính dung nhập vào Thiên Long Tinh bên trong. Đi trước, làm cái tài khoản lại nói, Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn ra khoáng sản trung tâm giao dịch, mở ra bản đồ điện tử nhìn thoáng qua, đã tìm được ở vào trung tâm giao dịch cách đó không xa một tòa Thiên Long Kim chỗ. Thiên Long Kim chỗ tài khoản có một tấm chuyên môn tấm thẻ, mà lại, cái chương mục này là cùng thân phận chặt chẽ tương liên, dùng bảo đảm tư mật tính, độ chuẩn xác cùng duy nhất tính. Các tộc tộc nhân đều có khả năng mở tài khoản của chính mình, nhưng ở mở trước cần đi qua nghiêm khắc thân phận thẩm tra cùng với các phương diện ghi chép, mà này chút, rõ ràng đều là Lam Hiên Vũ bọn hắn không thể làm sự tình. Nhưng bọn hắn có biện pháp của bọn hắn, bảy người tại Thiên Long Kim chỗ bên cạnh quan sát trong chốc lát, rất nhanh, bọn hắn đã tìm được mục tiêu. Đó là một tên dáng người to con Lam Hải tộc nhân, mới từ Thiên Long Kim chỗ bên trong đi ra đến, trên mặt mang theo cười ha hả biểu lộ, sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì lúc trước tại khoáng sản trung tâm giao dịch bên trong lam hiên vũ bọn hắn liền thấy vị này đây là một tên bình thường khoáng sản giao dịch thương hẳn là chuyên môn buôn bán biển bên trong khoáng thạch lam hiên vũ hướng đồng bạn liếc mắt ra hiệu sau đó chính mình chủ động nhanh đón tiếp lấy hắn hiện tại bề ngoài cũng là một tên thân hình cao lớn lam hải tộc nhân Bằng hữu mượn một bước nói chuyện lam hiên vũ thanh âm thông qua phiên dịch khí phiên dịch thành long mã tinh hệ quan phương ngôn ngữ vị kia lam hải tộc khoáng sản giao dịch tài kinh doanh vừa mới hoàn thành giao dịch đang chuẩn bị tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ cho mình chúc mừng một thoáng lại đột nhiên bị ngăn lại nhưng hắn cũng không có kinh hoàng đây là phong long thành mà lại thiên long tinh trị an luôn luôn không sai nói cái gì hắn trên dưới đánh giá lam hiên vũ vài lần xem xét là tộc nhân mình ánh mắt rõ ràng buông lỏng mấy phần ta xem ngài mới vừa từ khoáng sản trung tâm giao dịch bên kia ra tới ta chỗ này có chút đồ tốt không biết ngài có thu hay không Lam Hiên Vũ nhẹ giọng nói. Đồ tốt, đi, một bên tâm sự, cái kia Lam Hải tộc nhân lạ thường phối hợp, hướng Lam Hiên Vũ vẫy tay một cái, liền đi hướng bên cạnh một cái góc rẽ. Lam Hiên Vũ theo sau, cái kia Lam Hải tộc nhân vừa đi, một bên thấp giọng nói, huynh đệ, người con hàng này là từ chỗ nào tới, chỉ muốn cái gì tốt, giá cả dễ nói. Đồ vật gì kiếm lợi nhiều nhất, không hề nghi ngờ, buôn lậu, long mã tinh hệ tinh cầu rất nhiều, chủng tộc rất nhiều. Có chút tinh cầu khoáng sản là phi thường hiếm hoi, cho nên khó tránh khỏi sẽ cấm vận, mà càng là vật như vậy, giá trị không gian lại càng lớn, ví như không nguyên tinh liền là trong đó nổi danh nhất. Đi đến góc rẽ, Lam Hiên Vũ trên tay hào quang lóe lên, một khối lớn chừng bàn tay kim loại liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đưa cho đối phương. "Đây không phải Trầm Ngân sao? Nay có cái gì?" Lam Hải tộc nhân tiếp nhận khối kia Trầm Ngân, vừa có chút thất vọng, lại lập tức phát hiện không đúng bởi vì khối này trầm ngân trọng lượng vô cùng chìm mà lại khi hắn cầm vào tay thời điểm lập tức cũng cảm giác được không đúng bởi vì này trầm ngân không chỉ là mật độ lớn mà lại chất cảm tuyệt hảo càng quan trọng hơn là cả khối kim loại vậy mà mơ hồ có sinh mệnh khí tức tồn tại từ trong ra ngoài tàn mát ra một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác bằng hữu nhìn ra được không lam hiên vũ cười hiếp mắt nói ra lam hải tộc nhân nuốt xuống một hốc nước miếng người này là từ đâu lấy được có sinh mệnh lực trầm ngân Lam Hiên Vũ nói: Đấu La Liên Bang liền là đang cùng chúng ta chiến tranh cái chỗ kia. Đây là trầm ngân, nhưng là trải qua tinh luyện về sau trầm ngân, bọn hắn có một loại vô cùng đặc biệt tinh luyện phương thức gọi là rèn đúc. Khối này trầm ngân đã tại rèn đúc bên trong được trao cho sinh mệnh, bị bọn hắn xưng là linh rèn. Phẩm chất người cảm thấy này có thể là tuyệt đối đồ tốt. Tại thế giới loài người đều giá trị cao, lại có tiền mà không mua được. Lam Hải tộc nhân con người quay tít một vòng nói: Đồ vật là vẫn được, thế nhưng người cái này lai lịch bất chính đi mà lại là thuộc về đấu la liên bang đồ vật không thể xuất thủ à phương diện giá tiền không có cách nào quá cao làm hiên vũ thở dài một tiếng nói quên đi vừa nói hắn liền muốn theo trong tay đối phương đem khối này trầm ngân cầm về đừng a à, người nghĩ muốn bao nhiêu làm hải tộc nhân vội vàng tránh thoát tay của hắn hắn tự nhiên là biết một khối linh rèn giá trị cái đồ chơi này giá trị nghiên cứu thậm chí còn muốn xa xa lớn hơn giá trị thực dụng thiên long tinh có chuyên môn địa phương thu thứ này giá cả đều cho vô cùng cao nơi này không phải chỗ nói chuyện người có hay không điểm an toàn địa phương chúng ta cẩn thận trò chuyện tất cả mọi người là đồng tộc ta thẳng thắn nói cho ngươi đi ta có con đường lấy tới loại kim loại này nhưng ta tại thiên long tinh là không hộ khẩu không có cách nào giao dịch cần phải mượn huynh đệ thân phận lợi ích mọi người cùng nhau kiếm thế nào lam hiền vũ thấp giọng nói ra hắn cũng không định cướp bóc một tên lam hải tộc nhân sau đó sử dụng thân phận của đối phương bọn hắn mới mới vừa tới đến thiên long tinh đối với nơi này hết thảy đều là chưa quen cuộc sống nơi đây mạo muội đi giả mạo thân phận quá dễ dàng bị phát hiện cùng hắn như thế không bằng tìm người hợp tác lợi ích dẫn dụ nhiều khi đều muốn so bạo lực càng dùng tốt hơn cũng an toàn hơn lam hải tộc nhân có chút cảnh giác nhìn lam Hiền vũ liếc mắt đến là không có bị tham lam che đậy hai mắt thấp giọng nói đi theo ta vừa nói hắn trước tiên đi ra ngoài lam Hiền vũ nói ta còn có mấy tên đồng bạn đều là chúng ta tộc nhân để bọn hắn đi theo không có vấn đề đi lam hải tộc nhân nghe hắn kiểu nói này ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra hắn lúc trước liền phát hiện ở chung quanh mấy cái kia tầm mắt một mực hướng phía bọn hắn nhìn bên này lam hải tộc nhân cho nên hắn mới có thể như vậy cảnh giác hiện tại lam hiên vũ sáng nói ra hiển nhiên là có hợp tác thành ý hắn mới yên tâm một chút hắn dĩ nhiên không biết đây là lam hiên vũ cố ý khiến cho hắn phát hiện không có việc gì cùng đi đi nơi này chính là thiên long tinh mạnh mẽ long tộc khắp nơi đều thấy, an toàn không có vấn đề. Lam hải tộc nhân một bên giống là rất lớn khí nói, một bên tựa hồ lại là đang nhắc nhở Lam Hiên Vũ cái gì. Lam Hiên Vũ vung tay lên, đồng bạn cấp tốc tụ tập tới, dồn dập hướng cái kia Lam hải tộc cợt đầu. Sưng hô như thế nào? Lam hải tộc nhân hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, nhưng vẫn là nói, chúng ta đều dùng danh hiệu, người có thể gọi ta thủ dực. Được, ta là sâm vũ hải lương phác, vừa nói, lương phác đem khối kia trầm ngân nhét vào ngực mình hướng phía lam hiên vũ vung tay lên quyết định một cái phương hướng đi đến lam hiên vũ bảy người theo ở phía sau đồng thời yên lặng cảm thụ được lương phác tinh thần ba động một người nếu như muốn làm gì tinh thần ba động là xuất hiện trước nhất biến hóa nếu như này lương phác mong muốn vạch trần bọn hắn ví như là tại trên đường cái quát to một tiếng lam hiên vũ tuyệt đối có thể trước tiên ngăn lại hắn lam hải tộc cũng có cường giả nhưng trước mắt vị này nho nhỏ khoáng sản giao dịch thương khẳng định không ở tại bên trong mong muốn chế phục hắn bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình mà thôi lương pháp cũng không có muốn vạch trần lam hiên vũ bọn hắn ý tứ mang theo bọn hắn xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm rất mau tới đến một tòa cùng loại với nhân loại khách sạn địa phương mang theo bảy người lên lầu đi vào trong một cái phòng gian phòng này rất lớn là nguyên một cái khoáng đạt không gian tựa hồ tại nơi này cũng không điểm cái gì phòng ngủ phòng khách loại hình bên trong một mảnh đất chống mặt đất giường trên lấy thật dày ra lông loại đồ vật có điểm quái dị mùi vị hẳn là dùng tới chỗ ngủ rộng lớn trong thính đường trưng bày từng cái giống như là rễ cây một dạng thớt gỗ tử lương phác nói mời ngồi đi vừa nói hắn ở trên vách tường đè lên lập tức ánh đèn sáng lên nhưng chung quanh lại tối xuống dưới cửa sổ hoàn toàn đen kịt hơn nữa còn có thể cảm giác được có mỏng manh năng lượng đem bên ngoài ngăn trở hẳn là đã cách trở thành âm kết thúc tập này ở đây nha mọi người Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.